Vậy cũng tốt, ca ca, ta đi về trước. Tô Nặng Cá cũng biết Diệp Thần có chuyện quan trọng trong người, không thể lại bầu bạn nàng. Ca ca, cái này túi gấm ngươi cầm. Tô Nặng Cá lại móc ra một cái túi gấm, đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần thu xuống, ước lượng một tí, chợt cảm thấy nặng nề vô cùng, nói, đây là cái gì? Tô Nặng Cá nói, là thái thượng cây trà lá trà, có thể chống đỡ ma khí. Thái thượng cây trà lá trà. Diệp Thần sửng sốt một chút, mở ra túi gấm, chỉ gặp trong cẩm nang cất mười mấy phiến xanh sâu kín lá trà, mỗi một phiến lá trà, đều có thiên quân nặng, nhìn như phiêu giật thanh nhã, thực tế hàm chứa thế giới phép tắc lực lượng. Tô Nặng Cá nói, cực kỳ lâu trước kia, truyền thuyết thái thượng thế giới tinh không sụp đổ, có một hạt giống rớt xuống, cái hạt giống này, ở càn ám ma trong ruộng mọc rễ nảy mầm, trưởng thành một bụi cây trà. Bụi cây này thái thượng cây trà, là chống đỡ càn ám ma địa mạch bản khối mấu chốt, linh khí đặc biệt đậm đà, dùng thái thượng lá trà pha trà, uống vào sau có thể chống đỡ ma khí. Ta cái này một năm trong thời gian, không có bị ma bia hơi thở ăn mòn, một nửa là bởi vì ta huyết mạch. Nhận Long Uyên kiếm khéo léo chúc phúc, không dễ dàng ô nhiễm, một nửa kia, là bởi vì là ta len lén hái những thứ này thái thượng lá trà, pha trà dưỡng sinh, cho nên không có bị ảnh hưởng. Diệp Thần nói, thì ra là như vậy. Tô Nặng Cá trong kinh mạch, quanh quẩn một món ma khí, bất quá không hề coi là thâm hậu, cùng nàng rời đi càn ám ma, có thể tự đi luyện hóa giải quyết. Bị kẹt ở càn ám ma một năm, Tô Nặng Cá cũng không có thất thủ. Cái này thái thượng lá trà công không thể không. Tô Nặng Cá nói, ca ca, nếu như ngươi thật phải đi lòng đất, thật tốt lợi dụng những thứ này lá trà, có thể chống lại ma hồn thần cung cấm pháp. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, nói, được, đa tạ ngươi, ta sẽ chú ý. Những thứ này thái thượng lá trà, linh khí vô cùng là đậm đà, Diệp Thần có loại cảm giác, nếu như lá trà số lượng đủ nhiều, thậm chí có thể chống lại tâm ma đại chú kiếm. Đế thích thiên tâm ma đại chú kiếm, quả thực làm người đau đầu, đơn giản là lớn ung thư, Diệp Thần không có tuyệt đối chống lại chắc chắn. Còn đối phó tâm ma đại chú kiếm, tốt nhất dùng thái thượng thiên uyên nói, hết lần này tới lần khác là đế uyên điện bí mật bất truyền, ngoại nhân không cách nào nắm giữ. Nhưng hiện tại, những thứ này lá trà, linh khí vô cùng là tinh thuần, nếu như ngâm thành trà, đủ để chống lại tâm ma tập sát. Dẫu sao, đây là tới từ thái thượng thế giới linh vật. Vô cùng chân quý, giá trị khó mà phỏng đoán. Đế thích thiên tâm ma đại chú kiếm, chỉ cần còn không luyện đến tầng thứ 9 đỉnh cấp cảnh giới, vậy thì có chống lại ngăn cản chỗ trống. Nếu như đế thích thiên luyện đến tầng thứ 9, vậy cũng không có biện pháp, đây mới thật là chư thiên ngày tận thế, chư thần hoàng hôn, cấp trên cũng không ngăn nổi. Ca ca, vậy ngươi cẩn thận một chút, ta đi trước. Tô Nặng Cá hơi có điểm không thôi, lưu luyến nhìn Diệp Thần một mắt. Cuối cùng mới đạp nhập không gian đường hầm, truyền tống rời đi. Và Diệp Thần chung đụng thời gian, mặc dù ngắn ngủi, nhưng Diệp Thần động trời thực lực, đã ở nàng trong lòng, lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Đợi được Tô Nặng Cá rời đi, không gian đường hầm biến mất, càn ám ma đất ma khí, vậy lần nữa thu thập, Diệp Thần sắc mặt ngưng trọng xuống, suy nghĩ cướp lấy ma bia biện pháp. Phong Tinh vẫn muốn làm con rùa đen giúp đầu, đây có thể phiền toái. Diệp Thần cau mày trước, hắn cũng không có ngu xuẩn đến một người chui vào lòng đất, vậy đơn giản là chịu chết. Nhưng Phong Tinh vẫn không ra, thế cục rơi vào giằng co, đây đối với Diệp Thần thật to bất lợi. Càn ám ma, dẫu sao là ma hồn thần cung địa bàn, nếu như chỉ hoãn nữa, Phong Tinh vẫn biện pháp, tổng hội so Diệp Thần hơn. Nếu ngươi muốn làm con rùa đen giúp đầu, vậy ta liền đập bể ngươi vỏ rùa đen. Nghĩ ngợi luôn mãi, Diệp Thần ánh mắt đột nhiên ác liệt. Trong lòng có quyết đoán. Hắn sử dụng Long Uyên Thiên Kiếm, một món kiếm khí ngưng tụ thành thực chất, mang đóng kín một cái truyền tin, phát hồi Nguyên Thiên Viện. Huyết Long, Tiêu Thủy Hàn, Ma Đế tiền bối, tới đây giúp ta giúp một tay. Diệp Thần phi kiếm truyền tin, tin tức rất đơn giản, chính là kéo giúp tay. Nếu một thân một mình, khó mà đột phá Phong Tinh vẫn phong tỏa, vậy thì kêu người đến. Diệp Thần võ đạo, thói quen liền đơn đả độc đấu. Nhưng lần này, chuyện liên quan đến luân hồi ma bia, chân thực quá trọng yếu. Cho nên, Diệp Thần cũng không do dự cái gì, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải đem ma bia cướp được tay. Phi kiếm truyền tin phát ra, tiếp theo, Diệp Thần một người núp ở càn ám ma trong ruộng, không có tùy tiện lộ mặt, cũng không có cái gì xung động, chờ đợi thời cơ tốt nhất.
Mà lúc này, lòng đất vạn trượng chỗ sâu, một tòa khổng lồ u ám địa cung, yên tĩnh đứng sừng sững. Bên ngoài cửa cung, là một bụi to lớn cây trà, không biết có nhiều ít ngàn trượng cao, mỗi một nhánh cây, cũng to lớn như cù long, lộ ra cổ xưa, khí tức tang thương. Còn có một phiến phiến thanh thúy lá trà, tản mát ra thanh thơm, tràn ngập ở thế giới lòng đất bên trong, tẩy không khí. Cho dù là vạn trượng sâu thế giới lòng đất, không khí vậy đặc biệt mát mẻ, làm người ta tâm thần sảng khoái, chút nào chưa thấy được bực mình, chính là bởi vì bụi cây này cây trà tồn tại. Bụi cây này cây trà, chính là trong truyền thuyết thái thượng cây trà, chống đỡ toàn bộ cản ám ma đất chỗ mấu chốt. Ở thái thượng cây trà cây để, có hai đạo thân ảnh, một cái ngồi xếp bằng ngồi, một cái đứng bảo vệ. Vậy ngồi xếp bằng bóng người, là một cái ông già, cả người ma khí cuồn cuộn, gương mặt phơi bầy màu tím bầm, rõ ràng cho thấy luyện công sắp đến tẩu hỏa nhập ma, muốn hỏng mất tình cảnh. Ở ông già bên cạnh, đứng người, thời là một người đàn ông trung niên, võ tư hùng vĩ, có thượng cổ thánh nhân di phong, ánh mắt uy nghiêm, chánh khí dọn ra dọn ra. Đáng chết, luân hồi phép tắc thiên phạt, còn có ma bia cắn trả, càng ngày càng nghiêm trọng, liền liền thái thượng cây trà đều không thể lại hóa giải. Ông già một mặt nóng nảy, lộ vẻ được đặc biệt bất an. Cung chủ đại nhân, an tâm một chút chứa nóng, đời này luân hồi chi chủ, ngay tại cản ám ma, chỉ cần giết hắn, người chiếm đoạt luân hồi huyết mạch, hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Người đàn ông trung niên bình tĩnh nói, luân hồi chi chủ không như thế ngu xuẩn, hắn không thể nào tới để chịu chết, ta lại không thể đi ra ngoài, như thế kéo dài, ta sớm muộn phải tẩu hỏa nhập ma mà chết. Ông già nóng nảy sâu hơn, gương mặt tím bầm vẻ, quanh quẩn không tiêu tan, cả khuôn mặt tựa như thành gan heo, đặc biệt khó khăn xem. Cái này ông già, chính là ma hồn thần cung cung chủ, Phong Tinh Vẫn. Phong Tinh Vẫn tu vi, ước chừng đạt tới còn chân cảnh 6 tầng thiên. Nhưng hiện tại, cái này Phong Tinh Vẫn, nhưng không có cường giả gì thở mạnh vận, ngược lại là cục xúc bất an, một mặt cáu kỉnh hình dáng. Bởi vì, thời khắc này Phong Tinh Vẫn, đang gặp phải to lớn uy hiếp. Năm đó vì thúc giục luân hồi ma bia, Phong Tinh Vẫn phái người đi trộm đào luân hồi chi chủ lăng mộ, mặc dù không có tự mình động thủ, nhưng xúc phạm thiên uy tội nghiệt, vẫn là coi là đến hắn trên đầu. Hắn mạo phạm luân hồi chi chủ, nghiệp đếm tích lũy thâm hậu, mấy chục ngàn năm không tiêu tan, nhân quả cực sâu. Theo Diệp Thần đến, phần này nghiệp đếm, bùng nổ được nồng hơn mãnh liệt, để cho Phong Tinh Vẫn tùy thời có thể tẩu hỏa nhập ma. Cho dù có thái thượng cây trà tiêu rõ ràng, cũng khó mà lắng xuống. Mặt khác, Phong Tinh Vẫn mưu toan luyện hóa ma bia, nhưng khí vận chưa đủ, huyết mạch vậy không đủ cường đại, coi như khổ khổ rèn luyện mấy chục ngàn năm, hy sinh vô số sinh linh, cũng không thể hoàn toàn luyện hóa ma bia, càng không thể thông qua thủ bia người khảo nghiệm. Thủ bia người thực lực, là xem người khiêu chiến thực lực mà định. Phong Tinh Vẫn đã là còn chân cảnh 6 tầng thiên, vậy thủ bia người thực lực, trực tiếp cường đại đến ngoại hạng bước, hoàn toàn không thể chiến thắng. Ma bia chậm chạp không thể nhận phục, Phong Tinh Vẫn nhận hết ma khí cắn trả, còn có huyết tế sinh linh nhiệt đếm, vậy tầng tầng vọt tới, Phong Tinh Vẫn đã mau chống đỡ không nổi nữa. Diệp Thần gặp phải thế cục, đặc biệt khó giải quyết. Mà Phong Tinh Vẫn gặp phải thế cục, giống vậy khó giải quyết. Người đàn ông trung niên lạnh ngắt nói, nếu luân hồi chi chủ không dám bước vào lòng đất, vậy chúng ta liền kéo hắn xuống. Phong Tinh Vẫn ngưng trọng nói, nơi nào có như thế dễ dàng. Ta xúc phạm luân hồi thiên uy, hôm nay luân hồi chi chủ giết tới cửa, ta khó thoát tai kiếp. Dưới mắt chỉ có thể khẩn cầu ma bia đứng đầu ra tay, nếu không ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này luân hồi chi chủ, khí vận chân thực quá thâm hậu, đồ thánh đại hội giết không chết hắn, huyền tẫn ma thần cũng giết không chết hắn, ta càng không thể nào giết chết, trừ phi hắn thật ngu xuẩn đến chạy tới địa bàn ta. Phong Tinh Vẫn tu vi, mặc dù đạt tới còn chân cảnh 6 tầng thiên, nhưng trên mình nghiệp đếm nhân quả quá sâu, căn bản không dám nhìn thẳng Diệp Thần, nếu không, thiên phát ý định giết người, Diệp Thần thậm chí không cần động thủ, hắn sẽ bị thiên phạt lôi kiếp giết chết. Đây là ăn trộm Diệp Thần đạo cốt, xúc phạm luân hồi thiên uy giá phải trả. Coi như là ngày xưa Huyền Cơ Nguyệt, còn có Đế Thích Thiên, cũng không có phải đào mộ phần trộm mộ ý tưởng, ám toán luân hồi chi chủ, đã là thiên đại bất kính, lại đi khai thác phần mộ, vậy nghiệp đếm vậy quá đáng sợ. Một khi thiên phạt hạ xuống, không có bất kỳ người có thể ngăn trở.
Đây chính là luân hồi huyết mạch lợi hại. Luân hồi huyết mạch, bao trùm chư thiên, có chư thiên đại lộ chiếu cố, xúc phạm luân hồi chi chủ, ắt gặp thiên phạt. Hiện tại Phong Tinh vẫn muốn chiến thắng Diệp Thần, trừ phi Diệp Thần xông vào lòng đất, bước vào ma hồn thần cung địa bàn, như vậy Phong Tinh vẫn mượn vô số ma trận, còn có địa mạch khí vận, và luân hồi ma bia uy thế, mới có thể nghịch chuyển nhân quả, giết chết Diệp Thần. Nếu như Diệp Thần không đến, vậy Phong Tinh vẫn cũng không có biện pháp, chỉ có thể cầu ma bia đứng đầu ra tay. Trong truyền thuyết luân hồi ma bia, đã sản sinh ra người trí khôn, có thể hóa thành hình người, chính là ma bia đứng đầu. Người đàn ông trung niên nói, cung chủ đại nhân, muốn gọi ma bia đứng đầu ra tay căn bản không có thể, trừ phi ngươi có thể tìm được thiên võ ngọa long kinh. Phong Tinh vẫn cười khổ nói, thiên võ ngọa long kinh, đây là 33 thiên hồng mông cổ pháp bên trong, thần bí nhất tồn tại, ta đi nơi nào tìm. Người đàn ông trung niên nói, ma bia đứng đầu hình thái sinh mạng, và loài người võ giả hoàn toàn không cùng, hắn chỉ có tu luyện thiên võ ngọa long kinh, mới có khả năng đột phá. Nếu như không tìm được môn công pháp này, hắn là không thể nào giúp chúng ta. Phong Tinh vẫn nói, cái này ta tự nhiên biết, nhưng thiên võ ngọa long kinh, từ võ tổ chết sau đó, liền hoàn toàn thất truyền, thế gian lại cũng không có người gặp qua. Môn công pháp này, ta không lấy ra được, nhưng ma bia đứng đầu nhất định phải mời, nếu không luân hồi thiên uy hạ xuống, ngươi và ta đều phải hóa thành phấn vụn. Người đàn ông trung niên nói, ma bia đứng đầu bướng bỉnh cực kỳ. Muốn mời hắn ra tay khó hơn lên trời, cung chủ đại nhân, không bằng đi mời ta sư đệ. Phong Tinh vẫn ánh mắt sáng lên, nói, ngươi sư đệ. Chẳng lẽ đế thích thiên chịu ra tay giúp chúng ta? Người trung niên này nam tử lúc đầu chính là võ khúc đại đế, thượng cổ thất đại thánh đồ một trong, bàn về bối phận, cũng là đế thích thiên sư huynh. Năm đó, võ khúc đại đế bị Phong Tinh vẫn thuê, trộm luân hồi chi chủ lăng mộ, cướp đoạt đạo cốt, vậy bị luân hồi nhân quả liên lụy. Bất đắc dĩ trốn ở ma hồn thần cung lòng đất, trốn tránh thiên phạt cướp giết. Cái này mấy chục ngàn trong thời kỳ, võ khúc đại đế nhiều lần phát tin, hy vọng đế thích thiên có thể khoác cứu mình, nhưng từ đầu đến cuối không có được hồi âm. Hiện tại, võ khúc đại đế nói muốn mời đế thích thiên ra tay, đối kháng luân hồi chi chủ, Phong Tinh vẫn chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, căn bản không thể nào chuyện. Trong những năm này, đế thích thiên chẳng muốn dính luân hồi nhân quả. Từ đầu đến cuối không có ra tay, coi như võ khúc đại đế xa vào chịu khổ, cũng không có giúp ý. Phong Tinh vẫn nghe nói trước đoạn thời gian đồ thánh đại hội, đế thích thiên gặp thảm tổn thương nặng, dưới mắt tự thân khó bảo toàn, làm sao có thừa lực lại xuất thủ trợ giúp. Võ khúc đại đế ha ha cười một tiếng, nói ở đồ thánh đại hội trên, ta sư đệ phát động tâm ma thẩm phán, coi như là hoàn toàn xé nát tất cả ngụy trang, hắn đã không lại sợ luân hồi thiên uy. Hơn nữa muốn hoàn toàn giết chết luân hồi chi chủ, chỉ cần chúng ta mở ra đầy đủ tiền đặt cuộc, ta sư đệ khẳng định nguyện ý ra tay tương trợ. Phong Tinh vẫn cau mày nói, tiền đặt cuộc, phải xuất ra bao lớn tiền đặt cuộc, đế thích thiên mới chịu tương trợ. Võ khúc đại đế nói, cung chủ, cái này thì phải ngươi suy xét. Nghe vậy, Phong Tinh vẫn sắc mặt trầm xuống, đế thích thiên thân phần thực lực không phải chuyện đùa, muốn mời hắn ra tay tương trợ, chân thực không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa, đế thích thiên phát động tâm ma thẩm phán, đã thành hung danh rõ ràng đại ma đầu, chư thiên vạn giới người người hận không được chu diệt, nếu như hắn và đế thích thiên hợp tác, rất có thể sẽ phải chịu liên lụy. Bỏ mặc, dưới mắt cục diện này, nhất định phải có đế thích thiên trợ giúp, mới khá phá giải. Võ khúc đại đế, nếu như ngươi sư đệ thật chịu giúp ta, ta nguyện ý cùng hắn cùng chung luân hồi ma bia. Cân nhắc luôn mãi, Phong Tinh vẫn cắn răng, trong lòng có quyết đoán. Hiện tại luân hồi chi chủ hạ xuống cản ám ma, kẹp theo luân hồi huyết mạch thiên uy, còn có kiếp trước lửa giận, Phong Tinh vẫn hoàn toàn không dám chính diện giao phong, hắn chỉ muốn kêu đế thích thiên hỗ trợ. Cùng chung luân hồi ma bia. Võ khúc đại đế ánh mắt sáng lên, Phong Tinh vẫn mở ra tiền đặt cuộc, đơn giản là cắt thịt, lại có thể đem coi là vận mệnh luân hồi ma bia, vậy lấy ra, nguyện ý cùng đế thích thiên cùng chung. Cung chủ, nếu như ngươi chịu cắt thịt, và ta sư đệ cùng chung luân hồi ma bia, vậy hắn khẳng định sẽ xuất thủ. Luân hồi ma bia, hàm chứa thái cổ ma khí, nếu như ta sư đệ lấy được, hắn chiếm đoạt luyện hóa, tâm ma đại chú kiếm chí ít có thể đột phá đến tầng thứ 6. Luân hồi ma bia, cái loại này thiên địa chí bảo, chân thực quá chân quý, có thể nói là chư thiên ma khí ngọn nguồn, thậm chí có thể lớn mạnh tâm ma.
nếu như Đế Thích Thiên lấy được, tâm ma đại chú kiếm của hắn, sợ rằng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Võ Khúc Đại Đế, vậy ngươi mau phát đóng kín một cái phi kiếm truyền tin, mời Đế Thích Thiên xuất thủ trợ giúp, sau khi chuyện thành công, ta nguyện ý cùng hắn cùng chung luân hồi ma bia. Phong Tinh vẫn cắn răng, cũng là cảm thấy đặc biệt nhức nhối, nhưng dưới mắt tình thế nguy cấp, hắn vậy không có biện pháp cân nhắc quá nhiều. Ngoài ra, chai này thiên trà đan, vậy cầm đi đưa cho Đế Thích Thiên, coi là lễ ra mắt. Dừng một chút, Phong Tinh vẫn lại móc ra một chai đan dược, trong chai thuốc mặt, cất mười mấy viên mượt mà thanh u cao nhất nguyên đan, kêu trời trà đan, là thái thượng cây trà lá trà, chi hành là nguyên vật liệu, luyện chế được đan dược. Thái thượng cây trà, có thái thượng thế giới linh khí, dùng thái thượng lá trà chi hành luyện chế ra đan dược có tốt vô cùng hiệu quả chữa thương, hơn nữa còn có thể xua tan ma khí, thanh tim nuôi hồn, giá trị cực cao. Cung chủ, người lại có thể cả ngày trà đan, vậy muốn tặng cho ta sư đệ. Võ Khúc Đại Đế một hồi kinh ngạc, luyện chế thiên trà đan đặc biệt khó khăn, toàn bộ ma hồn thần cung tồn kho chỉ có 5-3 bình, là Phong Tinh vẫn cầm tới hóa giải ma bia cắn trả, xua tan ma khí linh đan, vô cùng chân quý. Phong Tinh vẫn nói, không biểu thị một tí thành ý, Đế Thích Thiên làm sao có thể theo ta hợp tác. Thời gian gấp, người mau phát tin đi mời Đế Thích Thiên tương trợ. Được. Võ Khúc Đại Đế ánh mắt lóe lên, lập tức nghĩ liền đóng kín một cái phi kiếm truyền tin, liên quan thiên trà đan, phát đi Đế Huyên Điện. Hắn và Phong Tinh vẫn, đã là trên một sợi dây châu chấu, nếu như Phong Tinh vẫn xảy ra chuyện, hắn chỉ sợ cũng lớn hơn họa ập lên đầu, cho nên, coi như không tiếc bất cứ giá nào, hắn cũng phải chém chết Diệp Thần, bảo vệ Phong Tinh vẫn chu toàn. Càn Ám Ma Đất Bắc Bên, một nơi tĩnh lặng bên trong dãy núi. Diệp Thần ngồi xếp bằng, hơi thở thu liếm, yên lặng chờ. Tính một chút thời gian, ta phi kiếm truyền tin, hẳn phát đến Nguyên Thiên Viện, chỉ cùng Tiêu Thủy Hàn, Ma Đế Tiền Bối, Huyết Long bọn họ tới đây, ta liền có đủ thực lực, xông vào Ma Hồn Thần Cung. Diệp Thần nắm quyền một cái, Ma Hồn Thần Cung trụ sở chính, bố trí trong lòng đất, có vô số ma trận vần quanh, hắn tự nhiên không thể nào ngu xuẩn như vậy, một người chạy đi lòng đất chịu chết. Hiện tại Diệp Thần phải làm, chính là chờ đợi, cùng Tiêu Thủy Hàn bọn họ tới đây. Suy! Ngay tại lúc này, một đạo kiếm khí tiếng xé gió, đột ngột vang lên. Diệp Thần ngẩng đầu vừa thấy, nhưng gặp một thanh phi kiếm xông thẳng tới chân trời, chọc thủng Càn Ám Ma Đất cấm chế, không ngừng biến dạng hư không, đi phương xa bay đi. Phi kiếm truyền tin, cùng chung luân hồi ma bia, thiên trà đan. Phong Tinh vẫn, lúc đầu ngươi cũng muốn kêu người giúp à. Diệp Thần bấm ngón tay tính toán, nhất thời dòm ngó thấy trùng trùng thiên cơ, từng trận nguy hiểm to lớn, tập kích hắn tâm thần. Lúc đầu Phong Tinh vẫn không dám chính diện giao phong, lại muốn mời Đế Thích Thiên xuất thủ trợ giúp, hơn nữa còn mở ra thiên đại tiền đặt cuộc, nguyện ý cùng chung luân hồi ma bia. Tên này, thật là điên rồi, lại muốn và Đế Thích Thiên cùng chung luân hồi ma bia, chẳng lẽ hắn không biết Đế Thích Thiên là tâm ma chi chủ sao? Diệp Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhất thời cảm thấy chuyện nghiêm trọng. Nếu như luân hồi ma bia rơi vào Đế Thích Thiên trên tay, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, Đế Thích Thiên tâm ma đại chú kiếm, tuyệt đối muốn một bước lên trời. Khối này ma bia, nhưng mà chư thiên ma khí ngọn nguồn, giá trị không cách nào tưởng tượng, liền tâm ma đều có thể lớn mạnh. Diệp Thần nhìn đi xa phi kiếm truyền tin, sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Xem ra hắn và Đế Thích Thiên, nhất định là địch thủ cũ vậy tồn tại, ở Càn Ám Ma cái loại này ngăn cách với đời địa phương, lại còn có thể phối hợp nhân quả, sát phạt không ngừng. Tốt lắm, liền xem ai chết vào tay ai đi. Diệp Thần cắn răng, nội tâm dấy lên ý chí chiến đấu. Nếu đi tới Càn Ám Ma, Diệp Thần tự nhiên không thể nào tay không trở về. Luân hồi ma bia, hắn nhất định phải cướp lấy. Kiếp trước một chặn đường cốt, vậy muốn đoạt lại. Coi như Đế Thích Thiên tới, cũng không thể ngăn lại hắn. Nguyên Thiên Viện, bề mặt trái đất. Ngày xưa bề mặt trái đất phế tích, hiện tại đã lần nữa đổi thành sức sống, ở Đồ Thánh Đại Hội sau khi kết thúc, Nguyên Thiên Viện dọn về mặt đất, xây lại ngày xưa huy hoàng, lại nữa núp ở thành dưới đất. Bởi vì chàng này Đồ Thánh Đại Hội, Nguyên Thiên Viện đã cùng Đế Huyên Điện xé rách ra mặt, không có lại ẩn núp cần thiết. Bất quá Âm Dương Thần Điện bí mật, trừ Viện trưởng Mưa Ti Đêm, Phó Viện trưởng Tần Chấn Động Nam, Đại trưởng Lão Tần Tinh Vân bên ngoài, cũng không có những người khác biết.
Nguyên Thiên Viện, ngoài mặt là sẽ đối vác Đế Uyên Điện, trên thực tế, đây là Luân Hồi Chi Chủ một bước cờ, là vì thay Âm Dương Thần Điện đào tạo tinh anh, đối kháng trong truyền thuyết Vạn Khư Thần Điện. Giờ phút này, Nguyên Thiên Viện đại sảnh nghị sự. Mưa Tỳ Đêm, Vĩnh Hằng Thánh Vương, Viêm Khôn, Già Thiên Ma Đế, Huyết Long, Hạ Nhược Tuyết, Tiêu Thủy Hàn các người, tề tụ một đường, tất cả người sắc mặt ngưng trọng, nhìn một phong thư. Cái này phong thư, chính là Diệp Thần gửi tới. Ta cũng biết, thằng nhóc này khí vận thâm hậu, quả nhiên không có chết. Vĩnh Hằng Thánh Vương híp mắt, vui vẻ yên tâm gật đầu một cái. Ở Đồ Thánh Đại Hội sau khi kết thúc, bọn họ khổ khổ truy tìm Diệp Thần, vậy không có được bất kỳ tin tức, mấy ngày trước Viêm Khôn trở về, nói Diệp Thần còn sống, chuẩn bị đi tìm Luân Hồi Ma Bia, đám người còn nửa tin nửa ngờ. Hiện tại, nhận được Diệp Thần phi kiếm truyền tin, đám người rốt cuộc có thể xác định, Diệp Thần còn sống. Ta nói, đại ca còn sống, các ngươi còn không tin. Viêm Khôn ở mấy ngày trước trở về, hiện tại Đồ Thánh Đại Hội kết thúc, Ngụy Dĩnh lần nữa trở về Thiên Hàn bí cảnh tu luyện. Kỳ Tư Thanh cũng có chuyện rất trọng yếu, xuất ngoại lịch luyện đi. Sư phụ phát tin cầu viện, chúng ta nhanh đi hỗ trợ. Cái đó Phong Tinh Vẫn, lại dám đào sư phụ đạo cốt, ta muốn hắn bầm thây vạn đoạn. Ta đã lĩnh ngộ Thái Thượng Thiên Phật Đạo, muốn giết cái đó Phong Tinh Vẫn, dễ như trở bàn tay. Tiêu Thủy Hàn quả đấm nắm chặt, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, khớp xương rắc 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 vang dội, cả người kim cương trừng mắt, từng cây một cọng tóc. Lại có thể lóe ra Thái Thượng Phật Đà vậy kim quang, hơi thở khoáng đạt. Hiện tại Tiêu Thủy Hàn trên mình, đã không thấy được ma khí, chỉ có thuần túy Phật quang. Hắn tu luyện nắm giữ ma kiếm, lại đang thiên ngục tu luyện mấy chục ngàn năm, trên mình ma khí tích lũy cực sâu, nhưng hiện tại lại có thể toàn bộ không thấy được, bị Phật quang thay thế. Hắn trong con ngươi, có Phật môn nhiên đăng hạo nhiên chính khí, cả người tu vi, lại có thể đạt tới còn chân cảnh bốn tầng thiên. Lúc đầu ở Đồ Thánh Đại Hội sau khi kết thúc, Tiêu Thủy Hàn có lĩnh ngộ, hoàn toàn nắm giữ núp ở Ma Ha Vô Lượng Đèn bên trong Phật Pháp, rửa hết liền ma khí, hóa thân nhiên đăng cổ Phật vậy tồn tại. Ma Ha Vô Lượng Đèn, Thái Thượng 12 chân bảo một trong, đại biểu Phật gia Pháp bảo, bên trong có Thái Thượng Thiên Nữ lưu lại một môn đạo Pháp, kêu Thái Thượng Thiên Phật Đạo, lĩnh ngộ sau đó, có thể hóa thân Thiên Phật Cổ Thánh, trấn áp vạn ma, vô cùng lợi hại. Hôm nay Tiêu Thủy Hàn hiển nhiên lĩnh ngộ Thái Thượng Thiên Phật Đạo, ngày xưa ma khí đã rửa sạch. Chủ nhân ở trong thơ nói rất rõ, Phong Tinh vẫn tránh giấu trong lòng đất, dựa vào vô số ma trận, chống lại luân hồi thiên uy trừng phạt, chúng ta phải hết sức mau đi qua, và chủ nhân cùng nhau tiến vào lòng đất, nghiền nát ma hồn thần cung, đoạt lại chủ nhân đạo cốt, còn có luân hồi ma bia. Huyết Long bưng ngồi một bên, hóa thân thành một cái tướng mạo uy nghiêm thanh niên, trong tay cầm đế tôn quyền trượng. Quyền trượng lần trước viên đế Long Châu, lóe ra sáng chói chói mắt hơi thở. Viên này đế Long Châu bên trong, vậy cất giấu một môn đạo Pháp, kêu Thái Thượng Thiên Long nói, nhưng Huyết Long còn không lĩnh ngộ. Huyết Long cảm giác được, mình kém một tràng thời cơ, kém một cuộc chiến đấu. Nếu như lại trải qua một tràng sanh tử quyết chiến, hắn tinh thần đột phá, có lẽ có thể lĩnh ngộ Thái Thượng Thiên Long nói, hóa thân Thái Thượng Rồng Thần, uy áp phản cổ. Hiện tại Diệp Thần phải đối mặt ma hồn thần cung, chính là sống chết quyết đấu thời cơ. Luân hồi ma bia, không phải chuyện đùa, này cùng chí bảo, không thể rơi vào người ngoài trong tay, ta dự định đi giúp thằng nhóc kia, các ngươi ai theo ta đi. Già Thiên Ma Đế đứng dậy, hắn cả người trên áo bào, che lấp tầng tầng ma khí, những thứ này ma khí xoay tròn gian, hóa thành tất cả quả đen, không ngừng lật bay, hơn nữa ma khí chuyển động để gặp, thậm chí dính dấp trăm ngàn tầng không gian. Kéo ra từng cái hắc động. Già Thiên Ma Đế cả người, thật là so Thiên Ma nắm giữ còn đáng sợ hơn, cả người có vũ trụ hắc động vần quanh, không ngừng cắn nuốt chư thiên vạn giới ma khí. Đây là Thái Thượng Thiên Ma hơi thở, có Thái Thượng chư thần uy nghiêm. Già Thiên Ma Đế thất sát vạn nha bình, là ma đạo chân bảo, bên trong hàm chứa Thái Thượng Thiên Ma đạo bí ẩn. Hiển nhiên, ở Đồ Thánh Đại Hội sau khi kết thúc, Già Thiên Ma Đế cũng có lĩnh ngộ. Nhân xâm phá Thái Thượng Thiên Ma đạo diệu pháp, tu vi tấn thăng nặng bao nhiêu? Ma Đế tiền bối, ta đi. Huyết Long trầm giọng nói, hắn nhìn xem Già Thiên Ma Đế, lại nhìn xem Tiêu Thủy Hàn, cái này hai người cũng lĩnh ngộ Thái Thượng đạo pháp, nhưng hắn còn không có lĩnh ngộ. Huyết Long thật sâu cảm giác được mình thực lực còn chưa đủ, hắn chỉ muốn dựa vào một chàng chân chính sống chết đánh giết, tăng lên mình thực lực,
lĩnh ngộ Thái Thượng Thiên Long Đạo. Đại ca có khó khăn, ta dĩ nhiên cũng phải đi. Viêm Khôn cũng đứng lên, hắn tánh mạng là Diệp Thần cứu, hiện tại Diệp Thần đụng phải phiền toái, hắn tự nhiên sẽ không ngồi nhìn bỏ mặc. Vậy Phong Tinh vẫn dám đào sư phụ đạo cốt, ta muốn đích thân làm thịt hắn. Tiêu Thủy Hàn vậy đứng lên, trong mắt một chút Phật quang nhiên đăng, hào khí can vân. Vĩnh Hằng Thánh Vương cũng nói, ta cũng cùng đi, ma hồn thần cung trong lòng đất bố trí cấm chế dày đặc trận pháp, ở trận pháp chi đạo trên, ta có lẽ có thể giúp được các ngươi. Hạ Nhược Tuyết nói, mang theo ta không thể nhìn Diệp Thần xảy ra chuyện. Già Thiên Ma Đế nói, như Tuyết cô nương, ngươi liền không cần đi, thượng giới nữ hoàng Huyền Cơ Nguyệt đem ngươi coi là tội nữ, nếu như ngươi rời đi Nguyên Thiên Viện bảo vệ, tùy tiện bại lộ, rất dễ dàng đưa tới Huyền Cơ Nguyệt địch ý. Nghe vậy, Hạ Nhược Tuyết mắt đẹp chấn động một cái. Già Thiên Ma Đế nói không sai, nếu như nàng bại lộ, bị Huyền Cơ Nguyệt đuổi giết, vậy chỉ làm liên lụy Diệp Thần. Hiện tại Diệp Thần phải đối mặt là ma hồn thần cung thế lực, đã vô cùng là khó giải quyết, nếu như liền Huyền Cơ Nguyệt vậy hạ xuống, vậy cục diện liền khó mà thu thập. Hạ Nhược Tuyết hàm răng cắn một cái, nói, vậy cũng tốt, ta lưu lại, các người chú ý an toàn, nhất định không thể để cho Diệp Thần xảy ra chuyện. Già Thiên Ma Đế nói, yên tâm. Sau đó, hắn con người đông lại một cái, đảo mắt nhìn toàn trường, các vị, vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường, chạy tới cản ám ma. Được. Đám người cùng kêu lên trả lời, chiến ý phấn chấn. Lập tức huyết long hiển hóa ra hình rồng thân thể, trở Già Thiên Ma Đế, Viêm Khôn, Vĩnh Hằng Thánh Vương, Tiêu Thủy Hàn bốn người, biến dạng hư không, đi cản ám ma. Cùng lúc đó, Đế Huyền Điện, Phổ Tận vực sâu lòng đất. Hồng Liên Tử Kim trong cung, Đế Thích Thiên đã nhận được Võ Khúc Đại Đế gửi tới truyền tin, còn có bình kia thiên trà đan. Đời này luân hồi chi chủ, quả nhiên còn sống. Hắn ở càn ám ma. Phong Tinh vẫn muốn cùng ta hợp tác, chu diệt luân hồi chi chủ, sau khi chuyện thành công, cùng chung luân hồi ma bia. Đế Thích Thiên nhìn xong sách nội dung trong thơ, ánh mắt không ngừng lóe lên, trong lòng nghĩ ngợi cân nhắc. Tâm ma bát lão, đều ở đây Đế Thích Thiên tọa hạ, cũng biết truyền tin tức. Võ Khúc Đại Đế tên tiểu nhân hèn hạ này, trợ trụ vi ngược, giúp Phong Tinh vẫn trộm đào luân hồi chi chủ lăng mộ, còn ăn cắp đạo cốt, đơn giản là thiên lý bất dung. Này cùng tiểu nhân hèn hạ, có làm trái thánh nhân đại lộ. Đế Thích, ngươi không muốn giúp hắn, mặc cho hắn tự sanh tự diệt thôi. Tâm ma bát lão thấy là Võ Khúc Đại Đế gửi tới truyền tin, người người lòng đầy căm phẫn. Một mặt tức giận. Võ Khúc Đại Đế là ngày xưa Yến Trường Ca tọa hạ đệ tử, nhưng Yến Trường Ca chết sau đó, người này phản bội thánh nhân đại lộ, lại có thể làm ra trộm mộ đào mộ phần câu làm, thật là có làm trái thánh nhân giáo hóa. Tâm ma bát lão mặc dù cũng muốn giết Diệp Thần, nhưng bọn họ có nguyên tắc, không thể nào làm ra đào mộ phần cái loại này chuyện không có tính người. Võ Khúc sư huynh chỉ là bị người thuê, bàn tay đen sau màn là Phong Tinh vẫn, chuyện không liên quan hắn. Các vị trưởng lão bất giận. Đế Thích Thiên khẽ mỉm cười, trong tay cân nhắc bình kia thiên trà đan, già nua tròng mắt đục ngầu bên trong, lóe ra một chút ánh sáng. Một cái tim ma trưởng lão nói, Đế Thích, coi như Võ Khúc Đại Đế là vô tội, nhưng cái này cái Phong Tinh vẫn đào người lăng mộ, thủ đoạn hèn mọn, ngươi làm sao có thể theo hắn hợp tác. Đế Thích Thiên lắc lắc đầu nói, hắn mở ra tiền đặt cuộc, có tư cách để cho ta ra tay, nếu như ta có thể bắt được luân hồi ma bia. Ta tâm ma tu vi, tất có thể đột nhiên tăng mạnh. Phong Tinh vẫn cho tiền đặt cuộc là cùng chung luân hồi ma bia, đây đối với Đế Thích Thiên mà nói là một cái to lớn cám dỗ. Nếu như có thể đạt được luân hồi ma bia, Đế Thích Thiên tâm ma đại chú kiếm, tuyệt đối có thể đột phá. Hơn nữa, lần này Phong Tinh vẫn còn đưa một chai thiên trà đan tới đây, biểu đạt ra to lớn thành ý hợp tác. Bót! Đế Thích Thiên mở ra bình thuốc nắp, đổ ra một viên thiên trà đan. Nhất thời, toàn bộ trong cung điện, tràn ngập từng tia đẹp và tĩnh mịch trà thơm, thấm vào lòng người. Thiên trà đan, trong truyền thuyết dùng thái thượng cây trà là nguyên vật liệu, chế tạo ra cao nhất nguyên đan, không chỉ có thể chữa trị thương thế, còn có thể xua tan ma khí ăn mòn. Đế Thích Thiên ửng ực một tiếng, trực tiếp đem thiên trà đan nuốt xuống. Ban đầu đồ thánh đại hội, Đế Thích Thiên phát động tâm ma thẩm phán, đưa đến mình vậy được một chút cắn trả, võ đạo tâm cảnh cơ hồ tan vỡ. Tâm tính đổi được vô cùng nói năng tùy tiện sao động, đối với tu luyện thật to bất lợi.
mà đây viên thiên trà đan, đang có xua tan ma khí, an tâm nuôi hồn hiệu quả. Xuy xuy xuy, theo Đế Thích Thiên ăn vào thiên trà đan, từng luồng khinh yên xương trắng, từ đỉnh đầu hắn trên lượn lờ dâng lên. Hắn nếp nhăn trên mặt, từng cái biến mất, gương mặt dần dần khôi phục ngày xưa đỏ thắm, sáng bóng, anh đẹp trai, thư hùng không biện luận. Một đầu tóc bạc, từng cây một khôi phục trắng như tuyết trong suốt. Giữa hai lông mày cáu kỉnh khí, hoàn toàn nhạt đi đi xuống, lần nữa khôi phục ngày xưa giếng cổ không dao động, trầm ổn như Thái Sơn hình dáng. Đế Thích, người võ đạo tâm cảnh cũng khôi phục. Tâm ma bát lão thấy Đế Thích Thiên biến hóa, nhất thời thất kinh. Tâm cảnh là khôi phục, nhưng thương thế còn rất nghiêm trọng. Đế Thích Thiên tóc trắng tung bay, trong mắt mang vẻ đạm mạc, hắn cảm giác được mình thương thế còn rất nghiêm trọng, thần La Thiên kiếm tạo thành vết thương, trong thời gian ngắn không thể nào hoàn toàn khôi phục. Nhưng là, hắn võ đạo tâm cảnh khôi phục, cả người lạnh yên tĩnh đến đáng sợ, coi như đối mặt thương thế nghiêm trọng như vậy, cũng không có hốt hoảng, mà là suy tính làm sao chữa liệu. Các vị trưởng lão, ta quyết định ra tay và Phong Tinh vẫn hợp tác. Chỉ cần chém chết luân hồi chi chủ, đại khí vận thêm thân, lại phối hợp luân hồi ma bia, ta thương thế có thể ngay tức thì khôi phục. Đến lúc đó, ta Đế Uyên Điện nhất định có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Đế Thích Thiên trong mắt bình tĩnh, trong nháy mắt làm xong quyết định. Chỉ cần giết chết Diệp Thần, đạt được luân hồi huyết mạch bồi bổ, hắn thương thế có thể ngay tức thì khôi phục. Hơn nữa, Phong Tinh vẫn còn đáp ứng muốn cùng hắn cùng chung luân hồi ma bia, chỉ cần lấy được liền ma bia, hắn không chỉ là thương thế phục hồi như cũ, liền tâm ma tu vi đều có thể tăng lên. Cái này lợi ích thực sự quá lớn. Chỉ cần tâm ma tu vi tăng lên, Đế Thích Thiên sau này phát động tâm ma thẩm phán, uy lực đem sẽ hơn nữa đáng sợ. Tâm ma bát lão chố mắt nhìn nhau, mặc dù không qua lại và Phong Tinh vẫn hợp tác, nhưng đối phương mở ra tiền đặt cuộc, đích xác rất phong phú. Nếu như có thể giết chết Diệp Thần, cướp được lục đạo luân hồi pháp, bọn họ liền có cơ hội sống lại trước chủ yến trường ca. Tốt lắm, hợp tác liền hợp tác, nhưng Phong Tinh vẫn tiểu nhân hèn hạ, chúng ta chỉ theo hắn lợi ích hợp tác, tuyệt không thể kết giao. Tâm ma bát lão khẽ cắn răng, vậy đồng ý hợp tác, nhưng điều kiện tiên quyết là, không thể và Phong Tinh vẫn kết giao, chỉ giữ quan hệ lợi ích. Cái này ta tự nhiên biết, vậy việc này không nên chậm trễ, mau chuẩn bị xong tác chiến phủ chiếu, phát đi ma hồn thần cung. Đế Thích Thiên ngón tay nhập lại làm kiếm, cắt lấy một luồng tóc trắng, mỗi một cái tóc, cũng diễn hóa ra một đạo phủ chiếu, mỗi một đạo phủ chiếu, cũng hàm chứa một cái tự tại thiên thế giới. Hắn trọng thương trong người, tự nhiên không thể nào đích thân hạ xuống cản ám ma, những thứ này tóc trắng phủ chiếu, bên trong có hắn tự tại thiên thế giới hơi thở, phủ chiếu hạ xuống, như hắn đích thân tới, đủ để đối phó đời này luân hồi chi chủ. Tâm ma bát lão vậy mỗi người sử dụng một giọt máu tươi, diễn hóa thành phù chiếu, những thứ này phù chiếu bên trên, còn quấn tầng tầng vực sâu hơi thở. Bọn họ đem Thái Thượng Thiên Uyên Đạo Thần Thông, cũng dung nhập vào phù chiếu bên trong đi. Hàng loạt phù chiếu, từ trong vô tận vực sâu bay ra, biến dạng hư không, bay đi cản ám ma. Làm xong hết thảy các thứ này, vô luận là Đế Thích Thiên, vẫn là tâm ma bát lão, gương mặt đều mang một chút yếu ớt trắng bệch. Mới vừa những cái kia phù chiếu, hao hết bọn họ to lớn linh lực. Bọn họ mặc dù không có thể tự mình hạ xuống cản ám ma, nhưng luyện chế như thế nhiều chiến đấu phủ chiếu, vậy đủ đến giúp Phong Tinh vẫn, chém chết Diệp Thần có thừa. Thằng nhóc kia Hoàng Tuyền Đồ, bị chúng ta hủy diệt, lần này hắn lại đối mặt Thái Thượng vực sâu đánh vào, ta xem hắn chết như thế nào. Tâm ma bát lão trong mắt bên trong, mỗi một người đều mang sát khí. Bọn họ am hiểu nhất Thiên Uyên đạo pháp. Vạn kiếp thiên uyên trấn áp xuống đi, đủ để trấn giết hết thảy địch. Càn ám ma đất bắc bên, dãy núi bên trong. Diệp Thần đang ngồi xếp bằng tu luyện, trước mắt bỗng nhiên kim quang tách thả ra, nhưng gặp một món kim quang, chọc thủng càn ám ma đất bình phong che chở, chỉ thấu xuống đất để. Đế Uyên Điện tiếp viện đến. Diệp Thần mặt liền biến sắc, liền thấy kim quang bên trong, ẩn chứa vô số chiến đấu phủ chiếu mặt trên có chứa Đế Thích Thiên và tâm ma bát lão hơi thở. Hiển nhiên, Phong Tinh vẫn lấy cùng chung luân hồi ma bia là tiền đặt cuộc, khẩn cầu Đế Uyên Điện ra tay, Đế Uyên Điện thật đáp ứng. Đế Uyên Điện vậy dính vào, bàn cờ này, hơn nữa khó giải quyết. Diệp Thần cắn răng, nếu như đơn thuần là ma hồn thần cung, hắn còn có nắm chắc cướp lấy luân hồi ma bia,
nhưng hiện tại, liền Đế Uyên Điện cũng tham gia vào, vậy cục diện liền khó giải quyết. Cổ Phật Nhiên Đăng, Ích Dịch Vạn Ma. Ngay tại lúc này, Diệp Thần lại nghe được Càn Ám Ma bên ngoài, truyền tới hàng loạt kinh thiên vang lớn, bầu trời phương xa, có từng luồng cuồn cuộn Phật quang, không ngừng cổn đáng trước. Người ta vậy đến. Diệp Thần nhất thời đại hỉ, cái này Phật quang, rõ ràng cho thấy Tiêu Thủy Hàn hơi thở. Trừ Tiêu Thủy Hàn bên ngoài, Diệp Thần còn cảm nhận được liền Huyết Long, Già Thiên Ma Đế, Viêm Khôn, Vĩnh Hằng Thánh Vương đám người hơi thở. Diệp Thần dọc theo hơi thở này, phi thân đi, quả nhiên ở bầu trời phương xa trên, thấy được Tiêu Thủy Hàn, Huyết Long các người. Càn Ám Ma đất bầu trời, bao phủ một tầng đặc thù cấm chế, giống như một tầng vòng bảo vệ vậy, ngăn cách người ngoài bước chân. Giờ phút này, Tiêu Thủy Hàn đang từng quyền, mãnh liệt đánh trước tầng này vòng bảo vệ. Ở Tiêu Thủy Hàn sau lưng, có một tôn Phật Đà hư ảnh, không ngừng lóe lên. Tiêu Thủy Hàn cả người, tựa như trong truyền thuyết Thái Thượng Cổ Phật, kim cương trừng mắt, quả đấm bá đạo như núi, từng quyền đập được cấm chế vòng bảo vệ ùng ùng vang dội. Phịch! Sốt cuộc, Càn Ám Ma đất vòng bảo vệ, hoàn toàn bị Tiêu Thủy Hàn nổ, đám người bay vào, và Diệp Thần hội hợp. Đại ca, chủ nhân, sư phụ, Viêm Khôn, Huyết Long, Tiêu Thủy Hàn ba người lần nữa gặp được Diệp Thần, đều là kích động vạn phần, vô cùng vui vẻ. Huyết Long, thật lâu không gặp. Tiêu, người tu vi tiến bộ, lại còn lĩnh ngộ Thái Thượng Thiên Phật Đạo. Diệp Thần nhìn xem Huyết Long, lại nhìn xem Tiêu Thủy Hàn, nội tâm vậy rất là kích động. Một đoạn thời gian không gặp, Tiêu Thủy Hàn đột phá nhanh chóng, đã đạt tới còn chân cảnh 4 tầng thiên, hơn nữa còn lĩnh ngộ Thái Thượng Thiên Phật Đạo, rửa đi ngày xưa ma khí, hóa thân thuần túy thánh Phật. Tiêu Thủy Hàn nói, đều là sư phụ dạy dỗ. Một bên Vĩnh Hằng Thánh Vương, nhìn Diệp Thần, già nua trong tròng mắt mang vui vẻ yên tâm, nói, Diệp Thần, đồ thánh đại hội trên, đa tạ ngươi cứu ta. Diệp Thần cười nói, Vĩnh Lão, ngươi trước đã cảm ơn. Vĩnh Hằng Thánh Vương khẽ mỉm cười, nói tóm lại vô luận như thế nào, cũng phải cảm tạ ngươi cứu ta cái này lão xương, lần này ngươi gặp phải khó giải quyết cục diện, ta tự nhiên cũng phải ra một phần lực. Diệp Thần nói, đa tạ. Già Thiên Ma Đế trầm giọng nói, ta mới vừa tựa hồ thấy hàng loạt Đế Uyên Điện chiến đấu phủ chiếu, hạ xuống nơi đây, có phải hay không xảy ra điều gì bất ngờ? Diệp Thần nói, Ma Đế tiền bối, người đã đoán đúng, Phong Tinh vẫn lấy cùng Trung Luân Hồi Ma Bia là tiền đặt cuộc, mời Đế Uyên Điện ra tay, chúng ta muốn cướp lấy Ma Bia, cũng không như vậy dễ dàng. Diệp Thần đánh giá Già Thiên Ma Đế, gặp hắn tu vi lại có thể đột phá rất nhiều, hơn nữa cả người thiên ma hơi thở cuồn cuộn. Ma khí vận chuyển gian, thậm chí nghiền nát tầng tầng hư không, đưa tới ra tầng tầng lỗ xoáy đen, khí tượng quả thực cuồn cuộn, rõ ràng đã lĩnh ngộ Thái Thượng Thiên Ma Đạo. Nếu như không có Đế Uyên Điện nhúng tay, Diệp Thần cộng thêm Già Thiên Ma Đế, hơn nữa Tiêu Thủy Hàn, còn có Huyết Long, tuyệt đối có thể đạp bằng ma hồn thần cung, nhiều ít ma trận bí pháp cũng không thể ngăn trở. Nhưng hiện tại, có Đế Uyên Điện nhúng tay, sự việc liền không đơn giản như vậy. Già Thiên Ma Đế nói, vậy ngươi dự định như thế nào? Chúng ta đều nghe ngươi. Diệp Thần suy tư một hồi, trầm giọng nói, ma hồn thần cung mới vừa bắt được Đế Uyên Điện phủ chiếu, có thể còn không quen thuộc, không biết vận dụng, chúng ta lúc này giết đi vào, xuất kỳ bất ý, có thể giết bọn họ một cái trở tay không kịp. Già Thiên Ma Đế thân thể chấn động một cái, nói, ngươi muốn hiện tại liền động thủ. Ma hồn thần cung bên kia, mới vừa bắt được Đế Uyên Điện chiến đấu phủ chiếu, còn không quen thuộc, nhưng vấn đề là, Diệp Thần bên này, Già Thiên Ma Đế các người mới vừa đến, vậy không quen thuộc nơi này nhân quả. Động thủ bây giờ, hai bên đều là vội vàng, chưa chắc sẽ có chỗ tốt. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, nói, ban đầu Phong Tinh vẫn hèn hạ vô sỉ, trộm đào ta lăng mộ, hắn nhân quả bất tránh, một khi chiến đấu, chúng ta chiếm hết thiên thời, phần thắng tuyệt đối so với hắn lớn. Việc này không nên chậm trễ, lập tức theo ta lên đường. Diệp Thần ngự gió hướng ma hồn thần cung bay đi, hắn rất rõ ràng, nếu như bị Phong Tinh vẫn nắm giữ Đế Uyên Điện chiến đấu phủ chiếu, vậy hắn tương đương với lần nữa và Đế Uyên Điện quyết chiến, vô cùng nguy hiểm. Phải tốc chiến tốc thắng, thừa dịp Phong Tinh vẫn còn không quen thuộc phủ chiếu cách dùng, một lần hành động giết vào ma hồn thần cung, mới có thủ thắng cơ hội. Người muốn chiến, vậy thì đánh đi. Già Thiên Ma Đế vậy không do dự, đi theo Diệp Thần bay qua. Huyết Long, Viêm Khôn, Tiêu Thủy Hàn,
Vĩnh Hằng Thánh Vương bốn người, cũng là nhanh chóng đuổi theo. Bọn họ tin tưởng Diệp Thần quyết định. Rất nhanh, Diệp Thần mang đám người, đi tới lòng đất vào miệng. Ma hồn thần cung trụ sở chính, ngay tại vạn trượng để dưới, bên trong bố trí trùng trùng ma trận, chúng ta cùng nhau liên thủ, nghiền nát tất cả trận pháp, làm thịt phong tinh vẫn, cướp lấy ma bia. Diệp Thần nắm quyền một cái, rút ra trường kiếm, dẫn đầu bước vào lòng đất. Cái này thế giới lòng đất, ở một cái lòng núi bên trong, núi này bụng hình như là một cái bình nguyên, liếc nhìn lại, đơn giản là vô biên vô tận. Ở trên cái thế giới này, cuộc sống vô cùng địa ma, mãnh thú vân. Vân. Diệp Thần bước lên thế giới lòng đất đất đai, phát hiện nơi này và mặt đất thế giới, cũng không có quá lớn khác biệt, dưới chân tất cả đều là phì nhiêu đất đen, trước mắt có rất nhiều dòng suối, còn có một chút cao lớn thực vật vân. Vân. Mảnh thế giới này, không hề hắc ám, có rất nhiều cây dù to vậy thực vật, tản mát ra lấm tấm ánh sáng. Diệp Thần đám người bóng người, ở một phiến to lớn dạ quang trong rừng tạt qua. Ẩn núp tức giận tức, đừng bại lộ. Diệp Thần đem cả người khí cơ, toàn bộ thu liếm, miễn được bị ma hồn thần cung phát hiện. Già thiên ma đế các người, vậy toàn bộ thu liếm hơi thở, lần này hành động là đánh lén. Một đường đi tới trước, Diệp Thần trong mắt nơi gặp, còn có rất nhiều phong phú tài nguyên khoáng sản, vạn năm hàn thiết, mặc phú tinh thạch, bí ngân, tử kim, thiên liệt thép, biển xanh ngọc thạch vân. Vân, mặt đất rất hiếm thấy thiên tài địa bảo, đều là luyện chế binh khí pháp bảo vật liệu. Nơi này tài nguyên như thế phong phú, phong tinh vẫn tên kia, trốn ở chỗ này mấy chục ngàn năm, cũng không cần lo lắng linh khí khô kiệt. Tiêu Thủy Hàn nhìn xung quanh chung quanh từng cái tài nguyên khoáng sản, từng mảnh thiên tài địa bảo, thật sâu cảm tới nơi này địa mạch bất phàm. Có nhiều tài nguyên như vậy, phong tinh vẫn tránh giấu trong lòng đất, đủ để tự cấp tự túc. Luân hồi ma bia, vậy chôn ở cái này phiến dưới lòng đất, chúng ta tiếp tục nữa. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, trong phảng phất bắt được luân hồi ma bia nhân quả, ở sâu đậm lòng đất dưới. Cẩn thận một chút, tốt nhất để cho ta quả đen trước dò đường. Già thiên ma đế không có khinh thường, trên mình ma khí trào đãng, diễn hóa ra vài con quả đen, khặc 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 kêu bay ra ngoài, trước ở trước mặt dò đường. Ừ, Diệp Thần gật đầu một cái, tự nhiên cũng không có khinh thường, dè đặt xuyên qua tầng tầng thế giới lòng đất, không ngừng đi sâu vào đi xuống. Hống, tránh hành vào gian, bỗng nhiên bên cạnh trong bụi rậm, xông tới mấy cái yêu lang, dương nanh múa vuốt, hướng Diệp Thần các người nhào tới. Diệp Thần còn không có động thủ, Viêm Khôn đã tiện tay rút ra tuyệt tiên kiếm, đem vậy mấy cái yêu lang chém giết. Thế giới lòng đất khắp nơi đều là yêu thú, bất quá đối với Diệp Thần các người không tạo thành uy hiếp. Chân chính có thể uy hiếp Diệp Thần bọn họ, là bố trí ở sâu dưới lòng đất tất cả loại trận pháp, tất cả loại giết hại cấm chế. Hiện tại đám người còn không hoàn toàn đi sâu vào, tạm thời còn không gặp phải mà thôi. Tránh hành vào gian, trước mặt đột nhiên truyền đến vài con quạ đen kêu thảm thiết. Chú ý, phía trước có người. Già thiên ma đế sắc mặt trầm xuống, hắn thả ra dò đường quạ đen bị giết, hiển nhiên bị địch nhân phát hiện. Hu hu hu. Phía trước thanh khí trào đãng, ở con đường cuối, xuất hiện một bụi cổ thụ chọc trời, không biết có nhiều ít ngàn trượng cao. Bộ rễ xuyên qua nhất trọng trọng thời không, vô số cành lá bồng bềnh, tựa như mãi mãi thiên long, tùy ý hấp thu nơi này thiên địa linh khí. Một phiến miếng lá cây, tản ra đẹp và tĩnh mịch linh quang, lại có trà thơm tràn ra tới, mang thái thượng thế giới quy luật uy nghiêm. Đây là thái thượng cây trà. Cành lá như thiên long. Viêm Khôn thần sắc ngẩn ngơ, hiển nhiên không nghĩ tới cái này kẻ địch, lại là một cây cây trà. Cái này cây cây trà. Chân thực quá to lớn, nhánh cây hãy cùng thiên long vậy khỏe mạnh, ở trên cây khô, hiện ra một gương mặt người, bể râu cổ xưa, mang thái thượng uy nghiêm, như muốn điên đảo càn khôn, nghịch loạn thời không. Con kiến hôi người xâm lăng, nơi này không phải các ngươi có thể tới địa phương, mau mau lui xuống. Gương mặt người kia, phát ra nghiêm khắc cảnh cáo, trong mắt hiển hóa ra sát khí. Chính là thụ yêu. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, không có dùng sát kiếm. Mà là rút ra Long Uyên Thiên Kiếm, canh kim nguyên phù hiển hóa, một món nóng rực chói mắt kiếm quang, hòa lẫn hủy diệt mộ đạo hơi thở, cuồng như vậy chém chết ra, chung quanh thanh khí đều bị đánh văng ra, thái thượng cây trà vô số cành lá run run. Ha ha, người tuổi trẻ, còn dám theo ta động thủ. Thái thượng trà người trên cây mặt, phát ra cười nhạt,
một cái cành lá, tựa như thanh long vậy dương nanh múa vuốt, mãnh liệt càn quét tới, suy rồi một tiếng, muốn vặn cổ Diệp Thần. Phá! Diệp Thần vung lên kiếm, canh kim long uyên kiếm khí hung hăng chém xuống, đem vậy thanh long vậy nhánh cây chặt đứt, một phiến phiến thái thượng lá trà loạn bay. Thu! Diệp Thần bàn tay một chiêu, đem bay tản ra lá trà, toàn bộ thu thập. Bụi cây này thái thượng cây trà, cả người là bảo, lá cây và nhánh cây, đều là luyện chế đan dược thật tốt vật liệu. Ban đầu Tô Nặng Cá trước khi đi, cho Diệp Thần một cái túi gấm, bên trong cất mười mấy phiến thái thượng lá trà, có xua tan ma khí hiệu quả. Hiện tại Diệp Thần thu những thứ này lá trà, cùng đi sâu vào để, đụng phải ma trận đánh lén thời điểm, liền có thể dùng tới. Diệp Thần vẫn là lần đầu tiên thấy thái thượng cây trà, không hổ là thái thượng thế giới thực vật, lại có thể cao lớn như vậy khoáng đạt, thật may Diệp Thần thực lực đủ cường đại, bụi cây này cây trà, ở hắn trong mắt cũng chính là một đầu thụ yêu. Thằng nhóc, ngươi còn dám tổn thương ta. Thái thượng cây trà bị Diệp Thần chặt đứt một cái nhánh cây, đau nhức truyền tới, nhất thời tức giận. Diệp Thần canh kim nguyên phù, còn có long uyên thiên kiếm, đều là vô cùng sắc bén tồn tại. Đối phó loại cây này yêu tốt vô cùng dùng. Ngũ hành bên trong, kim khắc mộc. Cho một mình ngươi cơ hội, lập tức cút ngay, ta không giết ngươi. Diệp Thần cầm kiếm đứng, ánh mắt lãnh khốc rét lạnh. Hắn nhìn ra được, bụi cây này thái thượng cây trà, thực lực có chừng còn chân cảnh sơ kỳ. Nếu như cứng rắn đụng đứng lên, hắn có thể chém chết, bất quá phải hao phí không thiếu khí lực. Thái thượng cây trà nói, ta bị ma hồn thần cung cung phụng, bảo vệ nơi đây. Tuyệt không cho phép người ngoài bước vào, dưới mắt ma hồn thần cung lấy được đế uyên điện ban phúc, các ngươi tuyệt đối không phải địch thủ, mau rời đi, không muốn u mê không tỉnh. Sư phụ, người theo bụi cây này thụ yêu dài dòng chút gì, trực tiếp giết là được. Tiêu Thủy Hàn nhướng mày một cái, bàn tay Phật quang cổn đáng, chuẩn bị tự mình ra tay. Tiêu, đừng xung động, nếu như giết bụi cây này thụ yêu, nhất định đưa tới ma hồn thần cung chú ý, bước dây động rừng. Diệp Thần vội vàng ngừng Tiêu Thủy Hàn, ánh mắt trong chuyển động, nhanh chóng nghĩ xong quyết sách. Vĩnh Lão, Viêm Khôn, các ngươi hai cái lưu lại, kéo cây này yêu. Những người khác tiếp tục theo ta đi xuống, tập sát ma hồn thần cung. Diệp Thần dùng thần niệm truyền âm, phân phó. Đám người hội ý, lập tức chia binh hai đường. Viêm Khôn và Vĩnh Hằng Thánh Vương lưu lại, kéo thụ yêu bước chân. Diệp Thần, Huyết Long, Già Thiên Ma Đế. Tiêu Thủy Hàn bốn người, thì tiếp tục đi sâu vào để, đi đánh lén ma hồn thần cung. Các ngươi sẽ hối hận, nơi này là ma hồn thần cung địa bàn, các ngươi cứng rắn muốn đưa chết, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Thái thượng cây trà nhìn Diệp Thần viễn đi hình bóng, phát ra thanh âm lạnh lùng. Diệp Thần trí nhược không nghe thấy, tiếp tục dẫn người đi sâu vào để. Rất nhanh, Diệp Thần đám người đi tới chỗ sâu nhất thế giới lòng đất, nơi này cách mặt đất chừng vạn trượng. Nhưng không khí như cũ mát mẻ, trôi giạt từng luồng cỏ cây trà thơm, làm người ta tâm thần sảng khoái. Thế giới lòng đất, bởi vì có thái thượng cây trà cắm rễ, nơi lấy khí tức đặc biệt tinh khiết, cũng không có chút nào một ngạt cảm giác, người hít thở một cái, liền giác tinh thần lanh lẹ. Bụi cây kia thái thượng cây trà, mặc dù sức chiến đấu không cao, nhưng phụ trợ tăng thêm hiệu quả, vô cùng cường đại, nếu như có thể thu phục, di chuyển đến ta hoàng tuyển đồ bên trong. Có lẽ có thể khôi phục ta suối vàng thế giới. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, tâm tư hoạt lạc. Bụi cây kia thái thượng cây trà, cỏ cây sức sống đặc biệt đậm đà, có thanh linh không khí, bồi bổ địa mạch hiệu quả, nếu như di chuyển đến hoàng tuyển đồ bên trong đi, rất có thể khôi phục bị tổn thương hoàng tuyển đồ, xây lại suối vàng địa mạch căn cơ, trọng trấn khí vận. Sư phụ chú ý. Diệp Thần đang nghĩ ngợi gian, Tiêu Thủy Hàn phát ra một tiếng cảnh cáo. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Diệp Thần tâm thần rét một cái, bước chân dừng lại, nhưng gặp phía trước hiện ra một món ma khí quanh quẩn không tiêu tan, diễn hóa thành một cái bảy mang tinh ma trận, ngăn trở lại mọi người bước chân. Vậy bảy mang tinh ma trận trên, trưng bày một tôn tôn khí thế ngập trời ma ảnh, ở không tiếng động trôi giạt, âm phong từng cơn, Diệp Thần thậm chí cảm thấy ma bia hơi thở. Hiển nhiên, chỗ tòa này ma trận là từ ma bia thúc dục. Uy lực không thể khinh thường, nếu như tùy tiện bước vào đi, rất dễ dàng gặp ma khí tập kích. Ma ha vô lượng, cổ Phật Nhiên Đăng, phá cho ta. Tiêu Thủy Hàn giơ bàn tay lên, một chùm Phật quang nổ lên, liền chuẩn bị oanh phá ma trận mở đường. Đừng xung động,
không muốn bứt dây động rừng. Diệp Thần đè lại Tiêu Thủy Hàn bàn tay, dừng lại hắn, hiện tại đã tới thế giới lòng đất, khoảng cách ma hồn thần cung trụ sở chính, đặc biệt đến gần, nếu như lúc này phá trận, rất dễ dàng đưa tới ma hồn thần cung cảnh giác. Sư phụ! Tiêu Thủy Hàn nhìn Diệp Thần, gương mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, nếu như không đánh vỡ ma trận, làm sao tiến về trước đi xuống? Ta có biện pháp. Bát quái nấu trà, bảo vệ chân linh. Diệp Thần sử dụng một phiến phiến thái thượng lá trà, còn có Tô Nặng Cá đưa cho hắn lá trà, vậy toàn bộ thanh toán đi ra. Bát quái thiên đan thuật đạo quang, ở Diệp Thần trong tay trào đãng ra, khảm là nước, ly là hỏa, nước lửa hòa vào nhau, lại là trên không nấu trà. Suy suy suy, một phiến phiến lá trà, bị bát quái thiên đan thuật chưng nấu, lập tức hóa thành ngập trời nước lũ. Cái này ngập trời nước lũ, một phiến xanh sâu kín, thanh thơm tràn ngập, trên thực tế toàn bộ là nước trà. Diệp Thần bàn tay bắt pháp quyết động một cái này ngút trời nước lũ, hóa thành từng cái thủy long, còn quấn hắn thân thể, vậy còn quấn huyết long, giả thiên ma đế, Tiêu Thủy Hàn ba người thân thể. Ở từng cái thủy long vần quanh hạ. Diệp Thần các người như có thần giúp, chung quanh ma khí đều không thể ăn mòn. Đi! Diệp Thần sải bước bước ra, trực tiếp đạp lên ma trận, ở Thái Thượng Thủy Long dưới bảo vệ, cái này ma trận lại có thể không có bị kích hoạt, chung quanh từng luồng ma khí ích dịch tan đi, vậy không có tổn hại Diệp Thần ý. Tiêu Thủy Hàn đại hỉ, vội vàng đi theo lên, nói, sư phụ, thần thông của ngươi thật là càng ngày càng huyền diệu. Diệp Thần ngón này bát quái nấu trà. Đơn giản là xuất thần nhập hóa kỹ xảo, trực tiếp lợi dụng thái thượng lá trà thanh linh đặc tính, xua tan ma khí, tránh khỏi kích động ma trận. Cái này không có gì, cùng chân chính đến ma hồn thần cung, thì phải động thật đau thương. Diệp Thần khoát tay một cái, bát quái này nấu trà chỉ là tạm thời phụ trợ thần thông, muốn chân chính cướp lấy ma bia, tiêu diệt ma hồn thần cung, vẫn là phải xem ngạnh thật lực. Lập tức Diệp Thần bốn người, mượn bát quái nấu trà diễn hóa ra thủy long. Một đường thông suốt không trở ngại, vượt qua trùng trùng ma trận, rốt cuộc đã tới thế giới lòng đất chỗ cốt lõi nhất. Nơi này, đứng sừng sững một phiến khổng lồ địa cung, cung điện liên miên thành phiến, hết sức thổ mộc thịnh, toàn thể tràn ngập đen nhánh, u ám, quỷ dị, khí tức thâm trầm, ma khí đặc biệt dày đặc. Suy suy suy, Diệp Thần cùng trên người Thủy Long, trong phút chốc tan thành mây khói, ở ma khí dưới sự xung kích, không thể lại duy trì tiếp. Nơi này thật là mạnh ma khí. Tiêu Thủy Hàn lấy làm kinh hãi, chỗ tòa này địa cung, rõ ràng chính là ma hồn thần cung. Ở ma hồn thần cung bên trong, bố trí không biết nhiều ít đại trận, những thứ này đại trận, mới thật sự là lợi hại sát phạt ma trận, xa so bên ngoài đáng sợ, liền bát quái nấu trà đều không thể lại chống đỡ. Mới vừa dựa vào bát quái nấu trà thần thông, Diệp Thần các người có thể ung dung vượt qua bên ngoài ma trận, nhưng đối mặt cốt lõi nhất sát phạt ma trận. Không thể nào lại như thế ung dung, chỉ có thể dựa vào bản lãnh thật sự đối mặt. Người nào lại dám xông vào ma hồn thần cung? Có địch tấn công, mở sát phạt ma trận. Ở ma hồn thần cung bên ngoài, có từng cái tuần tra đệ tử, phát hiện Diệp Thần đám người bóng người, nhất thời cảnh giác phòng bị, hô to địch tấn công. Vù vù, Diệp Thần các người dưới chân, bỗng nhiên nổ lên một chùm oành ma khí, vô số ma khí hô dọn ra gian. Có từng cái trắng cốt ma chảo, từ dưới lòng đất tan vỡ ra, đưa tay đi bắt Diệp Thần đám người mắt cá chân, tựa hồ phải đem bọn họ kéo vào địa ngục. Cái này ma trận, kêu bạch cốt thôn thiên trận, có thể kêu gọi địa ngục khô lâu quỷ quái, rất miễn cưỡng đem người chiếm đoạt, kéo nhập vô tận địa ngục trong thế giới đi, vĩnh viễn chịu đủ hành hạ. Lục đạo luân hồi pháp, địa ngục đạo thần thông, đây là dùng ta đạo cốt thúc dục trận pháp. Diệp Thần sắc mặt run lên. Ở nơi này bạch cốt thôn thiên trận trên, bắt được một chút lục đạo luân hồi pháp thần thông, còn có kiếp trước đạo cốt hơi thở. Cái này ma trận, hiển nhiên là ma hồn thần cung, lợi dụng Diệp Thần kiếp trước đạo cốt, thúc dục sanh thành. Phần thiên, mở. Hồn thể đổi thành, hủy diệt đạo ấn, phệ hồn đạo ấn, ra. Sấm sét nguyên phù, nổ tung. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, bàn chân đạp một cái, trực tiếp mở phần thiên tự tại trời. Một chùm nóng rực ngọn lửa, hòa lẫn cuồn cuộn sấm, nhanh chóng nổ tung đi ra ngoài. Vậy từng cái trắng cốt ma chảo, ở xét lửa trời đình nghiền ép hạ, nhất thời tán loạn nghiền. Đúng tòa bạch cốt ma trận, vậy hoàn toàn bị phá hủy. Hiện tại Diệp Thần võ đạo thần thông, đã đến không câu nệ như ý cảnh giới, nguyên phù tùy mình muốn,
và tự tại thiên thế giới dung hợp, ở phần thiên tự tại ngày trời, có thể ung dung diễn hóa ra canh kim, sấm sét, hắc ám, kịch độc vân. Vân các loại thiên uy, lực sát thương cực lớn. Ma ha vô lượng, liễu thần quất mạnh. Lúc này, Tiêu Thủy Hàn cũng là ngang nhiên ra tay, lòng bàn tay hiện ra thanh mộc nguyên phù, từng luồng cỏ cây nguyên khí không ngừng sôi trào, hóa thành một cái ngọc cành liễu, hòa lẫn ma ha cổ Phật Phật quang, như đánh thần roi, hung hăng quét về phía trước. Phốc xích, phốc xích, phốc xích. Từng cái ma hồn thần cung đệ tử, gặp phải Tiêu Thủy Hàn cành liễu roi đánh, lập tức bị quất thành xương máu, hài cốt không còn. Ngọc cây liễu, là trong truyền thuyết thiên Phật thế giới thần bảo vệ cây, có ích dịch vạn ma, lọc sạch ra tà thần uy. Tiêu Thủy Hàn lĩnh ngộ thái thượng thiên Phật đạo, lại phối hợp thanh mộc nguyên phù, liền có thể diễn hóa ra ngọc cây liễu khí tượng, lấy từ bi thế, được thủ đoạn lôi đình, một chi cành liễu càn quét thiên hạ. Luân hồi chi chủ đánh tới. Nơi này chiến đấu chập chờn, vậy truyền đến ma hồn thần cung chỗ sâu. Giờ phút này, Phong Tinh Vẫn và Võ Khúc Đại Đế đều ở đây ma hồn thần cung chỗ sâu, một ngôi đại điện bên trong tính toán đế uyên điện chiến đấu phủ chiếu cách dùng. Những thứ này chiến đấu phủ chiếu, hơi thở đặc biệt thâm hậu, đế uyên điện rõ ràng xuống lớn tiền vốn, phủ chiếu lực sát thương to lớn, bất quá Phong Tinh Vẫn còn không hoàn toàn quen thuộc. Oanh! Lúc này, bên ngoài truyền tới từng cơn kinh thiên vang động, Diệp Thần đám người đã đang tấn công ma hồn thần cung cửa. Không thể nào, luân hồi chi chủ làm sao sẽ nhanh như vậy đánh tới. Ta bố trí ở bên ngoài ma trận, chẳng lẽ cũng không ngăn được hắn. Phong Tinh Vẫn sắc mặt cuồng biến, hắn ở ma hồn thần cung bên ngoài, bố trí không biết nhiều ít ma trận, nhưng hiện tại, Diệp Thần lại có thể im hơi lặng tiếng giết tới, không có kích hoạt ma trận ảnh hưởng, hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Vượt quá luân hồi chi chủ, còn có ba cao thủ. Võ Khúc Đại Đế gương mặt cũng là trầm xuống, trừ Diệp Thần bên ngoài, hắn còn cảm ứng được ba đạo cường đại dị thường hơi thở, thiên ma cổ Phật, rồng thần chiếm cứ, như nước thủy triều như biển, làm người ta nghẹt thở. Luân hồi chi chủ vì giết ta, thật đúng là mời không thiếu người giúp à. Phong Tinh Vẫn cắn răng, hiện tại đế uyên điện chiến đấu phủ chiếu, hắn còn không có hoàn toàn quen thuộc, nếu như đi ra ngoài ứng chiến, tùy thời đều có rơi xuống nguy hiểm. Cung chủ, ta đi ra ngoài ngăn lại bọn họ. Võ Khúc Đại Đế trong tròng mắt lướt qua vẻ ngưng trọng, nhưng ta chỉ có thể kéo hai nén nhang thời gian, hai sau một nén nhang, nếu như ngươi vẫn không thể nắm giữ đế uyên phù chiếu cách dùng, vậy chúng ta hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phong Tinh Vẫn nói, hai nén hương thời gian, vậy là đủ rồi. Ngươi đi đi. Võ Khúc Đại Đế tuân mệnh, sải bước ra, trên mình lại có thánh nhân liều chết thở mạnh thế, biết rõ không thể làm mà thôi, tuy dù sao cũng người ta đi vậy. Oanh! Ma hồn thần cung cửa mở ra, Võ Khúc Đại Đế bóng người hạ xuống. Diệp Thần các người liền thấy từng luồng thánh đạo quang huy, quanh quẩn ở Võ Khúc Đại Đế trên thân hình, Võ Khúc Đại Đế cả người, phảng phất là thượng cổ thánh nhân hóa thân, mênh mông thần thánh, khoáng đạt lóa mắt. Võ Khúc Đại Đế, thượng cổ thánh nhân đệ tử, người chính là phản bội Yến Trường Ca phản đồ. Diệp Thần vừa nhìn thấy Võ Khúc Đại Đế bóng người, nhất thời thiên cơ thấy rõ, trong nháy mắt hiểu rõ. Thời đại thượng cổ, có một cái thánh nhân giáo đồ, phản bội Yến Trường Ca, ngày xưa tham lang đại đế, vậy từng khổ truy xét qua phản đồ tung tích, nhưng tiếc là từ đầu đến cuối không tra được. Diệp Thần vậy đã thử suy diễn, đáng tiếc chỉ thấy phản đồ sau lưng, không thấy được chính diện. Nhưng hiện tại, vừa nhìn thấy Võ Khúc Đại Đế, Diệp Thần liền biết rõ, cái gì nhân quả cũng ngay tức thì xuyên thủng, lúc đầu phản bội Yến Trường Ca người, chính là Võ Khúc Đại Đế. Ngươi làm sao biết? Võ Khúc Đại Đế mặt liền biến sắc, không nghĩ tới vừa thấy mặt, Diệp Thần lại có thể hãy nói ra lòng hắn bên trong lớn nhất bí mật. Hắn ban đầu bán đứng Yến Trường Ca, phạm xuống ngút trời tội nghiệt, vì né tránh ngoại giới theo dõi sát phạt, đầu tới gần Phong Tinh Vẫn tọa hạ. Những năm này thời gian, Đế Thích Thiên vẫn không có cứu vãn hắn, thật ra thì chính là biết hắn là phản đồ, không có cứu vãn giá trị. Ha ha, lúc đầu ngươi thật sự là phản đồ. Bất quá, trên mình ngươi ân oán, ta không có hứng thú, tham lang đại đế cùng cái khác thánh đồ, tự nhiên sẽ thu thập ngươi. Ta mục tiêu, chỉ là Phong Tinh Vẫn. Cút ngay cho ta để cho ngươi một con đường sống. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, cũng không có hứng thú quản Võ Khúc Đại Đế sự việc. Võ Khúc Đại Đế phản bội Yến Trường Ca,
chuyện này và Diệp Thần không liên quan, hắn chỉ muốn chém chết Phong Tinh Vẫn, cướp lấy ma bia, đoạt lại kiếp trước đạo cốt. Mặc dù Võ Khúc Đại Đế, ngày xưa đã từng trộm đào qua luân hồi chi chủ phần mộ, nhưng dẫu sao là bị người thuê, Diệp Thần sẽ không quá mức so đo, chỉ quan tâm bàn tay đen sau màn. Mà Phong Tinh Vẫn, chính là hết thảy bàn tay đen sau màn. Luân hồi chi chủ, người muốn giết Phong Tinh Vẫn, cướp đoạt ma bia, trừ phi trước bước qua ta thi thể. Võ Khúc Đại Đế ánh mắt đột nhiên ác liệt, bước chân đạp một cái cuồn cuộn thần thánh tự tại thiên thế giới, đột nhiên tách thả ra ra. Đại lộ độc hành, sơn hà trong ngoài, văn minh hưng thịnh, vạn thế thái bình. Sơn hà xã tắc kiếm, thái thượng thiên thánh nói, thánh nhân tự tại thiên, mở. Võ Khúc Đại Đế trong miệng, phát ra vang dội ngâm sướng, như thánh nhân trường ca. Hắn tự tại thiên thế giới, hoàn toàn tràn ra đi, đem Diệp Thần các người, toàn bộ bao phủ ở. Cái này tự tại thiên thế giới, kêu thánh nhân tự tại trời, đại biểu thượng cổ thánh nhân giáo hóa. Tự tại thiên mở một cái, Diệp Thần nhất thời thấy, chung quanh diễn hóa ra liền sơn hà trong ngoài, thiên địa đại lộ, chúng sanh mảng bái, vạn thế thái bình vân. Vân cuồn cuộn khí tượng, trăm ngàn tầng song song thời không, ở ùng ùng chấn động, chấn áp người tâm thần. Vù vù, một chuôi thần thánh sáng bóng trường kiếm, từ nơi này thánh nhân tự tại ngày trời, chậm rãi bay lên. Thanh trường kiếm này, cũng không phải binh khí, mà là pháp bảo, kiếm khí không mang theo sát khí, chỉ diễn hóa ra sơn hà xã tắc, thần thánh huy hoàng thở mạnh voi. Ở thanh kiếm này hơi thở bơm vào hạ, Võ Khúc Đại Đế thánh nhân tự tại trời, sáng chói đến chói mắt tình cảnh, vô số thánh nhân ngâm sướng ra tuyệt đẹp khen ca, một phiến phiến hoa chương, một bài thiên thi từ, từng cái thánh nhân đại lộ chữ viết, ở cả thế giới bên trong bay vút lên múa, như long phượng trình tường, tốt vô cùng xem. Thái thượng 12 chân bảo, sơn hà xã tắc kiếm. Đây là cấp trên ban cho ngươi pháp bảo. Diệp Thần nhìn thanh kiếm kia, nhất thời con ngươi có giúp một cái. Thanh kiếm này, chính là 33 thiên hồng mông chí bảo một trong, nhận thái thượng thiên nữ rèn luyện, thành thánh đạo chân bảo, kêu sơn hà xã tắc kiếm, đại biểu chí cao vô thượng thánh nói, bên trong còn ẩn chứa thái thượng thiên nữ lưu lại một môn đạo pháp, kêu thái thượng thiên thánh nói. Không sai. Ta ngưỡng mộ thánh nhân đại đạo nghĩa sâu xa, yến trường ca vi sư không tuân theo, giữ lại một tay, không có truyền thụ ta toàn bộ thánh nhân pháp môn, ta cưỡng bức không biết làm sao, chỉ có thể phản bội hắn. Thanh kiếm này, là cấp trên ban cho ta lễ vật. Ta hóa thân thái thượng thánh nhân, luân hồi chi chủ, người có thể ngăn cản. Võ Khúc Đại Đế cao cứ ở trên trời, trôi lơ lửng ở tự tại thiên thế giới bầu trời, hoàn toàn hóa thân thành thánh nhân. Trên người có thánh đạo trung cực nghĩa sâu xa, hiển hóa ra nhiều đóa đại lộ hoa sen, mỗi một đóa hoa sen, đều có trật tự, văn minh, hòa bình, hưng thịnh vân. Vân thánh đạo hay uẩn. Lúc đầu ngày xưa Võ Khúc Đại Đế, phản bội Yến Trường Ca, là vì sơn hà xã tắc kiếm. Hắn bán đứng Yến Trường Ca, cấp trên cho hắn thù lao, chính là thanh kiếm này, hơn nữa còn giúp hắn lĩnh ngộ thái thượng thiên nữ lưu lại thánh nhân đạo pháp. Đơn thuần bàn về thánh đạo tu là, thời khắc này Võ Khúc Đại Đế, thậm chí đủ để sánh bằng ngày xưa Yến Trường Ca, trên mình thánh đạo cuồn cuộn, chấn nhiếp chư thiên vạn giới, lại có thể làm tầng tầng song song thời không sụp đổ, Diệp Thần các người chung quanh không gian, cũng đang không ngừng than xúc. Kinh khủng không gian than xúc chập chờn, hòa lẫn thái thượng thánh đạo uy nghiêm, không ngừng nghiền ép trước Diệp Thần đám người tâm thần, làm người ta chấn động phố nghẹt thở. Nếu như ta chỉ có một thân một mình, có lẽ sẽ kiêng kỵ người thánh nói, nhưng tiếc là ta không phải chiến đấu một mình. Diệp Thần vẫn nhìn chung quanh thánh đạo khoáng đạt hình ảnh, mặc dù tâm thần không ngừng gặp phải áp chế, nhưng Diệp Thần cũng không hoảng loạn. Bởi vì hắn bên người, còn có Tiêu Thủy Hàn, Huyết Long, Già Thiên Ma Đế. Võ Khúc Đại Đế tu vi, bởi vì hàng năm cắn trả, dừng lại ở còn chân cảnh ba tầng thiên, cố nhiên như vậy, nhưng dưới mắt thi triển thái thượng thiên thánh đạo, thánh nhân hào khí thêm thân. Toàn thể sức chiến đấu đại khái so Tiêu Thủy Hàn mạnh hơn một chút. Này cùng tồn tại, nếu như đơn đả độc đấu, Diệp Thần bên này, vô luận là ai đều cảm thấy khó giải quyết. Nhưng nếu như liên thủ, Diệp Thần bên này nắm vững thắng lợi. Các ngươi lấy là dựa vào người nhiều, là có thể ngăn cản ta thánh đạo thiên uy. Mộng tưởng hảo huyền. Võ Khúc Đại Đế hừ lạnh một tiếng, sơn hà xã tắc kiếm bỗng nhiên bay ra, mang cuồn cuộn sơn hà thánh khí. Ùn ùn kéo đến hướng Diệp Thần các người bao phủ đi.
Hắn biết rõ Diệp Thần các người liên thủ, tuyệt đối không phải mình có thể tương đương, tối đa chỉ có thể chống đỡ hai nén hương thời gian không chết, nhưng lời nói trên như cũ 10 phần nhọn, không có chút nào ý lùi bước. Đây là thánh nhân đại đạo uy nghiêm, biết rõ không địch lại cũng không khả năng lùi bước. Kiếm khí kích động, diễn hóa ra một đóa đóa thanh liên, mỗi một đóa thanh liên trên, đều có thần thánh thiên nhân ở ngồi xếp bằng, tay cầm thi từ hoa trương, lấy văn uyên đại đạo uy nghiêm, trực tiếp giết hướng Diệp Thần bốn người. Vô tận thánh khí, ở võ khúc đại đế trên thân thể vần quanh xoay tròn, đóa đóa thanh liên không ngừng tách thả ra, mỗi một đóa liên hoa đâu có chậu nước vậy to lớn, sinh ra cực kỳ kinh khủng uy lực, thậm chí diễn hóa ra liền tịnh thế thánh hỏa, tựa hồ siêu thoát chư thiên vạn giới, không có ở đây ngũ hành sáu đạo bên trong. Diệp Thần lục đạo luân hồi pháp, có thể thống ngự chư thiên, nhưng lại không thể thống ngự thánh nhân đại lộ, bởi vì thánh đạo siêu thoát vạn giới, đại biểu thần thánh vô thượng uy áp, cực kỳ lợi hại. Cùng nhau liên thủ, tan biến thánh nói, diệt trừ võ khúc đại đế. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, Long Uyên Thiên Kiếm rút ra, thất tinh Long Uyên kiếm khí cuồn cuộn kích động, hướng võ khúc đại đế chém tới. Thời gian gấp, phải tốc chiến tốc thắng, hiện tại Diệp Thần các người đối mặt uy hiếp lớn nhất, không phải võ khúc đại đế, mà là Phong Tinh Vẫn. Phong Tinh Vẫn còn chưa phát hiện thân, hiển nhiên ở tính toán đế uyên phù chiếu cách dùng, nếu như bị hắn tính toán rõ ràng, hắn cầm trong tay như thế nhiều đế uyên điện chiến đấu phù chiếu, một khi bùng nổ, Diệp Thần bọn họ tương đương với trực diện đế uyên điện, không có nắm chắc ngăn cản. Cho nên, phải lập tức giết chết võ khúc đại đế, mới có thể cướp được tiên cơ, đi đối phó Phong Tinh Vẫn. Tiêu Thủy Hàn, Huyết Long, Già Thiên Ma Đế ba người nhìn nhau, cũng giống như nhau tâm tư. Tiêu Thủy Hàn, Huyết Long, các ngươi chừa chút lực lượng, ta bỏ ra tay là được. Thái Thượng Thiên Ma Đạo, mở. Già Thiên Ma Đế sải bước ra, trên mình hừng hực ma khí, cuồn cuộn bùng nổ. Từng cái quạ đen bay vút lên, cho hắn tăng thêm vô cùng vô tận uy thế, phảng phất là Thái Thượng Thiên Ma sống lại, muốn xưng bá hoàn vũ, uy sắp thiên địa, chiếu rọi đoạt nhật nguyệt. Ma đế tiền bối. Huyết Long con người có giúp một cái, chỉ cảm thấy từng cơn kinh thiên ma khí không ngừng bạo dũng tới, chung quanh thánh đạo trật tự lại đang không ngừng sụp đổ. Già Thiên Ma Đế thi triển ra Thái Thượng Thiên Ma Đạo, uy nghiêm đích thực quá đáng sợ, cả người ma khí dày đặc, quả đen vần quanh, như trong truyền thuyết Thái Thượng Ma Thần, âm phong nổ tung. Thái Thượng Thiên Ma, ngươi lại có thể lĩnh ngộ Thái Thượng Thiên Ma Đạo. Võ Khúc Đại Đế thấy một màn này, cũng là thầm kinh hãi. Liền gặp hắn tự tại thiên trong thế giới, một đạo ngút trời ma khí vọt lên, ma sương mù bao phủ, quỷ khóc thần gào, âm phong thảm thảm, vô số ma khí ngưng tụ thành khói báo động, tựa như thiên trụ vậy đứng vững, một cái cầm ma đao loạn nhận, liền từ trong đó chém chết ra, chém về phía Võ Khúc Đại Đế. Ma đế tiền bối, thần thông thật là lợi hại. Thái Thượng Thiên Sư nói, hạ xuống. Diệp Thần thấy Già Thiên Ma Đế, hóa thân thành Thái Thượng Thiên Ma, lập tức vậy không do dự, sử dụng tím thụ thiên cơ ấn, một nặn quyết, nhất thời hiển hóa ra Long Hổ Thiên Sư pháp thân, cả người tiên khí vần quanh, các loại phù văn từng tầng một bồng bềnh, trong tay Long Uyên Thiên Kiếm, lại là Long Hổ gầm thét, khí tượng khoáng đạt tới cực điểm. Diệp Thần và Già Thiên Ma Đế hai người, một cái Long Hổ Thiên Sư, một cái Thái Thượng Thiên Ma, một tiên một ma, kiếm khí khói báo động, hội tụ vào một chỗ, nhắm thẳng vào Võ Khúc Đại Đế. Võ Khúc Đại Đế trên mình thánh quang, ở Diệp Thần và Già Thiên Ma Đế chèn ép xuống, không ngừng tán loạn. Muốn hủy ta thánh đạo, không như vậy dễ dàng. Thiên Thánh Hoa Trương, đại lộ thi từ, cho ta trấn áp. Võ Khúc Đại Đế phát ra vang dội gầm thét, cả người thánh quang nổ tung, thanh liên tầng tầng tách thả ra, một bài thiên thi từ hoa trương, đại lộ chữ viết, ở hắn trên thân thể hiển hóa, mang ngập trời uy nghiêm, rất miễn cưỡng đối kháng Diệp Thần Thiên Sư tiên khí, còn có Già Thiên Ma Đế thiên ma sát khí, lại có thể đem lấy thánh nhân uy nghiêm, áp chế tất cả tiên ma, đem hết thảy tồn tại, cũng áp chế thành người phàm. Thánh nhân đại đạo hạch tâm, là văn minh trật tự, muốn thành lập trật tự, lại không thể có cường giả tồn tại. Có cường giả tồn tại, tất nhiên sẽ tạo thành phân tranh, bốc lột, bất công. Cho nên, thánh nhân đại lộ phải làm, là trấn áp cường giả, để cho tất cả mọi người đều biến thành người phàm, tuân thủ thánh nhân quyết định luật lệ quy củ, cứ như vậy, người người đều có thể làm được an cư lạc nghiệp. Hiện tại Võ Khúc Đại Đế thánh khí bạo phát, chính là muốn trấn áp Diệp Thần và Già Thiên Ma Đế,
đem hai người cách chức là người phàm, biến thành tay trói gà không chặt phàm phu tục tử. Đây chính là thánh nhân đại đạo đáng sợ, trấn áp hết thảy cường giả, lấy tuyệt đối thánh nhân luật lệ, đại lộ hoa trương, thành lập luật pháp uy nghiêm. Tiêu Thủy Hàn và Huyết Long đứng ở một bên, hơi có điểm rung động, nhìn trước mắt một màn. Hình ảnh trước mắt, đặc biệt nguy nga. Thái Thượng Thánh Nhân, Chí Tôn Thiên Ma, Long Hổ Thiên Sư, ba phe thế lực, đại biểu Thánh, Ma, Tiên ba phái cường thịnh trận doanh, kịch liệt đấu võ trước, dường như muốn tranh đoạt thiên hạ, định đỉnh vũ trụ, chung quanh không gian không ngừng sụp đổ, trời trăng sao tựa hồ cũng muốn rơi xuống. Oanh! Tranh đấu kịch liệt, tạo thành kinh khủng nổ, toàn bộ Thánh Nhân tự tại thiên thế giới, đều bị nổ mặc, vô số sơn hà khoáng đạt khí tượng, vậy hoàn toàn tiêu tán đi. Phốc xích! Võ Khúc Đại Đế há mồm phun ra máu tươi, hắn lấy một chọi hai, cuối cùng sa sút. Tất cả thánh quang, đều bị vô tận tiên khí, vô tận ma khí, hoàn toàn tiêu diệt. Người muốn đem chấn chúng ta ép thành người phàm, đáng tiếc tu vi còn chưa đủ à? Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, vậy cảm thấy mới vừa thánh đạo chấn áp đáng sợ, thật may hắn và Giả Thiên Ma Đế liên thủ, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cũng thật không có bị chấn áp thành người phàm. Ha ha! Võ Khúc Đại Đế lạnh lùng cười một tiếng, mặc dù sa sút, nhưng cũng không có gì nổi giận, ngược lại có một chút cảm giác như chút được gánh nặng. Diệp Thần mơ hồ cảm thấy có điểm không ổn, sắc mặt trầm xuống, không nói một lời, Long Uyên Thiên Kiếm chém ra, chém thẳng Võ Khúc Đại Đế đầu. Nếu Võ Khúc Đại Đế cứng rắn muốn cùng Diệp Thần là địch, vậy Diệp Thần tự nhiên lại cũng sẽ không nương tay. Mắt xem Võ Khúc Đại Đế sẽ bị Diệp Thần một kiếm chém chết, nhưng bỗng nhiên Ma Hồn Thần Cung chỗ sâu, một cổ kinh khủng ma khí ngưng hóa thành kiếm, tập sát tới. Đinh! Cái này cầm ma kiếm, rất miễn cưỡng chặn lại Diệp Thần Long Uyên Thiên Kiếm, thậm chí đem Diệp Thần đẩy lui một bước. Còn chân cảnh 6 tầng thiên, phong tinh vẫn. Diệp Thần mặt liền biến sắc, chỉ cảm thấy cái này cầm ma trên thân kiếm hơi thở, ước chừng đạt tới còn chân cảnh 6 tầng thiên, vô tận ma khí và sát y phun trào tới. Toàn bộ Ma Hồn Thần Cung. Trừ phong tinh vẫn bên ngoài, còn có thể là ai? Ha ha ha, luân hồi chi chủ, người rốt cuộc vẫn phải tới. Một đạo thân ảnh già nua, biến dạng hư không, từ Ma Hồn Thần Cung chỗ sâu bay ra. Cái này bóng người già nua, cả người tóc trắng tung bay, những thứ này tóc trắng, không phải người già tóc trắng, mà là trong suốt như bạch ngọc màu sắc, mơ hồ có đế thích thiên bóng dáng. Phong tinh vẫn, người luyện hóa đế thích thiên phủ chiếu. Diệp Thần mặt liền biến sắc, gắt gao nhìn chằm chằm cái này ông già. Cái này ông già, không nghi ngờ chút nào, chính là Phong Tinh Vẫn. Thời khắc này Phong Tinh Vẫn, trên mình lại có thể mang theo đế thích thiên bóng dáng, rõ ràng đã luyện hóa đế thích thiên ban cho phủ chiếu. Đúng hạn gian suy tính, Phong Tinh Vẫn hẳn không nhanh như vậy hoàn thành mới đúng. Võ Khúc Đại Đế, đa tạ ngươi thay ta kéo hai nén nhang thời gian, ngươi bị thương không nhẹ, đi nhanh chữa thương đi. Phong Tinh Vẫn sử dụng một đoạn linh cốt, ban cho Võ Khúc Đại Đế. Đa tạ cung chủ. Võ Khúc Đại Đế nhận lấy linh cốt, ở một bên ngồi xếp bằng xuống, mượn linh cốt thượng hơi thở, không ngừng điều dưỡng thân thể mạch máu. Hai nén hương thời gian. Đáng chết, thời gian pháp tắc bị xoán cải. Diệp Thần gương mặt một hồi chấn động phố, đột nhiên bốc lên suốt mồ hôi lạnh cả người. Mới vừa cùng Võ Khúc Đại Đế chiến đấu, phát sinh ở trong chớp mắt. Cũng chính là mười mấy hơi thở, liền nửa nén hương thời gian đều không qua đi, nhưng hiện tại nhưng qua hai nén hương. Hiển nhiên, Võ Khúc Đại Đế bày tự tại thiên thế giới, lặng lẽ sửa đổi thời gian pháp tắc, Diệp Thần các người chỉ chú ý hắn thánh nhân đạo pháp, căn bản không lưu ý thời gian trôi qua, rốt cuộc bị hắn man thiên quá hải, kéo tới Phong Tinh Vẫn rời núi. Cảm thấy được một màn này, Giả Thiên Ma Đế, Huyết Long, Tiêu Thủy Hàn ba người cũng là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn họ cũng không có phát hiện. Cái này Võ Khúc Đại Đế, không hổ là thượng cổ thánh nhân giáo đồ, tâm tư kín đáo, thủ đoạn quả quyết, thật là làm người ta khen ngợi, lại có thể thật bị hắn thần không biết quỷ không hay lừa gạt được tất cả người. Hiện tại Võ Khúc Đại Đế trong tay, khối kia dùng chữa thương linh cốt, tràn ngập từng tia lục đạo luân hồi hơi thở, chính là Diệp Thần kiếp trước một chặn đường cốt. Cái này một chặn đường cốt, linh quang hòa hợp, bảo khí sáng chói, vô cùng hừng hực. Có các loại luân hồi văn lạc xen lẫn, từng tầng một phù văn lưu chuyển, linh khí đặc biệt dư thừa. Diệp Thần nhìn một cái, liền cảm thấy huyết mạch trong cơ thể,
mơ hồ sôi trào. Khối này luân hồi đạo cốt, là thuộc về Diệp Thần kiếp trước đồ, nếu như có thể dung hợp luyện hóa, huyết mạch hắn, nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Nhưng hiện tại, phong tinh vẫn hạ xuống, sau lưng còn có Đế Uyên Điện bóng dáng, Diệp Thần muốn đoạt lại đạo cốt, có thể nói khó hơn lên trời. Ha ha ha, luân hồi chi chủ, các ngươi lấy là dựa vào người nhiều, liền có thể ở trên địa bàn ta gây chuyện. Đế Uyên phù chiếu, như đế thích đích thân tới, tương lai tự tại thiên, mở. Phong tinh vẫn ngửa mặt lên trời cười to, một đầu tóc bạc tung bay, mỗi một cái tóc trắng, tựa như cũng hóa thành 3.000 trượng dài, tràn ra đế thích thiên bóng dáng, các loại phù văn xen lẫn, cuối cùng diễn hóa ra liền tầng tầng tự tại thiên. Đây là đế thích thiên tương lai tự tại thiên. Thông thường tự tại thiên, chỉ là một thế giới, nhưng đế thích thiên tương lai tự tại thiên, là tóc trắng dù sao cũng cái, thế giới dù sao cũng cái, mỗi một cái tóc, đều có thể diễn hóa ra một cái thế giới. Phong tinh vẫn lấy được đế thích thiên phù chiếu, giờ khắc này, như đế thích thiên đích thân tới, tóc trắng tung bay, tầng tầng thế giới, không ngừng bày. Trong thoáng chốc, Diệp Thần, Già Thiên Ma Đế, Huyết Long, Tiêu Thủy Hàn bốn người, cũng rơi vào vô cùng vô tận tự tại thiên trong thế giới đi. Những thứ này tự tại thiên thế giới, hàm chứa đế thích thiên uy nghiêm, đại biểu đế thích thiên trong ảo tưởng tương lai thế giới, ở trên cái thế giới này, khắp nơi đều là trong ảo tưởng thần nhân. Thần thánh sáng bóng, thanh linh cao xa, cho người một loại vô cùng linh hồn uy áp, ở chư thiên thần người làm nổi bật dưới, tựa hồ trong nháy mắt phản ảnh xuất từ mấy nội tâm xấu xí, xấu xa, tham lam, ác độc vân. Vân các loại mặt trái tâm trạng. Chú ý! Hồng Mông đại tinh không, bảo vệ! Diệp Thần mặt liền biến sắc, đế thích thiên tương lai tự tại thiên, mang theo nồng nặc ảo tưởng hơi thở, có thể hám động lòng người tinh thần, để cho người rơi vào tâm ma bên trong đi. Không được siêu thoát. Cái này tự tại thiên, không giống tâm ma đại chú kiếm như vậy ác liệt, nhưng vô số tầng thế giới xen lẫn bao phủ, để cho người không thở nổi. Diệp Thần chống đỡ Hồng Mông đại tinh không, nhưng ở tầng tầng thế giới phép tắc nghiền ép hạ, hắn tinh không cũng có kế cận bị tiêu diệt dấu hiệu. Đế Thích Thiên rất rõ ràng, Diệp Thần lĩnh ngộ Hồng Mông đại tinh không, phổ thông tâm ma không làm gì được hắn, cho nên lần này, hắn cũng không có phát ra tâm ma phủ chiếu. Mà là cắt mất tự thân một luồng tóc trắng, hy sinh hàng loạt linh khí, ban cho phong tinh vẫn một nhóm tóc trắng phủ chiếu. Những thứ này tóc trắng phủ chiếu, đã bị phong tinh vẫn luyện hóa, hiện tại phong tinh vẫn khoát tay, liền thả ra dù sao cũng tầng tương lai tự tại thiên, dựa vào nặng nề thế giới quy luật, không ngừng đánh Diệp Thần tinh không, muốn hoàn toàn nghiền nát. Diệp Thần Hồng Mông đại tinh không, cuối cùng chỉ là hình thức ban đầu, ở thế giới vô tận trấn áp xuống, tùy thời có thể tan vỡ. Chủ nhân, làm thế nào? Huyết Long thanh âm trầm xuống, hắn và Già Thiên Ma Đế, Tiêu Thủy Hàn, cũng bay đến Diệp Thần bên người, núp ở Hồng Mông đại tinh không dưới, tránh né chư thiên ảo tưởng thế giới, vô cùng phép tắc chân áp. Phong tinh vẫn có đế thích thiên tóc trắng phủ chiếu, giống như đế thích thiên đích thân tới, vô số tầng tương lai tự tại thiên, áp chế gắt gao trước Diệp Thần các người. Diệp Thần cái này một tí, tương đương với trực diện đế thích thiên uy hiếp. Nếu như cứng rắn muốn liều giết, lấy Diệp Thần bốn người sức chiến đấu, vẫn là có thể xông lên đánh ra. Nhưng vấn đề là, xông ra sau đó, bọn họ nhất định linh lực tổn hao nhiều, đến lúc đó lại đi đối mặt phong tinh vẫn, làm sao còn đánh. Phải biết, phong tinh vẫn mở ra tương lai tự tại thiên, là vận dụng đế thích thiên phù chiếu, cũng không cần hao phí tự thân nhiều ít khí lực. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, cũng cảm nhận được cục diện khó giải quyết. Luân hồi chi chủ, ta tới giúp ngươi. Ta thiên u thâm uyên thuật, có thể hữu hiệu phá vỡ tự tại thiên thế giới, để cho ta ra tay, có thể phá vỡ đế thích thiên tương lai tự tại thiên. Ngay tại lúc này, Diệp Thần nghe được luân hồi mộ địa bên trong, truyền ra thiên u thiện nữ thanh âm. Nghe vậy, Diệp Thần ánh mắt sáng lên, thiên u thiện nữ thiên u thâm uyên thuật, đúng là có phá vỡ tự tại thiên hiệu quả, có lẽ có thể nghiền phá trước mắt trùng trùng đan vào tương lai thế giới. Được, đa tạ tiền bối tương trợ. Diệp Thần trong lòng vui mừng, lập tức đáp ứng. Thiên ý như thiện, Phật âm niểu niểu, ra Phật khai ích, thâm uyên thôn phệ. Thiên u thiện nữ trong miệng khẽ quát, phát ra cổ xưa tiếng ngâm sướng, cả người linh lực toàn bộ chiếu đến Diệp Thần thân thể. Giao. Nhất thời, Diệp Thần cảm thấy cả người hơi thở nổ tung, từng luồng thiện âm Phật ấn, không ngừng tràn ngập ra. Thiên u thiện nữ, lấy thiện âm nhập võ.
thần thông lúc thi triển, quanh thân có Phật quang thiện âm vần quanh, nghiêm túc thở mạnh, vô cùng lợi hại. Lấy được thiên u thiện nữ linh lực bơm vào, Diệp Thần thiên long bát thần âm, pháp hoa tịch diệt thiên, cũng tự động phóng thích ra ngoài, một cái Phật môn kết giới, thật sâu đóng dấu trên mặt đất. Thiên u thâm uyên thuật, mở. Diệp Thần ánh mắt như điện, nhìn khắp bốn phía, dấu tay động một cái, lập tức sử dụng thiên u thâm uyên thuật. Nhất thời, một phiến Phật quang, ở Diệp Thần đỉnh đầu xen lẫn. Cái này phiến Phật quang bên trong, có một tôn tôn Bồ Tát Phật Đà, thật cao chiếm cứ. Một tôn Bồ Tát, kim cương trừng mắt, đánh ra một đạo dấu tay, rất miễn cưỡng mở ra ra một phiến vực sâu. Cái này phiến vực sâu, và Đế Uyên Điện Thái Thượng Thiên Uyên nói, có chút tương tự, nhưng nhiều một tầng hiệu quả, chiếm đoạt tự tại thiên, tan biến tự tại thiên thế giới hiệu quả. Cái này phiến vực sâu vừa ra, Diệp Thần chung quanh, tầng tầng tương lai tự tại thiên thế giới, ùng ùng vỡ sụp xuống, vô số huy hoàng thánh khiết thần nhân, phát ra kêu thảm thiết, bị Phật Pháp vực sâu chiếm đoạt. Phật môn cũng có lửa giận, Phật Pháp trời nổi giận, vực sâu mở ra, tiêu diệt vạn ma, táng diệt hết thảy hư ảo thế giới, thành tựu thật ta, coi trời bằng vung. Đây là thần thông gì? Phong Tinh vẫn nhìn một phiến phiến tự tại thiên đều bị Diệp Thần vực sâu chiếm đoạt, nhất thời một hồi kinh hãi. Vậy phiến vực sâu, không phải Đế Uyên Điện như vậy tuyệt vọng thiên uyên, mà là mang theo Phật Pháp chánh khí uy nghiêm, làm người ta rung động. Theo thiên u thâm uyên thuật thi triển, còn có Diệp Thần thiên long bát thần âm, pháp hoa tịch diệt thiên vân. Vân các loại Phật Pháp đại lộ, từng cái kim quang thiên long ở vực sâu trên quanh quẩn, xa vào một phiến phiến thế giới, mất đi tinh không khí tức kinh khủng, cũng không ngừng lan tràn ra. Sư phụ thần thông, thật là long trời lở đất. Tiêu Thủy Hàn vậy phát ra rung động tiếng hô, mới vừa hắn vậy đang kiêng kỵ Phong Tinh vẫn tương lai tự tại thiên, nhưng hiện tại trong nháy mắt, Diệp Thần lại có thể mở đại thần thông, cắn nuốt tất cả tự tại thiên thế giới. Già Thiên Ma Đế và Huyết Long trên mặt cũng là lộ vẻ rung động thần sắc, Diệp Thần lá bài tẩy đơn giản là nhiều vô số kể, cách mỗi một đoạn thời gian không gặp, Diệp Thần tổng hội mang cho bọn họ mới ngạc nhiên mừng rỡ. Trong thoáng qua, Phong Tinh vẫn mở ra tự tại thiên thế giới. Toàn bộ bị chiếm đoạt hầu như không còn. Hắn đầu tóc bạc trắng, mất đi trong suốt màu sắc, Đế Thích Thiên bóng dáng hoàn toàn tiêu tán, tóc hắn khôi phục già nua suy sụp tinh thần hình dáng, lại cũng không có một chút tiêu sái khí độ. Không thể nào, đây là Đế Thích Thiên tự tại thiên, ngươi làm sao có thể chiếm đoạt. Phong Tinh vẫn liên tiếp lui về phía sau, như cũng không dám tin tưởng một màn trước mắt. Một màn này hình ảnh chân thực quá làm người ta kinh hãi. Dù sao cũng tầng ảo tưởng thế giới, đại biểu tương lai tự tại thiên, lại có thể toàn bộ bị cắn nuốt. Nếu như Đế Thích Thiên đích thân tới, ta có lẽ sẽ kiêng kỵ, nhưng chỉ bằng ngươi, còn lật không dậy nổi cái gì sóng. Diệp Thần ánh mắt ác liệt, trong tay chỉ một cái mất đi, pháp hoa tịch diệt thiên Phật quang bắn ra, như muốn tiêu diệt tinh không hướng Phong Tinh vẫn sâu giết đi. Phong Tinh vẫn mặt liền biến sắc, hắn mặc dù là còn chân cảnh 6 tầng thiên cường giả. Nhưng lưng đeo luân hồi nhân quả quá nặng, nghiệp đếm quá sâu, đối mặt Diệp Thần công kích, huyết mạch và cảnh giới đều bị áp chế, không thở nổi, còn con này chỉ một cái mất đi, lại có thể làm hắn có loại cảm giác như lâm đại địch. Tinh vẫn ma thuẫn, bảo vệ. Trong lúc nguy cấp, Phong Tinh vẫn cả người ma khí nổ tung, mở ra thuật pháp, ngưng tụ ra một mặt to lớn tấm thuẫn, cái này tấm thuẫn, tầng tầng ma phù vần quanh, vô cùng là dày vững chắc, tựa như liền tinh thần rơi xuống thiên tai. Đều có thể ngăn cản. Suy, Diệp Thần chỉ một cái mất đi Phật quang, điểm đi giết, nhất thời liền bị chặn lại. Thiên U thâm uyên thuật, ngươi và Thiên U thiện nữ quan hệ thế nào? Tham Lang đại đế là ngươi người nào? Một bên Võ Khúc đại đế, đang chữa thương, thấy Diệp Thần mới vừa thuật pháp thủ đoạn, nhất thời ánh mắt trợn to, tim đập bịch bịch. Hắn rất rõ ràng, Thiên U thâm uyên thuật là Thiên U thiện nữ thuật pháp. Mà Thiên U thiện nữ chính là hắn sư huynh Tham Lang đại đế muội muội. Đối với Tham Lang đại đế, Võ Khúc đại đế đặc biệt tôn kính kiêng kỵ, nếu như Diệp Thần trên người có Tham Lang đại đế nhân quả, vậy hắn liền càng không thể nào thả qua Diệp Thần. Bởi vì, hắn năm đó phản bội sư môn, đã hoàn toàn và thánh giáo quyết liệt, hắn không thể bỏ qua bất kỳ một người nào và ngày xưa thánh giáo có liên quan người. Chuyện không liên quan ngươi, chờ lát nữa ta lại thu thập ngươi. Diệp Thần mắt lạnh liếc Võ Khúc đại đế, chợt toàn bộ ánh mắt, đều rơi vào Phong Tinh vẫn trên mình. Hiện tại Phong Tinh vẫn,
mới là uy hiếp lớn nhất. Tinh hồn trảm. Diệp Thần hồn thể đổi thành, sát kiếm sử dụng, vô tận cự lực phun trào. Nhưng một kiếm này lại bị lần nữa ngăn trở. Đáng chết. Giáng Trần Hàng Long kiếm, huyết nguyệt đồ thiên trảm, cho ta chém giết. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, giờ phút này hắn mới vừa chiếm đoạt tự tại thiên, phong tinh vẫn còn không hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, chính là hắn xuất thủ lớn thời cơ tốt. Diệp Thần không do dự, lập tức sử dụng Giáng Trần Hàng Long kiếm, cuồng kiếm vung ra, huyết nguyệt dị mang hội tụ, phía trên trong hư không, nhất thời nổi lên 5 vòng bá đạo huyết nguyệt. Mỗi một vòng huyết nguyệt, đều tràn đầy đỏ thắm, yêu dị, lóa mắt, sáng chói thần quang, võ đạo kiếm khí không ngừng nổ tung, như hãn biển mãnh liệt, vô cùng mênh mông sức mạnh to lớn bao trùm xuống, giống như từ mãi mãi năm tháng ngọn nguồn bên trong, không ngừng tập sát tới, lại phảng phất từ chư thiên vạn giới, vô tận tinh không đánh lén tới. 5 vòng huyết nguyệt, đóng dấu hư không, hủy thiên diệt địa khủng bố uy nghiêm, chấn nhiếp vạn phương, thiên địa phát ra cổ xưa rên rỉ, toàn bộ thế giới lòng đất tựa như đều run rẩy. Tất cả hết thảy tồn tại tựa như đều phải thần phục ở huyết nguyệt uy nghiêm dưới. Suy, Diệp Thần cuồng kiếm chém đánh tiếp, trong hư không, 5 vòng huyết nguyệt ùng ùng bạo động, vô cùng màu máu ánh trăng dị huy, cuồn cuộn chiếu nghiêng xuống, đi đôi với Diệp Thần một kiếm, cuồng bạo đỏ tươi trùm tia sáng màu máu kiếm khí hung hăng đánh xuống hướng phong tinh vẫn đỉnh đầu. Một kiếm này, Diệp Thần có thể nói là đem hết toàn lực, không cầu có thể hoàn toàn chém chết phong tinh vẫn, nhưng ít nhất phải tổn thương nặng. Oanh! Kiếm khí rơi xuống, chung quanh không gian, từng tầng một nổ tung mất đi, một cái chớp mắt tới giữa, chu vi thế giới hóa thành chân không, vậy ma hồn thần cung từng tầng một cung điện kiến trúc, lại là giấy vậy, bị hoàn toàn nghiền nát. Huyết nguyệt kiếm quang xóa bỏ, từ hư không chóp đỉnh, thẳng đến mặt đất, không gian nứt ra, một cái kinh khủng kẽ hở liên miên xuống, xúc mục kinh tâm, đặc biệt khủng bố. Cái này huyết nguyệt đồ thiên trảm, tiêu diệt sơn hà, trảm phá thiên địa. Nghiền diệt vạn cổ. Đây cũng là Diệp Thần ở cảm ngộ huyết nguyệt đồ sát thiên hậu mạnh nhất một kiếm. Thế giới lòng đất bên trong, không biết nhiều ít tài nguyên khoáng sản, nhiều ít dãy núi, nhiều ít rừng cây, bị Diệp Thần phá hủy. Mặt đất bên trên, càng bị chấn khai một cái khe, có cuồn cuộn mạch nước ngầm nước, bị nhuộm thành liền máu đỏ màu sắc, như nham thạch nóng chảy vậy chảy xiết ra, vùng lân cận ma hồn thần cung đệ tử, đều bị kiếm khí chém chết, đỏ tươi nhuộm hết. Tinh khí lưu chuyển. Diệp Thần một kiếm này, lực sát thương thực sự quá lớn, hắn đã vận dụng toàn bộ linh lực, không tiếc bất cứ giá nào. Phốc xích. Phong tinh vẫn dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, căn bản không tránh thoát Diệp Thần huyết nguyệt kiếm chém, thân thể lập tức bị kiếm khí chém bị thương, trong miệng máu tươi cuồng phún. Thành công. Diệp Thần sắc mặt một hồi trắng bệch, vận dụng toàn bộ linh lực, thi triển huyết nguyệt đồ thiên trảm, giết trong chớp mắt tới giữa. Rốt cuộc một kiếm đánh trúng phong tinh vẫn. Lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, coi như đem hết toàn lực, cũng không khả năng thương tổn tới còn chân cảnh 6 tầng thiên cường giả. Nhưng hiện tại, hắn dựa vào thiên u thiện nữ lực lượng, lại bùng nổ huyết nguyệt đồ thiên trảm, thừa dịp phong tinh vẫn thất thần và áp chế để gặp, rốt cuộc đem phong tinh vẫn chém bị thương. Mau ra tay! Diệp Thần chợt quát, thúc giục già thiên ma đế các người động thủ. Hiện tại Diệp Thần chỉ là chém bị thương phong tinh vẫn, cũng không có giết chết, này nhóm cao thủ, cho hắn thở dốc một hơi, đều có thể có lật bàn cơ hội. Cho nên, phải chém tận giết tuyệt, mới khá giải quyết hết thảy hậu hoạn. Dưới mắt Diệp Thần linh lực lớn dây dưa, đã không có nhiều ít lực lượng, chỉ có thể dựa vào Già Thiên Ma Đế các người ra tay. Già Thiên Ma Đế thấy phong tinh vẫn trên ngực, một đạo kiếm tổn thương dữ tợn đầm đìa, không khỏi con ngươi co giúp một cái. Nói, thằng nhóc, ngươi lại có thể liền như vậy cấp cường giả khác, cũng có thể một kiếm chém bị thương, thật là ngoài dự liệu. Ngay lúc nói chuyện, Già Thiên Ma Đế bàn tay đánh ra, ma khí nổ tung, liền muốn một chưởng đánh đau chó rớt xuống nước, đánh chết phong tinh vẫn. Hắn biết phong tinh vẫn bị Diệp Thần nhân quả áp chế, hiện tại lại bị thương, là hắn xuất thủ thời cơ tốt nhất. Thái thượng vực sâu, ẩn núp thương thế. Phong tinh vẫn sống chết trước mắt, đột nhiên ánh mắt run lên. Sử dụng một tấm phủ chiếu. Tấm phủ chiếu này, phía trên lượn lờ từng luồng đen nhánh vực sâu hơi thở, chính là Thái Thượng Thiên Uyên đạo diễn hóa thành phủ chiếu. Giao. Phong tinh vẫn sử dụng một cái phủ chiếu, lại có thể ngay lập tức, ở trong người mở ra một cái vực sâu không gian, đem mình thương thế, hoàn toàn ẩn núp. Phong tinh vẫn trên mình kiếm tổn thương,
lập tức liền biến mất không thấy, cả người khôi phục đỉnh cấp. Cái gì? Già Thiên Ma Đế thấy một màn này, nhất thời kinh hãi, một trưởng vỗ qua đi, bị phong tinh vẫn ngưng ma hóa kiếm, một kiếm ám sát, thiếu chút nữa xuyên thủng bàn tay hắn. Già Thiên Ma Đế vội vàng dừng lại, thu bàn tay về. Mở ra vực sâu, che giấu thương thế, cửa này Thiên Uyên đạo pháp, lại có thể như vậy thần kỳ. Diệp Thần thấy vậy, cũng là hoảng sợ không thôi. Phong tinh vẫn lại có thể lợi dụng Thái Thượng Thiên Uyên nói, ở trong người mở ra một cái vực sâu thế giới nhỏ, đem vết thương tạm thời ẩn núp, thủ đoạn này, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Thủy Hàn và Huyết Long thấy được cũng là lớn cảm ngạc nhiên. Trong truyền thuyết Thiên Uyên đạo pháp, quả nhiên là bí ẩn vô cùng, đủ loại mở ra vực sâu thủ đoạn, không chỉ có thể thôn phệ tinh không, chôn vùi hết thảy kẻ địch, còn có thể che giấu tâm linh, ẩn núp thương thế vân. Vân. Phong tinh vẫn thương thế lập tức liền bị ẩn núp, mặc dù ở sau này, thương thế này còn sẽ tái phát, nhưng chí ít hiện tại, hắn một chút vết thương cũng không có, hơi thở viên mãn như lúc ban đầu. Ha ha, luân hồi chi chủ, ta thừa nhận ngươi thật sự có chút mánh khóe. Nhưng tiếc là, ngươi phải đối mặt, không chỉ là ta, còn có toàn bộ Đế Uyên Điện. Phong tinh vẫn lạnh lùng cười lên, bàn tay giương ra, một phiến phiến phủ chiếu, rậm rạp chằng chịt. Từ sau lưng hắn bay vút lên ra. Cái này rậm rạp chằng chịt phù chiếu, toàn bộ còn quấn trùng trùng vực sâu tai khí, lại có thể đều là vực sâu phù chiếu, là tâm ma bát lão hao phí tự thân to lớn linh lực, chế tạo ra. Vô số phù chiếu hạ xuống, Diệp Thần đám người nhất thời nghẹt thở, tựa như thấy được tâm ma bát lão trọng lâm. Cao nhất vực sâu, chiếm đoạt vạn giới. Phong tinh vẫn phát ra cuồn cuộn ngâm sướng, tất cả phù chiếu hoàn toàn tan ra. Từng luồng kinh khủng vực sâu tai khí, tựa như trời phạt thần phạt vậy hạ xuống xuống. Mặt đất chấn động, thế giới lòng đất rạn nứt. Từng mảnh vực sâu không đáy, đột ngột nổi lên. Nhất thời, Diệp Thần cảm thấy dưới chân không còn một mống, mặt đất đất bùn toàn bộ bị cắn nuốt, biến thành vực sâu vô tận hư không, một mắt nhìn không thấy đáy, chỉ có vô tận hắc ám và thiên tai, thậm chí tựa hồ còn có dị độ không gian yêu thú gầm thét, không ngừng truyền ra. Không tốt. Diệp Thần con người có giúp một cái, vội vàng ngự gió bay lên, thoát đi vực sâu tập sát. Nhưng cái này một phiến phiến vực sâu, giống như hắc động vậy, phát ra từng cơn kinh khủng hấp lực, không ngừng nắm kéo Diệp Thần thân thể, phải đem hắn chiếm đoạt hầu như không còn. Diệp Thần chỉ cảm thấy áp lực to lớn, hoàn toàn thoát đi không đi ra, cả người đều bị vực sâu hấp lực bắt được, đánh mất vực sâu cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lúc này, liền Thiên U Thiện Nữ lực lượng vậy đạt đến cực hạn, lui về luân hồi mộ địa bên trong đi. Diệp Thần chỉ có thể dựa vào mình còn sót lại lực lượng, chống lại vực sâu chiếm đoạt, áp lực có thể tưởng tượng được. Già Thiên Ma Đế, Tiêu Thủy Hàn, Huyết Long ba người, cũng bị vực sâu tai khí bao phủ, không thoát thân được. Luân hồi chi chủ, ngươi không có hoàng tuyển đồ, ta xem ngươi làm sao còn ngăn cản vực sâu đánh vào. Phong tinh vẫn thấy Diệp Thần các người bộ dáng chật vật. Nhất thời ha ha cười nhạt, một mặt đắc ý. Hiện tại Diệp Thần hoàng tuyền đồ đã hủy diệt, không có món pháp bảo này hộ thân, căn bản không cách nào ngăn cản vực sâu chiếm đoạt. Sư phụ, chúng ta liên thủ xông lên đánh ra. Tiêu Thủy Hàn cắn răng, trên mình Phật quang trào đãng, cái này từng mảnh vực sâu, chiếm đoạt hơi thở đặc biệt đáng sợ, nếu quả thật bị nuốt mất, vậy bọn họ tuyệt đối muốn rơi vào vực sâu vô tận trong thế giới, ở vô số tầng song song thời không. Dị độ trong không gian lưu lạc, cho đến linh lực hao hết mà chết. Chỉ cần liên thủ liều chết xung phong, nghiền nát tất cả vực sâu, mới có một chút sức sống. Đừng xung động. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, hắn hoàng tuyền đồ mặc dù bị hủy, nhưng tập hợp Tiêu Thủy Hàn, Già Thiên Ma Đế, Huyết Long thực lực, vẫn là có thể xông lên đánh ra. Nhưng vấn đề là, xông ra sau đó, như thế nào đối mặt phong tinh vẫn? Hiện tại phong tinh vẫn bản thể linh lực. Cũng không có gì tiêu hao, hắn tiêu hao, chỉ là Đế Uyên Điện phù chiếu. Nếu như Diệp Thần các người đem hết toàn lực, coi như xông ra sau đó, cũng không phải phong tinh vẫn địch thủ. Mới vừa Diệp Thần có Thiên U Thiện Nữ phụ trợ, có thể ung dung phá vỡ Đế Thích Thiên tương lai tự tại thiên, nhưng hiện tại, đối mặt tâm ma bát lão vạn nặng vực sâu, Diệp Thần nhưng cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Thế cục, một lần nữa lộn. Liều mạng. Diệp Thần cắn răng. Cả người từng đạo nguyên phù hiện lên, trường kiếm trong tay tóe ra tinh hồn ánh sáng, luân hồi văn lạc mơ hồ ở lòng bàn tay hiện lên.
hắn chuẩn bị một người liều mạng, một mình nghiền nát tất cả vực sâu, để cho giả thiên ma đế các người cất giữ linh lực, tranh thủ cơ hội. Mặc dù hoàng tuyển đồ bị hủy, nhưng bây giờ Diệp Thần, và đồ thánh đại hội so sánh, đã tiến bộ rất nhiều, coi như hiện tại linh lực hàng loạt hao tổn, nhưng nếu như hắn muốn liều mạng, phong tinh vẫn coi như 7 vạn nặng vực sâu, cũng chưa chắc có thể ngăn được hắn. Bất quá, liều mạng giá phải trả, chính là Diệp Thần võ đạo căn cơ, rất có thể hoàn toàn bị tổn thương. Chủ nhân, để cho ta tới. Ngay tại Diệp Thần muốn liều mạng thời điểm, huyết long nhưng phi thân ra. Ta tới chân áp vực sâu, các ngươi thoát thân đi ra ngoài. Thiên cương tuyệt mệnh, vĩnh dạ hoang long, chân áp vực sâu. Huyết long gầm thét một tiếng, không cùng Diệp Thần các người phục hồi tinh thần lại, đã hiển hóa ra thần thông, từng luồng hồng mông cổ khí, diễn hóa suốt ngày cương tuyệt mệnh phù, cuối cùng tạo thành giết. Tuyệt, hung, chiến, đấu, tàn, nghịch, 7 chữ to, vần quanh ở huyết long trên mình. Còn có từng tia vĩnh dạ hắc ám khí tức, cũng cùng huyết long thân thể dung hợp. Huyết long đạt được thái cổ tổ long truyền thừa, nguyên thuật tu vi cũng có tương đối thành tựu, có thể nghịch đẩy 33 thiên hồng mông cổ pháp. Hiện tại huyết long hiển hóa ra thiên cương tuyệt mệnh phù, còn có vĩnh dạ hắc ám, đều là hồng mông cổ pháp. Huyết long. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, ngược lại là không nghĩ tới huyết long lại đột nhiên ra tay. Liền thấy huyết long thân thể to lớn, mang ấp úng tinh không và chấn áp thế giới bàng bạc hơi thở, há mồm một tiếng long ngâm, chung quanh vực sâu tai khí nhanh chóng bị đánh tan. Thật dài thân rồng, gắt gao chấn áp tất cả vực sâu tai khí. Còn có từng luồng quý nguồn nước khí, hóa thành nước lũ, tràn vào trong vực sâu, áp chế tai khí đánh vào. Đây là quý nguồn nước phù. Ban đầu đồ thánh đại hội, huyết long giết chết thứ nhất đời thiên tâm kiếm điệp, vậy cướp đoạt đến quý nguồn nước phù, hiện tại thả ra ngoài, cũng có thể thoáng áp chế vực sâu hơi thở. Chủ nhân, các ngươi mau đi ra, mau giết phong tinh vẫn. Huyết long vành mắt hết sức nứt ra, thân thể máu tươi lại mơ hồ cháy, hắn là hợp lại rất toàn bộ linh lực, mới khó khăn lắm chế trụ vực sâu. Nhưng cái này áp chế, cũng không thể kéo dài bao lâu, một khi vực sâu cắn trả, huyết long hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ha ha ha, không biết sống chết, ngươi nho nhỏ một cái nghiệt long, còn mưu toan trấn áp vực sâu. Phong tinh vẫn lạnh giọng cười một tiếng, ở hắn trong mắt, huyết long hoàn toàn là không biết tự lượng sức mình. Những thứ này vực sâu, đều là tâm ma bát lão tự tay chế tạo phù chiếu diễn hóa thành, như tâm ma bát lão đích thân tới, há là huyết long có thể ngăn cản, tối đa nửa nén hương thời gian, huyết long liền phải bị vực sâu cắn trả, hài cốt không còn. Động thủ, giết phong tinh vẫn. Diệp Thần cắn răng, lập tức phi thân giết ra. Hiện tại tất cả vực sâu, cũng tạm thời bị huyết long chế trụ, nhưng là, huyết long tình huống rất nguy hiểm, một khi thời gian trì hoãn nữa, hắn không nhịn được, thì phải rơi vào vực sâu không đáy, liền cặn bã đều sẽ không còn dư lại. Cho nên, Diệp Thần phải mau sớm giải quyết phong tinh vẫn, cứu vãn huyết long đi ra. Diệp Thần thể chất kinh người, mới vừa thi triển huyết nguyệt đồ thiên trảm và tinh hồn trảm hao hết hàng loạt linh lực, nhưng hiện tại đã khôi phục không thiếu, đủ chống đỡ chiến đấu. Già Thiên Ma Đế và Tiêu Thủy Hàn vậy nhanh chóng đi theo ra ngoài, ba người liên thủ giết hướng phong tinh vẫn. Ha ha, phí công vùng vẫy. Trăm yêu luyện hồn đỉnh, cho ta bao phủ. Mà phong tinh vẫn một mặt lãnh khốc, vung tay lên, lau một cái ngất trời yêu khí nổ lên, một tôn to lớn bốn chân đồng xanh đỉnh, từ trong cơ thể hắn bay ra, nhanh chóng trở nên lớn, tựa như hóa thành một cái đại thế giới, đem Diệp Thần ba người, toàn bộ bao phủ đi vào. Đỉnh lớn rơi xuống, yêu khí chấn động. Diệp Thần mở to hai mắt, nhất thời liền thấy, mình đã bị bao phủ vào đồng xanh đỉnh trong thế giới đi, bốn bề toàn bộ là thật dày đồng xanh đồ sộ vách đá, đồ sộ trên vách chạm trổ từng tầng một cổ xưa hoa văn, các loại yêu khí không ngừng chìm nổi. Già Thiên Ma Đế và Tiêu Thủy Hàn cũng bị cự đỉnh bao phủ đi vào. Ta chỉ cần kéo các ngươi nửa nén hương thời gian, cùng vực sâu lại đến, các ngươi nhất định phải chết. Phong tinh vẫn cao cứ ở cự đỉnh trên thế giới không, hăm hở. Hắn rất rõ ràng, Diệp Thần, Già Thiên Ma Đế, Tiêu Thủy Hàn ba người, thực lực cũng tương đương cường hãn, nếu như hắn cứng rắn muốn chém giết, sợ rằng phải trả một cái giá thật là lớn. Lập tức, cao nhất lựa chọn, chính là trì hoãn thời gian, cùng nửa nén hương thời gian sau đó, huyết long không nhịn được, bị vực sâu chiếm đoạt, vô tận vực sâu lần nữa kéo nhau trở lại,
liền có thể đem Diệp Thần các người chiếm đoạt, hắn mượn dùng tâm ma bát lão lực lượng, mượn đao giết người, không phí nhiều sức. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, đầu tiên cẩn thận điều tra cái này cự đỉnh thế giới quy luật, vô luận là không gian quy luật, vẫn là thời gian pháp tắc, đều rất bình thường, không có bị sửa đổi qua. Hiển nhiên, Phong Tinh vẫn không cần chơi những hoa này chiêu, hắn chỉ cần dựa vào thực lực bản thân, kéo nửa nén hương thời gian, thì có thể đại công cáo thành. Ta món pháp bảo này, là yêu đạo chân bảo, trăm yêu luyện hồn đỉnh, ta xem các ngươi nửa nén hương trong thời gian, làm sao chạy khỏi đi ra ngoài. Yêu được thiên hạ, hồng trần kéo dài. Phong Tinh vẫn cặp mắt chớp động, đánh ra từng đạo linh quyết, cự đỉnh trong thế giới, liền vang lên từng cơn thanh âm thê lương, triệu yêu ma quỷ khóc thần gào, bầy yêu loạn vũ. Phong Tinh vẫn chân đạp bát hoang, kêu gọi bầy yêu, yêu tiếng hung ác, từ vô tận hư không bên ngoài bay tới, tất cả đại yêu, rối rít hạ xuống, vây quanh Phong Tinh vẫn, như yêu đạo tôn chủ, lại có lau một cái ngập trời yêu khí bơm vào ở trên người hắn. 33 thiên hồng mông chí bảo, trăm yêu luyện hồn đỉnh. Diệp Thần con người có giúp một cái, nhất thời nhận ra. Phong Tinh vẫn cái này kiện cự đỉnh pháp bảo, chính là 33 thiên hồng mông chí bảo bên trong trăm yêu luyện hồn đỉnh, sau đó bị Thái Thượng Thiên Nữ rèn luyện qua, thành yêu đạo chân bảo, là Thái Thượng 12 chân bảo một trong. Ở trăm yêu luyện hồn đỉnh bên trong, hàm chứa một môn Thái Thượng Đạo Pháp, kêu Thái Thượng Thiên Yêu Đạo. Diệp Thần thiên cơ suy diễn dưới, nhất thời liền cảm thấy, cửa này Thái Thượng Thiên Yêu Đạo, và hắn thiên yêu huyết mạch có to lớn sâu xa. Nếu như có thể luyện thành Thái Thượng Thiên Yêu Đạo, Diệp Thần thiên yêu huyết mạch, tuyệt đối có thể tiến hóa lột xác, tấn thăng thành Thái Thượng Thiên Yêu Thánh Thể. Trong truyền thuyết Thái Thượng Thiên Yêu Đạo, là Thái Thượng Đạo Pháp, vô cùng ảo diệu, nếu như có thể lĩnh ngộ, tự nhiên có thiên đại chỗ tốt. Nếu như thăng cấp, tiến hóa suốt ngày yêu Thánh Thể, vậy Diệp Thần thể chất chỉ sợ sẽ có một cái chất bay vọt. Bất quá hiện tại, trăm yêu luyện hồn đỉnh ở Phong Tinh vẫn trong tay, Diệp Thần muốn thăng cấp, trừ phi trước đem Phong Tinh vẫn giết, cướp lấy trăm yêu luyện hồn đỉnh. Vạn yêu hạ xuống, cũng chết đi cho ta. Phong Tinh vẫn mặt đầy dữ tợn, chân đạp bầy yêu, thân thể bị triệu đại yêu vần quanh, chỗ sâu yêu bên trong, bước chân đạp một cái ra, vô cùng vô tận yêu linh, liền giống như biển khơi giang triều vậy, dâng trào bát hoang, núi lở đất mòn, lại có thể đem toàn bộ cự đỉnh thế giới cũng bao vây. Toàn bộ cự đỉnh bên trong thế giới, rậm rạp chằng chịt, toàn bộ là yêu ma bóng người, các loại yêu khí sôi trào gầm thét, rung động người tâm thần. Thật may hiện tại, Phong Tinh vẫn còn không có lĩnh ngộ Thái Thượng Thiên Yêu Đạo, vậy không lớn như vậy khí vận và thiên phú, có thể luyện thành Thiên Yêu Thánh Thể, nếu không, Phong Tinh vẫn hóa thân Thiên Yêu Thánh Vương, vậy thật vô địch. Thiên ma khói báo động nhận, chém chết. Già Thiên Ma Đế thấy cuồn cuộn yêu ma tấn công tới, một món khói báo động ma khí giết ra, như thần như ngục, hạ xuống vũ trụ, hóa thành một cái cầm khói báo động lưỡi dao sắc bén, như ma hồng bay vút, xoay tròn chém chết, xuyên qua thiên địa, mênh mông tuyệt luân. Cổ Phật Kim Cương Quyền, phá. Tiêu Thủy Hàn vậy ngang nhiên ra tay, quyền mang kim cương sấm sét, Phật quang nổ tung, hãn biển mãnh liệt, thần hồng huy hoàng, như trời Phật hạ xuống, trừ ma vệ đạo, muốn phá giết hết thảy yêu ma. Lục đạo luân hồi, ác quỷ huyền tẫn, kháng khít cửu chuyển. Diệp Thần mắt gặp các loại yêu ma, rối rít tập sát tới, cũng là vận dụng lục đạo luân hồi sức mạnh to lớn, ngạ quỷ đạo và xúc sanh đạo quy luật thiên uy, sáng chói tách thả ra. Tất cả yêu ma, bị Diệp Thần kéo nhập lục đạo luân hồi bên trong đi, đổi thành thành ác quỷ, xúc sinh, cuối cùng biến thành của hắn người làm. Ba người thi triển thủ đoạn, đối kháng Phong Tinh vẫn yêu ma. Phong Tinh vẫn nắm giữ trăm yêu luyện hồn đỉnh, có thể kêu gọi chư thiên đại yêu trợ chiến, vô cùng lợi hại. Bất quá, Diệp Thần ba người cũng không phải người yếu gì, cho dù đối mặt triệu đại yêu tập kích, cũng có thể giữ cho không bị bại. Ha ha ha, quả nhiên có chút con đường. Bất quá đáng tiếc, coi như các ngươi không bị triệu đại yêu giết chết, cuối cùng vẫn là phải bị vực sâu chiếm đoạt. Phong Tinh vẫn phát ra cười nhạt, hắn cho gọi ra triệu đại yêu, mặc dù giết không chết Diệp Thần các người, nhưng muốn kéo nửa nén hương thời gian, hoàn toàn vậy là đủ rồi. Đáng chết! Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, ngắm nhìn bốn phía, trên trời dưới đất, rậm rạp chằng chịt, toàn bộ là hư không đại yêu, đè được người không thở nổi. Muốn ở nửa nén hương trong thời gian, chém chết Phong Tinh vẫn, cứu vãn huyết long, căn bản không có khả năng,
liền một chút cơ hội cũng không khả năng có. Phong Tinh Vẫn, đây chính là còn chân cảnh 6 tầng thiên cao thủ à. Hơn nữa, hắn còn chấp trưởng trăm yêu luyện hồn đỉnh, dựa hết vào món pháp bảo này, hắn liền có thể và Diệp Thần các người, đánh được có tới có lui, đừng nói nửa nén hương chém giết, kết cục có thể hay không giết chết hắn, đều là vấn đề. Đáng sợ hơn phải, Phong Tinh Vẫn còn có một tấm tuyệt đối lá bài tẩy, còn chưa sử dụng, đó chính là luân hồi ma bia. Một khi ma bia hiển hóa, trời mới biết sẽ có kinh khủng dường nào. Bình bịch bịch, vô cùng vô tận yêu ma, điên cuồng liều chết xung phong, thậm chí không tiếc tan rã tự bạo, tạo thành to lớn nổ phá hoại. Diệp Thần chỉ có thể thúc giục nguyên phù, bảo vệ tự thân, tìm cơ hội. Tiêu Thủy Hàn và Già Thiên Ma Đế cũng chỉ có thể bị động phòng thủ, trong thời gian ngắn, căn bản không có phản kích có thể. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, nửa nén hương thời gian, một cái chớp mắt liền đi qua. Chủ nhân, ta không chịu nổi. Cự đỉnh thế giới bên ngoài, truyền tới huyết long tê tâm liệt phế gầm thét. Hiển nhiên, huyết long chống đỡ, đã đến cực hạn. Muốn chân áp thái thượng vực sâu, nơi nào có như thế dễ dàng. Huyết long đem hết toàn lực, áp chế nửa nén hương thời gian, đã tận lực. Huyết long. Diệp Thần lạc giọng kêu to, nội tâm tràn đầy tức giận, lo âu, lo âu. Diệp Thần ánh mắt, tựa hồ xuyên thấu trùng trùng cự đỉnh vách ngăn, xem đến bên ngoài thảm trạng. Vô tận vực sâu vần quanh, hư không mặt đất chôn vùi, huyết long chiếm cứ ở vực sâu bên trên, hơi thở dần dần suy kiệt, từng cục miếng vảy không ngừng đánh mất. Rốt cuộc, huyết long mất đi tất cả lực lượng, phát ra thật dài rên rỉ, thân thể từ không trung rơi xuống, rơi vào phía dưới vô tận vực sâu. Khặc 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 khặc, vực sâu phía dưới, phảng phất có hàng tỷ ác ma, phát ra nhọn cười quái dị, chờ đợi huyết long rơi xuống, phải chiếm đoạt hắn huyết nhục, ăn một bữa thỏa thích. Huyết long bị vực sâu chiếm đoạt, hắn chết. Già Thiên Ma Đế sắc mặt trầm xuống, vậy nhận ra được ngoại giới biến hóa. Huyết long bỏ mình. Tiêu Thủy Hàn gương mặt một hồi chấn động phố, cả người cũng là một hồi run rẩy. Ha ha ha, vậy cái nghiệt long không biết tự lượng sức mình, còn muốn chấn áp vực sâu, hắn chết không có gì đáng tiếc. Đáng đời. Phong Tinh Vẫn ngửa mặt lên trời cười như điên, thấy huyết long rơi xuống vực sâu, cảm thấy vô cùng thoải mái, trong ánh mắt sát khí chảo đáng, nói các ngươi không cần lo lắng, vực sâu rất nhanh trọng lâm, các ngươi vậy muốn chôn theo. Nghe vậy, Diệp Thần cuồng nộ, lớn tiếng gầm thét, lão tử muốn ngươi chết. Oanh! Diệp Thần một quyền đánh ra, dung chuyển núi cao, đánh bể chu vi mấy chục dặm hư không, như hàng tỷ thất liệt mã lao nhanh, sấm sét nguyên phù, canh kim nguyên phù, đều ở đây Diệp Thần trên ra dòng nước chảy, các loại nguyên khí dâng trào cổ động, ngũ tạng lục phủ phát ra thiên cổ giống vậy tiếng sấm, lại phảng phất là tù và kèn hiệu thổi vang, mạnh mẽ được như sao rơi hoa phá trường không, đánh giết bầu trời mặt trời gay gắt. Đây là Diệp Thần dưới cơn giận dữ, mượn các loại nguyên phù, bộc phát ra một quyền, uy thế đặc biệt bá đạo. Chút tài mọn, cũng dám ở ta trước mặt phô trương. Phong Tinh Vẫn nhìn hờ hững, hắn nhìn ra được, Diệp Thần một quyền này mặc dù uy mãnh bá đạo, nhưng dưới cơn thịnh nộ, cương mãnh có thừa, cơ biến chưa đủ, quyền pháp có sơ hở rất lớn. Phá! Phong Tinh Vẫn nhìn chính xác cơ hội, bắt Diệp Thần một cái sơ hở, điểm ngón tay một cái. Một món ma khí như vũ tiễn vậy bắn ra, vừa vặn đánh trúng Diệp Thần khí cơ nhược điểm. Phốc! Diệp Thần ngập trời quyền thế, nhất thời tán loạn, cả người bị một hồi to lớn lực phản chấn, tại chỗ hộc máu. Phịch! Hạ một sát, Diệp Thần thân thể giống như đạn đại bác vậy, trùng trùng rơi xuống đất, trực tiếp đập ra một cái hố sâu, sống chết không biết. Sư phụ! Tiêu Thủy Hàn thấy một màn này, nhất thời tức giận thất sắc. Già Thiên Ma Đế cũng là sắc mặt trầm xuống, huyết long bị vực sâu chiếm đoạt, Diệp Thần mất đi lý trí, mới vừa một quyền quá xung động, chiêu thức không đủ nghiêm mật, bị Phong Tinh Vẫn ung dung tìm được sơ hở, chỉ một cái giết ngược. Dám động sư phụ ta, ta phải đem bằng thây ngươi vạn đoạn. Tiêu Thủy Hàn vành mắt hết sức nứt ra, ánh mắt cơ hồ muốn tích xuất máu, dưới mắt huyết long bị vực sâu chiếm đoạt, Diệp Thần lại bị chỉ một cái giết ngược, thế cục đặc biệt nguy cấp. Sống chết trước mắt, Tiêu Thủy Hàn cuồng như vậy gầm thét, trên mình Phật quang ông minh. Từng vòng Phật quang, từ Tiêu Thủy Hàn trong thân thể bắn ra, toàn bộ ngưng tụ thành một cái sao chữ, cái này sao chữ, tựa hồ hàm chứa cả thế giới quy luật thiên uy, Phật quang ngất trời, lịch sử sông dài,
thiên Phật sông dài, đều ở đây Tiêu Thủy Hàn bên người còn quấn. Sao pháp thật rõ ràng. Tiêu Thủy Hàn gầm thét, một tôn Phật tổ phóng lên cao, hiện lên ở sau ót của hắn, vuông vứt ngồi ngay ngắn, tựa như nguyên thần xuất khiếu. Cái này tôn Phật tổ, thân thể khoan hậu, nhưng gương mặt nhưng là kim cương trừng mắt, hiện ra to lớn dũng khí, chiến lực, uy nghiêm, thậm chí còn có một bộ phục ma cà sa, khoác ở Tiêu Thủy Hàn trên mình. Sao pháp thật rõ ràng, trong truyền thuyết Thái Thượng Thần Thông. Phong Tinh vẫn còn người có giúp một cái, Tiêu Thủy Hàn nhưng mà còn chân cảnh 4 tầng thiên cao thủ, tuyệt đối không thể khinh thường. Hơn nữa, hiện tại Tiêu Thủy Hàn thi triển ra thủ đoạn, vẫn là trong truyền thuyết Thái Thượng Thần Thông, kêu sao pháp thật rõ ràng, là từ Thái Thượng Thiên Phật Đạo bên trong diễn hóa ra tới đại sát chiêu. Một khi sao pháp thật rõ ràng hạ xuống, cái gì yêu ma quỷ quái, cái gì ác linh yêu quái, đều phải tiêu diệt. Phong Tinh vẫn vốn chính là tu luyện ma công, nếu như bị Tiêu Thủy Hàn một trưởng này đánh trúng, sao pháp đánh vào, vậy hắn liền xong đời. Tiêu Thủy Hàn giận đùng đùng giây phút, bộc phát ra toàn bộ Phật Pháp Thiên Uy, đơn giản là thế không thể đỡ. Ma bia hư ảnh, hạ xuống. Ngàn cân treo sợi tóc để gặp, Phong Tinh vẫn vội vàng kêu gọi ma bia. Một món ma bia linh khí, ở Phong Tinh vẫn bàn tay cổn đáng, cuối cùng diễn hóa ra liền một khối đen nhánh bia đá, như Thái Sơn vậy, chắn trước mặt mình. Oanh! Tiêu Thủy Hàn hung hăng một trường, sao pháp thật rõ ràng nghiền ép tới, lại bị bia đá chặn lại. Tấm bia đá này, dĩ nhiên chính là luân hồi ma bia. Luân hồi ma bia, hơi thở đặc biệt khủng bố, thậm chí sản sinh ra ý thức của chính mình. Phong Tinh vẫn khổ khổ rèn luyện mấy chục ngàn năm. Vậy không có thể hàng phục ma bia, đến bây giờ còn trấn áp tại ma hồn thần cung lòng đất. Dưới mắt Phong Tinh vẫn kêu gọi, cũng không phải là ma bia bản thể, mà là một món linh khí hư ảnh. Chỉ là một món linh khí hư ảnh mà thôi, nhưng tản ra lạnh lùng ma uy, như cũ làm người ta nghẹt thở. Tiêu Thủy Hàn một trường cuồng sát, vỗ vào vậy ma trên bia, phát ra nặng nề nổ vang, lại không thể đem ma bia hư ảnh đánh tan, trưởng thế đều bị chặn lại. Cái gì? Tiêu Thủy Hàn nhìn chằm chằm vậy ma bia hư ảnh, ánh mắt nhất thời biến đổi. Hắn luyện thành Thái Thượng Thiên Phật Đạo sau đó, còn lĩnh ngộ ra liền sao pháp chân giải thần thông, đủ để ích dịch vạn ma, nhưng lại không thể phá hỏng luân hồi ma bia ma khí. Trong truyền thuyết luân hồi ma bia, hơi thở chân thực quá thâm hậu, coi như là Thiên Phật Đạo Pháp, đều không thể tan biến. Già Thiên Ma Đế thấy ma bia hư ảnh hạ xuống, cũng là cảm thấy to lớn áp lực, hắn luyện thành Thái Thượng Thiên Ma Đạo. Nhưng trên mình ma khí, lại có thể vậy kém hơn ma bia nồng nặc. Có thể tưởng tượng được, khối này ma bia, hơi thở có bao nhiêu tinh thuần đáng sợ. Vực sâu trọng lâm, tiêu diệt hết thảy địch. Phong Tinh vẫn hai tay liền liền bắt pháp quyết, trong tròng mắt sát ý dâng trào, vững vàng dùng luân hồi ma bia hư ảnh, bảo vệ được thân thể, đồng thời kêu gọi vực sâu tai khí, muốn mượn đao giết người, dựa vào tâm ma bát lão thiên uyên đạo pháp phủ chiếu, đem Diệp Thần, Già Thiên Ma Đế, Tiêu Thủy Hàn ba người chiếm đoạt. Rào, rào, rào. Từng luồng vực sâu tai khí, từ trong thế giới bên ngoài, mãnh liệt chảy vào. Toàn bộ cự đỉnh thế giới, dần dần bao phủ lên tầng tầng vực sâu hơi thở, mặt đất bắt đầu chôn vùi, đỉnh vách đá bắt đầu mơ hồ, chư thiên vạn giới, hết thảy đủ loại, cũng sắp phải bị vực sâu chiếm đoạt chìm ngập. Diệp Thần bị thật sâu đánh rất lòng đất, vậy cảm thấy vô biên vực sâu hơi thở, không ngừng tập sát tới. Ta phải bỏ mạng, và huyết long cùng nhau, đều phải bị vực sâu chiếm đoạt. Diệp Thần ý thức, dần dần mơ hồ, trùng trùng vực sâu tai khí, không ngừng dưới sự xung kích tới, hắn gân cốt cơ hồ đều phải bị nghiền nát. Hống! Ngay tại lúc này, Diệp Thần lại nghe được, ở bên ngoài vực sâu trong thế giới, truyền ra một tiếng kinh thiên long ngâm. Tiếng này long ngâm, mang cuồn cuộn, khoáng đạt, thần thánh, rộng rãi uy nghiêm, thậm chí có thái thượng phép tắc thiên uy. Vô cùng bá đạo. Đây là huyết long ngâm khiếu. Chuyện gì xảy ra? Phong Tinh vẫn thất kinh, nhưng gặp tầng tầng kim quang, ánh chiếu tiến vào cự đỉnh trong thế giới, toàn bộ cự đỉnh thế giới, cũng tràn ngập vô cùng kim quang sôi trào gian, diễn hóa ra liền từng cái thiên long, đặc biệt nguy nga. Thái Thượng Thiên Long Đạo, huyết long dồn vào tử địa, lại có thể lĩnh ngộ Thái Thượng Thiên Long Đạo. Già Thiên Ma Đế nhìn chung quanh kim quang, bắt được từng trận mạnh mẽ thái thượng quy luật chập chờn. Đây là Thái Thượng Thiên Long Đạo thần uy. Huyết long bị vực sâu chiếm đoạt, sắp gặp tử vong,
lại có thể dồn vào tử địa rồi sau đó sinh, lĩnh ngộ Thái Thượng Thiên Long Đạo. Thái Thượng Thiên Long nói, trong truyền thuyết núp ở Vân Lôi Đế Long Châu bên trong đạo Pháp, lĩnh ngộ sau đó, có thể hóa thân Thái Thượng Thiên Long, oai rồng trấn áp vạn cổ, càn quét hoàn vũ, vô cùng lợi hại. Vậy cái huyết long, lại còn không có chết. Phong Tinh vẫn vậy cảm thấy được từng cơn oai rồng tấn công tới, không khỏi cả kinh thất sắc. Con rồng này uy, mang Thái Thượng Đạo Pháp uy áp, làm người ta nghẹt thở. Chủ nhân, tỉnh lại. Diệp Thần mơ mơ màng màng gian, mắt xem sẽ bị vực sâu cắn nuốt, lúc này, lại nghe được huyết long thanh âm. Nhất thời, Diệp Thần tinh thần chấn động, cả người tỉnh hồn lại. Thiên long sức mạnh to lớn, hạ xuống ta thân. Trong sâu thẳm, Diệp Thần phúc tới tâm linh, và huyết long thành lập đồng tình câu thông. Hai người khí huyết tương liên, có thể lẫn nhau mượn lực. Giờ khắc này, đối mặt vực sâu chiếm đoạt, Diệp Thần trực tiếp mượn huyết long lực lượng. Thiên long chi lực, nắm giữ thiên địa. Giờ khắc này, Diệp Thần tựa như trở lại hoa hạ, huyết long hư ảnh vần quanh quanh thân ngày. Diệp Thần trong mắt tinh mang bạo sáng, lập tức đổi được long tinh hổ mãnh, linh khí dư thừa, hơi thở thoáng nhất lưu chuyển, thân thể lập tức có hóa long, từng mảnh miếng vảy, toàn bộ dương ra, mỗi một khối miếng vảy, cũng không biết có bao nhiêu to lớn, mang già dặn lực đạo, còn có hồng hoang hơi thở, tựa như đến từ thái thượng thế giới. Oanh! Diệp Thần thân thể, mãnh liệt bay vút lên ra, coi như là vực sâu tai khí đều không thể những ràng buộc hắn. Mượn huyết long lực lượng, Diệp Thần ngay lập tức hóa long, oai rồng bá đạo hung mãnh. Thật dài thân rồng, chiếm cứ trời, quan sát phàm trần. Một phiến mảnh màu máu miếng vảy, mang mãi mãi uy áp, như muốn nghiền ép tinh không. Phong Tinh Vẫn, ngày cuối cùng của ngươi đến. Diệp Thần gắt gao nhìn chằm chằm Phong Tinh Vẫn. Hai con rồng tu đón gió run run, còn có hắn miếng vảy, toàn bộ dương ra, đặc biệt là cổ nghịch lân, rào rào vang động trước, không ngừng mở ra. Truyền thuyết bên trong, long có nghịch lân, tiếp xúc phải giết. Thái Thượng Thiên Long nghịch lân, lại là không thể đụng chạm. Nghịch lân lộn, tượng trưng cho Diệp Thần lực lượng, bắt đầu tức giận, gầm thét, cuồng bạo, thành bội tăng vọt, khủng bố tới cực điểm. Phong Tinh Vẫn đủ loại cử động, đã hoàn toàn chọc giận Diệp Thần. Giờ khắc này, Diệp Thần mượn dùng huyết long thiên long đạo pháp, hóa thân là long, nghịch lân lộn, hiển lộ ra uy nghiêm. Thái Thượng Thiên Long Đạo, không thể nào, cái này không thể nào, ngươi làm sao cũng lĩnh ngộ Thái Thượng Thiên Long Đạo. Phong Tinh Vẫn hoàn toàn bối rối, mới vừa hắn cảm giác được, bên ngoài huyết long tựa hồ còn không có chết, thậm chí lĩnh ngộ Thái Thượng Thiên Long nói, muốn nghịch thiên xoay ngược lại. Bất quá, huyết long rơi vào vực sâu. Coi như lĩnh ngộ thiên long đạo pháp, trong chốc lát cũng không thể bay ra ngoài, càng không thể tiến vào trăm yêu luyện hồn đỉnh thế giới bên trong, tạm thời uy hiếp không được Phong Tinh Vẫn. Nhưng hiện tại, liền Diệp Thần cũng hiển hóa ra thiên long đạo pháp, hóa thân thành thái thượng rồng thần, cả người cuồng bạo, mới vừa lực lượng mạnh bộc phát ra, tựa như sắt thép bị nghiền nổ, nổ ra kinh khủng kim loại phá hoại, kim loại cảm nhận, hiển hiện ra chân chính lực lượng bá đạo. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Huyết long lĩnh ngộ thiên long đạo pháp, Diệp Thần vậy ngay tức thì mạnh mẽ, Phong Tinh Vẫn hoàn toàn không thể hiểu. Phong Tinh Vẫn tự nhiên không biết, Diệp Thần và huyết long tâm ý tương thông, có thể lẫn nhau mượn lực. Cái này nhất thế, huyết long chính là Diệp Thần lớn nhất lá bài tẩy. Cái này một tí, huyết long thiên long đạo pháp, toàn bộ ở Diệp Thần trên mình hiển hóa, Diệp Thần oai rồng dọn ra, một cái long chảo, huy hoàng lóa mắt. Như muốn bắt mặc tinh không, quay đầu chụp vào Phong Tinh Vẫn thiên linh cái. Nhất thời, Phong Tinh Vẫn cảm thấy da đầu tê dại, cả người đều run rẩy. Mặc dù, Phong Tinh Vẫn là còn chân cảnh 6 tầng thiên cao thủ, nhưng hiện tại, Diệp Thần mượn huyết long lực lượng, thiên long đạo pháp hiển hóa, nhân long hợp nhất, hóa thân thái thượng rồng thần, coi như là Phong Tinh Vẫn, cũng không thể ngăn cản. Xuy xuy xuy, Diệp Thần long chảo, không ngừng biến dạng hư không. Dù sao cũng tầng không gian, không ngừng nổ tung, toàn bộ cự đỉnh thế giới, cũng đang lay động, đều ở đây chấn động, chung quanh tất cả yêu ma, toàn bộ phát ra tuyệt vọng gào khóc, ở Diệp Thần oai rồng chấn nhiếp, hoàn toàn nghiền, tiêu tán vô hình. Thằng nhóc, ngươi lại có thể lợi hại như vậy. Thật may, ta có ma bia nơi tay, ngươi coi như lại nghịch thiên, cũng không phải ta địch thủ. Ngày hôm nay sẽ để cho ngươi xem, cái gì gọi là ma đạo chính tông. Vạn giới ma môn, mở.
Phong Tinh vẫn mắt xem Diệp Thần long chảo, quay đầu đánh tới, vậy cảm thấy nguy hiểm kinh khủng. Nếu như bị Diệp Thần một móng vuốt đánh trúng, vậy hắn chết chắc, không có chút nào sống sót có thể. Mượn huyết long lực lượng, Diệp Thần hóa thân thái thượng rồng thần, một chảo này tử liền tinh thần đều có thể ung dung bóp vỡ, hoàn toàn không phải là người có thể ngăn cản. Sống chết trước mắt, Phong Tinh vẫn toàn lực thúc giục ma bia. Ma hồn thần cung lòng đất, tựa hồ có vật gì, kịch liệt chấn động một tí, thả ra vô cùng vô tận ma khí. Những thứ này ma khí, hệt như triều thủy vậy dâng trào tới. Phong Tinh vẫn trước mặt, tòa kia ma bia hư ảnh, hoàn toàn tan rã bể, sau đó diễn hóa ra một tôn khổng lồ ma môn. Cái này tôn ma môn, chừng 3.000 trượng cao, phía trên rậm rạp chằng chịt, hiện đầy từng viên ma nhãn, không ngừng lóe lên, chừng 100.000 viên, hiển hóa ra vạn giới ma khí. 3.000 trượng cao ma môn, 100.000 viên ma nhãn, đây là lợi dụng ma bia linh khí, thúc dục hóa ra kêu gọi cửa. Diệp Thần liền thấy rõ, cái này tôn vạn giới ma môn, một ngưng tụ ra, liền ầm ầm mở ra, bên trong là vừa nhìn vô tận thế giới, ở mảnh thế giới này bên trong, ùn ùn kéo đến, hiện đầy tất cả loại thiên ma, tất cả loại ma đầu, đông nghịt một phiến, như thủy triều cuồng trào ra. Phong Tinh vẫn lợi dụng ma bia, lại có thể cho gọi ra quần ma, vô số là máu thực cốt đại ma đầu, cuồn cuộn chen chúc, hạ xuống. Tất cả ma thần, ba đầu sáu tay, trên thân thể từng hạt tròn ánh mắt hiển hóa, chớp động ma quang, giơ tay nhấc chân gian, có thế giới phép tắc uy lực đang lưu chuyển, ý chí cường đại rung động thiên địa, đánh lén nhật nguyệt. Lại có thể gọi về như thế nhiều ma đầu. Già thiên ma đế ngắm nhìn bốn phía, cho dù hắn luyện thành thái thượng thiên ma đạo, thấy chung quanh ùn ùn kéo đến thiên ma, vậy cảm thấy một hồi hoảng sợ. Phong Tinh vẫn lợi dụng ma bia hơi thở, kêu gọi vạn giới quần ma hạ xuống, số lượng sợ rằng vượt qua dù sao cũng. Như vậy thiên ma, rậm rạp chằng chịt, bày khắp toàn bộ cự đỉnh thế giới, cũng không ngừng hấp thu trăm yêu luyện hồn đỉnh linh khí, thân xác thậm chí xảy ra lột xác, ở sau lưng diễn hóa ra một đôi yêu dực. Dài yêu dực thiên ma, ở trong hư không quanh quẩn vặn cổ, muốn hủy diệt chiếm đoạt hết thảy kẻ địch. Luân hồi chi chủ, có thể ép ta đến tình cảnh này, người vậy coi là chết được kỳ sở. Phong Tinh vẫn gương mặt, hơi trắng bệch. Mãnh liệt thúc giục ma bia, kêu gọi vạn giới quần ma, Phong Tinh vẫn vậy hao hết to lớn linh khí, thân thể một hồi lay động. Thất sát vạn nha bình. Mắt gặp chư thiên vạn ma, rối rít đánh tới, già thiên ma đế sử dụng thất sát vạn nha bình, gọi ra từng cái quạ đen, bảo vệ thân thể. Tiêu Thủy Hàn vậy mở Phật Pháp thật rõ ràng, từng tầng một Phật quang bảo vệ tự thân. Mà Diệp Thần, đối mặt đầy trời bay lên trời yêu ma, nhưng là nghiêm nghị không sợ, cười lạnh một tiếng, nói, ha ha, nếu như ngươi có thể hoàn toàn nắm trong tay ma bia, có lẽ ta sẽ có chỗ kiêng kỵ, nhưng tiếc là, ngươi tu vi còn chưa tới nhà, chính là thiên ma, hà túc đạo tai. Thái thượng thiên long, vạn vật hóa long, cho ta trấn áp. Diệp Thần long chảo cầm gộp lại. Từng cây một chỉ móng chấn động, bắn ra dù sao cũng đạo thần thánh ánh sáng, hiển hóa ra nhất trọng trọng long khí. Vô cùng vô tận long khí, giống như cuồn cuộn nước lũ vậy, không ngừng thả ra ngoài, chung quanh ma khí, bị long khí dính, lại có thể ngay tức thì, biến thành từng cái màu vàng kim rồng thần, bị hoàn toàn hóa rồng. Ở cự đỉnh trong thế giới, từng bụi cây cối, từng hạt tròn đá, được Diệp Thần long khí dính, vậy hóa thành rồng thần. Long một trong chữ. Hồng hoang chí tôn, chư thiên sinh linh, long tính trong người, vạn vật hóa long, quy theo thái thượng. Từng tiếng vang dội ngâm sướng, ở Diệp Thần trong miệng tản ra, trên người hắn linh khí, mang theo đặc biệt nồng nặc sức cảm hóa. Vậy chư thiên vạn ma, chen chúc tới, dính đến Diệp Thần long khí, lại có thể ngay lập tức, ma khí cởi hết, dài ra vảy rồng, sừng rồng, long chảo, biến thành một con thần long. Cái gì, ngươi lại có thể đem ta kêu gọi thiên ma? Toàn bộ độ hóa là long. Phong Tinh vẫn nhìn trước mắt một màn, hoàn toàn rung động. Một màn này, đặc biệt làm người ta khiếp sợ, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thần tựa như hóa thân vạn đạo long tổ, bất kỳ sinh linh, một dính đến hắn hơi thở, cũng sẽ lập tức biến hóa, lột xác thành một con thần long. Vô luận là sơn xuyên con sông, con kiến hôi con bướm, mãnh hổ sư tử, vẫn là thiên ma yêu quái, chỉ cần dính liền Diệp Thần long khí. Cũng ngay tức thì diễn hóa là long. Hình ảnh này, chân thực quá nguy nga, toàn bộ cự đỉnh thế giới, tất cả sơn hà đều biến mất,
toàn bộ biến hóa là long. Còn có vậy vô số thiên ma, chiếm cứ ở trên trời, một dính liền long khí, rối rít hóa long, như vết dầu loang càng cút càng khủng bố, vô số thiên ma rối rít biến hóa, từ ma đầu biến thành rồng thần. Trăm nghìn rồng thần, triệu rồng thần, dù sao cũng rồng thần. Đến cuối cùng, tất cả thiên ma, toàn bộ hóa long, phát ra lanh lảnh long ngâm, động trời gầm thét, trong tròng mắt đều mang thành kính thần sắc cung kính, ngưỡng mộ trước Diệp thần, sùng bái Diệp thần, tựa như Diệp thần chính là vạn đạo long tổ, thống ngự chư thiên hết thảy tồn tại. Phong Tinh vẫn hoàn toàn nghẹt thở, nơi nào nghĩ đến sẽ có biến cố lớn như vậy. Không thể nào, cái này không thể nào. Coi như là Thái Thượng Thiên Long nói, cũng không có vạn vật hóa long như thế bá đạo thủ đoạn à. Phong Tinh vẫn hoàn toàn không dám tin tưởng, trong phảng phất, hắn cảm thấy mình ra, cũng ở đây lửa đốt đau, tựa hồ cũng phải sinh ra vảy rồng. Cảm thấy được một màn này, Phong Tinh vẫn vạn phần hoảng sợ, vội vàng cắn chót lưỡi, một vòi máu tươi hòa lẫn đau nhức, kích thích tinh thần, để cho mình khôi phục thanh tỉnh, không chịu long khí dính. Trước mắt cự đỉnh thế giới, đã hoàn toàn thất thủ, bị rồng thần chiếm cứ. Mà Diệp thần, chính là khổng lồ nhất rồng thần, như vạn đạo long tổ, uy sắp chư thiên, bá đạo tới cực điểm. Không nghĩ tới sao, Phong Tinh vẫn, người cuối cùng phải chết ở ta trên tay. Diệp thần tuét miệng cười một tiếng, nghịch lân rào 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 chuyển động, oai rồng xâm nghiêm vô địch. Nếu như là người bình thường, lĩnh ngộ Thái Thượng Thiên Long nói, tự nhiên không thể nào nắm giữ vạn vật hóa rồng thần thông. Nhưng là, huyết long thể chất đặc biệt đặc thù, có thể hoàn mỹ và Thái Thượng Thiên Long đạo dung hợp, thậm chí diễn hóa ra đủ loại nghịch thiên thần thông. Ban đầu huyết long lấy được Thái Cổ Tổ Long truyền thừa, liền định trước trở thành vạn đạo long tổ, hiện tại lĩnh ngộ Thái Thượng Thiên Long nói, huyết long có thái thượng phép tắc bơm vào, gần như nghịch thiên. Diệp thần mượn dùng huyết long lực lượng, vậy bạo phát ra động trời thần thông, ngón này vạn vật hóa long, độ hóa chư thiên hết thảy tồn tại. Bất kể là thiên ma vẫn là con kiến hôi, bất kể là tinh không vẫn là đá, thậm chí là hư vô nguyên khí, cũng toàn bộ hàng phục là long, đơn giản là chấn động thước vạn cổ, dung chuyển vũ trụ kinh thế thủ đoạn. Tinh hồn chảm, cho ta chết. Diệp thần ánh mắt sắc bén, long chảo hung hăng nghiền đánh tiếp, móng vuốt chấn động gian, từng luồng ánh sao diễn hóa thành kiếm khí, tinh hồn chảm hung hăng rơi xuống, như muốn tan vỡ chư thiên. Phong Tinh vẫn gắt gao trợn to hai mắt, tràn đầy tuyệt vọng. Cái này một tí, hắn là không có cách nào lại ngăn cản. Diệp thần hóa thân Thái Thượng Thiên Long, đã là vô địch, không phải người phàm có thể ngăn cản. Luân hồi chi chủ, người muốn giết ta, ta muốn cùng ngươi lấy mạng đổi mạng. Sinh mạng cuối cùng, Phong Tinh vẫn phát ra tê tâm liệt phế gầm thét. Ma hồn thần cung, chư thiên trận pháp, toàn bộ thúc dục, hủy diệt sơn hà, ngọc đá cùng vỡ. Nhất trọng trọng ấn quyết. Từ Phong Tinh vẫn trong tay lật lên. Trong nháy mắt, Phong Tinh vẫn hơi thở câu thông ngoại giới ma hồn thần cung. Cả tòa cự đỉnh, hoàn toàn than xúc, đổi trở về một cái phổ thông đồng xanh đỉnh. Diệp thần các người thấy rõ, toàn bộ thế giới lòng đất cũng hoàn toàn chấn động. Phong Tinh vẫn sắp chết vùng vẫy, lại muốn ngọc đá cùng vỡ, thúc giục ma hồn thần cung bên trong, tất cả đại trận. Phải biết, lòng đất các loại ma trận, cốt lõi nhất. Toàn bộ bố trí ở ma hồn thần cung bên trong, những thứ này ma trận năng lượng mạnh, liền thái thượng trà thụ đều không thể nhạt đi, uy lực kinh người. Hiện tại, Phong Tinh vẫn vượt quá muốn thúc giục tất cả ma trận, còn muốn chi nhiều hơn thu tất cả ma khí, toàn bộ nổ, phải đem Diệp thần các người toàn bộ nổ chết. Cả tòa ma hồn thần cung, bắt đầu sụp đổ bạo diệt, vô số đại trận nổi lên, bốn phía hư không linh khí tại chỗ nổ tung, phong lôi nước lửa, điện mang băng phách. Kim mộc đất quang, long hổ phượng hoàng đợi một chút, vô cùng khí tượng, vô cùng trận pháp thật rõ ràng, cũng hiện ra, thậm chí còn có kiếm khí nổ bắn ra, vô cùng phép tắc nghiền ép, tựa hồ muốn tiêu diệt chư thiên. Phong Tinh vẫn đây là đang hủy diệt. Hắn biết mình sẽ chết, cũng phải đem luân hồi chi chủ kéo xuống địa ngục. Diệp thần nhìn vậy vô tình vô tận hủy diệt khí tượng, trong mắt cũng là hiện lên vẻ sát ý. Hắn thật vất vả chuyển thế một lần. Hắn có thể không muốn chết ở một cái trộm mình mộ, trộm mình cốt người trên tay. Diệp thần nhớ ra cái gì đó. Thiên thú diệt. Một khắc sau, một đạo cự thú và huyết long hư ảnh, ở Diệp thần sau lưng chớp mắt, liền biến thành một đạo cột sáng. Diệp thần giờ phút này cảm giác tay cầm vô tận cự lực,
gầm nhẹ một tiếng nói tinh hồn chạm. Lần này, sát kiếm trên ánh sao, so với trước đó sáng gấp mấy lần, Diệp Thần cũng là đem trong cơ thể tích góp được một chút huyền linh lực hoàn toàn bơm vào đến sát kiếm bên trong. Thoáng qua tới giữa, một đạo cực kỳ chói mắt ngân hà chính là đánh tới Phong Tinh Vẫn. Phong Tinh Vẫn thi triển thủ đoạn như vậy, chính là thời điểm suy yếu nhất. Chỉ cần Phong Tinh Vẫn chết, bọn họ liền có thể còn có cơ hội. Phốc xích, ở ma hồn thần cung tất cả ma trận, toàn bộ đưa tới ngay tức thì. Diệp Thần tinh hồn chạm vậy đánh trúng Phong Tinh Vẫn, trực tiếp đem Phong Tinh Vẫn thân thể, chém thành hai nửa, liên quan thần hồn cùng chém chết. Luân hồi chi chủ, người giết chết ta, nhưng người ngày hôm nay, cũng phải táng thân ở chỗ này, ta bố trí mấy chục ngàn năm, người ép ta, tối đa mọi người cùng nhau chết. Phong Tinh Vẫn tuét miệng cười một tiếng, sinh mạng biến mất, hoàn toàn trở thành thi thể. Nhưng là, hắn đã dẫn phát tất cả ma trận, đủ để cho Diệp Thần chôn theo. Ban đầu cướp lấy ma bia, trộm đào Diệp Thần đạo cốt, Phong Tinh Vẫn cũng đã đang bố trí, để phòng Diệp Thần trả thù thủ giết. Vì cái này bố trí, hắn bố trí không biết nhiều ít ma trận nổ lên, tất cả ma hồn thần cung đệ tử, đầu tiên thành hiến tế nguyên liệu, từng cái bị ma trận chiếm đoạt, phát ra kêu thảm thiết, chuyển hóa thành năng lượng. Oanh! Từng cái ma trận, lấy được năng lượng to lớn chống đỡ, bộc phát ra kinh khủng hơn hơi thở, thậm chí liền sâu trong lòng đất cũng đang lay động, rõ ràng lấy được ma bia linh khí bơm vào. Những thứ này ma trận, hạch tâm là dùng ma bia thúc giục, lực sát thương dị thường đáng sợ. Một đoàn màu đen gió bão, so gió bão nguyên phù còn đáng sợ hơn, ở trong hư không xoay tròn. Còn có một đoàn quang minh lửa cháy mạnh, không ngừng diễn hóa ra chư thiên thần linh, kim giáp chiến thần khí tượng. Còn lại, ngân hà ngút trời, ma diễm cuồn cuộn, sấm sét lóe lên, sét đánh gầm thét, vô cùng vô tận tiếng sấm, liền tựa như đạn pháo liên châu tựa như, muốn oanh tạc kẻ địch. Còn có ngập trời cát vàng, cuồn cuộn phun trào, đông lại đại địa tinh hoa, đầy trời gió cát bạo động. Diệp Thần trong mắt nơi gặp, chính là vô số đại trận. Thuộc tính mỗi người không giống nhau, kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi quang ám vân. Vân một cần phải đều đủ, hòa lẫn cuồn cuộn ma khí, diễn hóa ra muôn vàn khí tượng, chân chính bao la vạn vật, làm người ta rung động. Trong thoáng chốc, Diệp Thần các người đều bị một trận pháp trọng trọng, vây lại. Sư phụ, làm thế nào? Tiêu Thủy Hàn vội vàng đến gần đến Diệp Thần bên người, nhìn trước mắt vô cùng vô tận trận pháp tập sát tới, hắn sắc mặt cũng là một hồi ngưng trọng. Đừng hoảng hốt, các ngươi bảo vệ tốt huyết long, ta để ngăn cản. Diệp Thần ánh mắt bình tĩnh, cũng không có hốt hoảng, nhanh chóng phán đoán rõ ràng thế cục. Những thứ này đại trận vô cùng lợi hại, coi như tập hợp Diệp Thần, Tiêu Thủy Hàn, Già Thiên Ma Đế ba người lực lượng, sợ rằng đều không thể hoàn toàn ngăn trở, tuyệt đối sẽ có người hy sinh. Hơn nữa hiện tại, huyết long hơi thở đặc biệt suy yếu, mất đi sức chiến đấu, nhất định phải bảo vệ hắn. Lúc này, theo Phong Tinh Vẫn chết đi, tất cả vực sâu tai khí cũng hoàn toàn biến mất. Huyết long thân thể, hiện lên trên đất, 10 phần suy yếu nằm ngang trước, từng cục vảy rồng cũng mất đi ánh sáng. Huyết long mặc dù lĩnh ngộ Thái Thượng Thiên Long nói, gân cốt lột xác, nhưng mới vừa mượn lực cho Diệp Thần, hắn hao phí quá lớn, cần nghỉ ngơi. Cùng nghỉ ngơi kết thúc, huyết long linh khí khôi phục, lột xác thành Thái Thượng Thiên Long hắn, đem sẽ toát ra chấn động thước vạn cổ trói lọi. Nhưng vấn đề là, hiện tại huyết long còn đặc biệt yếu ớt, đối mặt các loại ma trận tập sát, tùy thời đều có rơi xuống nguy hiểm. Chú ý! Già Thiên Ma Đế một bước ra, bảo vệ ở huyết long trước mặt, từng luồng khói báo động ma khí ngưng tụ thành vòng bảo vệ, ngăn cản chung quanh ma trận đánh vào. Đa tạ! Huyết long trong mắt mang một chút đục ngầu, hắn mới vừa cưỡng ép chân áp vực sâu, cắn trả quá nặng, mượn nữa lực cho Diệp Thần, hiện tại đã mệt lả. Sau này muốn thi triển như vậy, cũng rất khó. Không có sao. Già Thiên Ma Đế một mặt ngưng trọng, trước mắt ma trận cuồn cuộn, ùn ùn kéo đến, từng tầng một xen lẫn, muốn phá đánh ra, sợ rằng khó hơn lên trời, nhất định phải tìm biện pháp khác. Tiêu, người cũng đi qua bảo vệ huyết long, nơi này ma trận, giao cho ta. Diệp Thần nắm quả đấm một cái, chiến ý sôi sục. Sư phụ, người có biện pháp. Tiêu Thủy Hàn rất khiếp sợ. Trước mắt ma trận số lượng như thế nhiều, hơi thở như thế đáng sợ, chẳng lẽ Diệp Thần còn có cái gì ngăn cản biện pháp? Phải biết,
Cho dù là Tiêu Thủy Hàn cái này còn chân cảnh 4 tầng thiên cao thủ, đối mặt như thế nhiều trận pháp, cũng là bó tay. Diệp Thần nhếch mép, ánh mắt nhưng nhìn về một bên Võ Khúc Đại Đế. Võ Khúc Đại Đế còn ngồi xếp bằng ở trên đất chữa thương, đỉnh đầu lơ lửng một đoạn luân hồi đạo cốt. Các loại ma trận, cuồn cuộn trào giết, nhưng lại có thể không có tổn hại Võ Khúc Đại Đế. Vậy đoạn luân hồi đạo cốt, thả ra sáng chói chói lọi, tựa như hình thành một tầng kết giới, bảo vệ hắn. Hiển nhiên, luân hồi huyết mạch bao trùm chư thiên, liền nơi này ma trận, cũng không dám tổn thương. Bởi vì những thứ này ma trận, là dùng ma bia thúc dục, mà ma bia cũng không dám xúc phạm luân hồi uy nghiêm. Diệp Thần luân hồi huyết mạch còn không hoàn toàn hồi phục, tạm thời vẫn không thể miễn dịch ma trận, nhưng nếu như hắn có thể đoạt lại kiếp trước đạo cốt, tình huống kia lại bất đồng. Võ Khúc Đại Đế, đạo cốt trả cho ta. Diệp Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm Võ Khúc Đại Đế, lên tiếng nói. Võ Khúc Đại Đế cảm thấy được Diệp Thần ánh mắt, nhất thời trong lòng run lên, rợn cả tóc gáy. Thời khắc này Diệp Thần, khí thế đặc biệt kinh khủng, thiên long đạo pháp dần dần nhạt đi, nhưng Diệp Thần bàn tay, phảng phất là rồng thần móng vuốt, đỉnh đầu cũng có cao ngất sừng rồng, uy thế đặc biệt ác liệt. Đáng sợ hơn phải, Diệp Thần mới vừa độ hóa thiên ma, đem phong tinh vẫn kêu gọi ma đầu, toàn bộ biến thành rồng thần chiếm cứ vô cùng thời không, còn quấn hắn thân thể, hắn giơ tay nhấc chân gian, đều có nổ tung oai rồng bạo bắn ra, chấn áp người tâm thần. Được, luân hồi chi chủ, thật là lớn uy phong. Hôm nay là ngươi thắng, ta Võ Khúc Đại Đế, tâm phục khẩu phục. Cái này một chặn đường cốt, vẫn còn cho ngươi, chúng ta ân oán thanh toán xong, sau này ngươi không nên tìm ta trả thù. Võ Khúc Đại Đế ánh mắt lóe lên, rất dứt khoát, đáp ứng trả lại luân hồi đạo cốt. Hiện tại phong tinh vẫn đã chết, nguyên hung đã trừ, Võ Khúc Đại Đế tội nghiệt thật to giảm bớt, không cần phải dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Hơn nữa ngoan ngoãn trả lại đạo cốt, cũng có thể chấm dứt nhân quả, sau này Diệp Thần không biết tìm hắn trả thù. Mặc dù, nếu quả thật muốn động thủ, Võ Khúc Đại Đế tuyệt đối không phải bây giờ Diệp Thần địch thủ. Nhưng hiện tại, Diệp Thần đối mặt muôn vàn ma trận tập sát, hơn nữa ma bia còn không tìm được, không thể lãng phí quá nhiều khí lực. Cho nên, Diệp Thần chẳng muốn sẽ cùng Võ Khúc Đại Đế tranh đấu. Chỉ cần Võ Khúc Đại Đế chịu ngoan ngoãn trả lại đạo cốt, không muốn lại cho Diệp Thần ngáng chân, Diệp Thần vậy nguyện ý thả qua hắn. Võ Khúc Đại Đế đầu óc đặc biệt thanh tỉnh, tự nhiên sẽ không lại ngu xuẩn đến và Diệp Thần là địch. Vèo! Ngay tức thì, Võ Khúc Đại Đế đứng dậy, bay đến xa xa, ở luân hồi đạo cốt dưới bảo vệ, cũng không có ma trận thương tổn tới hắn. Xa xa trốn tới ma trận hơi thở ra, Võ Khúc Đại Đế xác định mình an toàn, lại trở tay ném một cái, đem đạo cốt ném cho Diệp Thần, nói, luân hồi chi chủ, cáo từ. Nói xong, Võ Khúc Đại Đế bóng người, hoàn toàn ẩn nhập hắc ám biến mất. Suy! Vậy một chặn đường cốt, mang chói mắt chói lọi, phóng tới. Bót! Diệp Thần vững vàng tiếp lấy, nhìn Võ Khúc Đại Đế thân ảnh đi xa, ánh mắt một hồi lóe lên. Hiện tại Diệp Thần và Võ Khúc Đại Đế nhân quả coi như là thanh toán. Từ nay về sau, Diệp Thần sẽ không lại đi tìm hắn trả thù. Nhưng Võ Khúc Đại Đế, là hại chết Hiến Trường Ca phản đồ, sau này Tham Lang Đại Đế cùng Thánh Đồ, muốn báo thù, Diệp Thần là sẽ không quản. Lần nữa đoạt lại luân hồi đạo cốt, Diệp Thần lòng bàn tay tới giữa, chợt cảm thấy một hồi ấm áp. Cái này một đoạn xương, tựa như một đoạn noãn ngọc, ấm áp. Diệp Thần cảm thấy từng luồng luân hồi hơi thở, sáu đạo linh khí, không ngừng cút trào tới. Khối này luân hồi đạo cốt, phía trên có kiếp trước luân hồi chi chủ lưu lại quy luật, Diệp Thần một bắt vào tay, liền cảm thấy cái này đoạn xương, phảng phất là thân thể mình một phần chia, hiện tại hoàn bích quy triệu, vật quy nguyên chủ. Nếu như có thể hoàn toàn dung hợp cái này chặn đường cốt, ta tu vi, hẳn có thể lần nữa đột phá chứ. Diệp Thần nghĩ ngợi, trong lòng một hồi kích động. Lúc này, chung quanh nhất trọng trọng ma trận phảng phất có linh tính, vừa cảm thụ đến Diệp Thần hơi thở, cũng nhanh chóng lui về phía sau, không công kích nữa hắn. Diệp Thần cầm trong tay luân hồi đạo cốt, tựa như bao trùm chư thiên, hết thảy tà ma cũng không dám tổn thương. Tiêu Thủy Hàn và Già Thiên Ma Đế thấy một màn này, đều có điểm ngây dại. Trong truyền thuyết luân hồi quy luật, quả nhiên là mạnh mẽ. Thủy Hàn, Ma Đế tiền bối, ta hộ tống các ngươi đi ra ngoài.
bảo vệ tốt huyết long, thuận tiện giúp ta thu phục bụi cây kia thái thượng trà thụ thụ yêu. Tiếp theo, ta muốn đích thân đi cướp lấy luân hồi ma bia. Diệp thần nhanh chóng quyết đoán, luân hồi ma bia còn chôn ở ma hồn thần cung chỗ sâu, hẳn là ở một phiến cấm địa dưới lòng đất. Hiện tại phong tinh vẫn trước khi chết, mở ra tất cả ma trận, nơi này cục diện quá nguy hiểm, rất dễ dàng thương tổn tới huyết long. Diệp thần không muốn để cho huyết long xảy ra chuyện, cho nên, phải mau sớm đem huyết long đưa đi. Luân hồi đạo cốt, biến dạng hư không. Diệp thần quát lên một tiếng lớn, sử dụng luân hồi đạo cốt, rất miễn cưỡng ở trùng trùng ma trận khốn khóa hạ, mở ra một cái hư không đường hầm. Điều này hư không đường hầm, hiện đầy từng luồng kim quang, sáu đạo hơi thở nồng nặc khoáng đạt, các loại tà khí không thể xâm nhiễm. Sư phụ, ta tin tưởng ngươi quyết đoán. Tiêu Thủy Hàn quyết định thật nhanh, lập tức mang huyết long bước lên lối đi. Mặc dù, Tiêu Thủy Hàn rất muốn lưu lại, và Diệp Thần sóng vai tác chiến, nhưng là, hắn càng tin tưởng Diệp Thần quyết định. Nếu Diệp Thần quyết định một người lưu lại, tự nhiên có đạo lý của hắn. Trước mặt đường, chân thực quá nguy hiểm, hơn một người, ngược lại có thể hơn một phần hỗn loạn. Thằng nhóc, chính ngươi cẩn thận một chút, ta sẽ bảo hộ tốt huyết long. Già Thiên Ma Đế thật sâu nhìn Diệp Thần một mắt, vậy bước lên hư không đường hầm. Ở hai người bước lên đường hầm ngay tức thì, chung quanh vô cùng ma trận, liền đột nhiên nổ. Phong Tinh vẫn trước khi chết thủ đoạn, không chỉ là thúc giục ma trận, còn muốn nổ. Cái này một tí, tất cả ma trận rốt cuộc nổ, vô cùng ma khí nổ thành một đoàn đoàn mây hình nấm, không ngừng mãnh liệt, uy thế đặc biệt đáng sợ. Tiêu Thủy Hàn và Già Thiên Ma Đế thấy một màn này, nhất thời kinh hãi. Diệp thần luân hồi đạo cốt, chỉ có thể phòng bị ma trận tập sát, có thể phòng bị không được nổ. Hiện tại tất cả ma trận, toàn bộ nổ tung, bất kể là cái gì luân hồi chi chủ, đều là không khác biệt giết chết. Diệp thần rơi vào trùng trùng nổ bên trong, cho dù có luân hồi đạo cốt, lại như thế nào có thể ngăn cản. Luân hồi đạo cốt, bảo vệ ta chân linh. Trăm yêu luyện hồn đỉnh, cho ta thu phục. Diệp thần cũng không hoảng hốt, tựa như những thứ này ma trận nổ, đều ở đây hắn ý liệu bên trong. Vù vù. Diệp thần bắt pháp quyết động một cái, bàn tay một chiêu, vậy tôn trăm yêu luyện hồn đỉnh, xoay tít xoay tròn, thu nhỏ lại thành ba tấc lớn nhỏ, rơi vào bàn tay hắn bên trong. Trăm yêu luyện hồn đỉnh, vốn là phong tinh vẫn pháp bảo, hiện tại phong tinh vẫn chết đi, pháp bảo này mất đi chủ nhân, Diệp thần liền có thể nhận lấy, luân hồi huyết mạch phát động, lập tức xóa sạch phía trên còn sót lại dấu vết. Chỗ tòa này trăm yêu luyện hồn đỉnh, hoàn toàn thuộc về Diệp thần tất cả. Tầng tầng ma trận, ở Diệp thần thân thể chung quanh không ngừng nổ, nổ vang lớn, chấn động được Diệp thần lỗ tai ông ông tác hưởng, thân thể mơ hồ có loại bị chấn bể cảm giác. Nếu như không phải là có luân hồi đạo cốt bảo vệ cùng với khủng bố sinh mệnh lực, Diệp thần sợ rằng đã bị vỡ nát. Đối mặt đáng sợ như vậy nổ, Diệp thần nhưng là chút nào không hoảng hốt, vững vàng nắm trăm yêu luyện hồn đỉnh. Trăm yêu luyện hồn đỉnh vào tay, Diệp thần nhất thời cũng cảm giác được. Mình trong cơ thể thiên yêu huyết mạch, dục dịch, và trăm yêu luyện hồn đỉnh sinh ra đồng tình câu thông. Thái thượng thiên yêu đạo, rèn luyện lột xác. Thiên yêu sức mạnh to lớn, gia trì ta thân. Thái thượng thiên yêu thánh thể, mở. Diệp thần liền liền gầm thét, thiên yêu thân thể và trăm yêu luyện hồn đỉnh câu thông, chỉ một tí, liền đưa tới núp ở luyện hồn đỉnh bên trong thái thượng đạo pháp. Cửa này thái thượng đạo pháp, kêu thái thượng thiên yêu đạo, lĩnh ngộ sau đó. Có thể tăng lên thể chất, tiến hóa thăng cấp, biến thành thiên yêu thánh thể. Trong nháy mắt, Diệp thần liền lĩnh ngộ thiên yêu đạo pháp, các loại minh mông sức mạnh to lớn, bơm vào thân mình, từng tia đến từ thái thượng thế giới yêu khí, cuồn cuộn hội tụ. Vù vù, Diệp thần cả người toát ra chói mắt yêu quang, thân thể thể chất ở ngay lập tức, sinh ra to lớn lột xác, thánh quang cuồn cuộn, yêu khí ngất trời. Ngày xưa thiên yêu thân thể, ngày hôm nay rốt cuộc tiến hóa. Biến thành thiên yêu thánh thể. Diệp thần hơi thở, thời gian ngắn đổi được minh mông vô địch, không cách nào hình dạng, yêu khí phân bố chư thiên, tạo thành đủ loại kinh khủng vòng xoáy, nơi có thời gian không gian, ánh sáng linh khí, đều ở đây đi Diệp thần thân thể sụp đổ. Diệp thần tựa như nắm giữ chư thiên khủng bố đại yêu, cuồng bạo thể chất, đủ để nghiền ép vạn pháp, bất hủ lực lượng, đủ để tiêu diệt hết thảy tồn tại. Thiên yêu thánh thể, thất tinh long uyên trảm. Diệp thần quát lên một tiếng lớn,
thiên yêu thánh thể bùng nổ đến mức tận cùng, gân cốt nổ tung, mỗi một tấc lỗ chân lông, cũng phát ra nổ ầm, phảng phất có tinh thần ở Diệp Thần trong kinh mạch đồng loạt nổ. Oanh! Một kiếm chém ra, Long Uyên Thiên kiếm nơi tay, Diệp Thần xen lẫn nổ thánh thể thần uy, ngang nhiên đi về trước chém chết. Một chùm ngập trời kiếm quang, lấy phá vỡ thế giới đáng sợ khí thế, chưa từng có từ trước đến nay, cuồn cuộn chém chết. Phía trước từng ngọn nổ ma trận, vô số nổ mây hình nấm đợt khí, chỉ là trong nháy mắt, liền bị Diệp Thần toàn bộ chém chết, toàn bộ trấn áp, toàn bộ nghiền nát. Thiên địa là không còn một mống, nghe tiếng khí sảng. Lĩnh ngộ thái thượng thiên yêu đạo, ngắn ngủi mở ra thiên yêu thánh thể Diệp Thần, đơn giản là tiện tay một kiếm, đều có nghiền bạo hết thảy thở mạnh thế. Tiêu Thủy Hàn và Già Thiên Ma Đế thấy một màn này, hoàn toàn sợ ngây người, rung động được không nói ra lời. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, ở cuối cùng nguy hiểm giây phút, Diệp Thần lại có thể lãnh ngộ thiên yêu đạo pháp, càn quét tất cả uy hiếp. Vù vù. Bọn họ còn chưa kịp phát ra bất kỳ thanh âm, liền bị luân hồi đường hầm truyền đưa đi. Một khắc sau, Tiêu Thủy Hàn và Già Thiên Ma Đế đã mang huyết long, xuất hiện ở một nơi an toàn, vẫn là thế giới lòng đất, bất quá khoảng cách ma hồn thần cung đã rất xa, sẽ không lại bị bất kỳ liên lụy. Bình bịch bịch. Phía trước, đang có một hồi dày đặc tiếng đánh nhau. Viêm Khôn và Vĩnh Hằng Thánh Vương, đang cùng Thái Thượng Trà Thụ chiến đấu. Tiêu Thủy Hàn và Già Thiên Ma Đế trao đổi một tí ánh mắt, hai người nhanh chóng chạy nhanh đi lên. Ma hồn thần cung khủng bố chập chờn, Thái Thượng Trà Thụ đã bắt được nhân quả, mắt xem Tiêu Thủy Hàn và Già Thiên Ma Đế trở về. Thái Thượng Trà Thụ thân cây, kịch liệt lay động một tí, trên thân cây hiện ra già nua mặt người, phát ra uyển chuyển than thở. Phong Tinh vẫn chết, Thái Thượng Trà Thụ hỏi. Ừ, Già Thiên Ma Đế nhẹ khẽ gật đầu. Các ngươi muốn giết ta? Thái Thượng Trà Thụ tựa như già rất nhiều, phát ra thê lương thanh âm. Không, Luân Hồi Chi Chủ muốn nhận phục ngươi, ngươi nhưng có ý quy thuận. Già Thiên Ma Đế hỏi. Ha ha, Luân Hồi Chi Chủ, hắn sợ rằng tự thân khó bảo toàn chứ. Thái Thượng Trà Thụ cười lạnh một tiếng, tựa hồ thấy rõ đến nguy hiểm gì hơi thở. Diệp Thần thằng nhóc kia đi nơi nào? Huyết Long làm sao như thế yếu ớt? Vĩnh Hằng Thánh Vương dừng tay thôi đấu, thấy Huyết Long hơi thở yếu ớt hình dáng, vội vàng móc ra chút đan dược, này Huyết Long ăn vào. Hiện tại Già Thiên Ma Đế và Tiêu Thủy Hàn đều trở lại, cũng không gặp Diệp Thần, Vĩnh Hằng Thánh Vương nhất thời đặc biệt lo lắng. Viêm Khôn vậy liền vội vàng hỏi, đại ca thế nào? Các ngươi thật giết chết Phong Tinh Vẫn. Tiêu Thủy Hàn nói, sư phụ giết Phong Tinh Vẫn. Nhưng còn chưa bắt được ma bia, hắn bây giờ chuẩn bị đi ma hồn thần cung cấm địa, cướp lấy ma bia. Thái Thượng Trà Thụ lại là ha ha cười một tiếng, nói, khối kia ma bia, Phong Tinh Vẫn lập mấy chục ngàn năm, cũng không có thuận lợi, các ngươi lại làm sao có thể thành công. Luân Hồi Chi Chủ chết chắc, khối kia ma bia, đã sản sinh ra ý thức của chính mình, ủng có người trí khôn, hắn sẽ không khuất phục người bất kỳ. Tiêu Thủy Hàn nói, chính là thụ yêu, ngươi cho ta im miệng. Ngươi không tư cách nghị luận sư phụ ta. Thái Thượng Trà Thụ sắc mặt trầm xuống, bất quá xem Tiêu Thủy Hàn liều lĩnh hình dáng, hiển nhiên là không dễ chọc, nó vậy không nói thêm gì nữa, nói, nếu như Luân Hồi Chi Chủ không chết, ta nguyện ý quy thuận, nhưng nếu như hắn cố ý muốn đoạt lấy ma bia, vậy hắn khẳng định xong đời, ta coi như muốn quy thuận, hắn vậy mất mạng thu ta. Già Thiên Ma Đế nói, người nguyện ý quy thuận, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Chúng ta tạm thời chờ ở nơi này, ta không tin thằng nhóc kia sẽ như thế dễ dàng chết. Thái Thượng Trà Thụ chịu quy thuận, vậy tiết kiệm Già Thiên Ma Đế một phen chiến đấu. Lập tức, đám người lưu ở chỗ này, chờ đợi Diệp Thần trở về. Hiện tại Diệp Thần đoạt lại kiếp trước đạo cốt, lĩnh ngộ Thái Thượng Thiên Yêu Đạo, thực lực đại tăng, trừ Thái Thượng Trà Thụ bên ngoài, không người tin tưởng hắn sẽ chết. Cùng lúc đó, Diệp Thần phá vỡ trùng trùng ma trận nổ. Lại truyền đưa đi Già Thiên Ma Đế các người, giải quyết hết tất cả lo lắng âm thầm, rốt cuộc có thể tất cả tâm thần mưu đồ cướp lấy ma bia sự việc. Diệp Thần hít một hơi thật sâu, ngón tay bắt pháp quyết, nhất thời cảm giác được phía trước sương mù nồng nặc, cửu tử nhất sanh, vô cùng nguy hiểm. Nếu như hắn cứng rắn muốn đoạt lấy ma bia, có thể liền sống trở về cũng thành vấn đề. Lấy ta bây giờ thực lực, lại còn là cửu tử nhất sanh. Khối kia ma bia, có như thế lợi hại. Xem ra luân hồi huyền bi càng về sau, thì càng khó lấy được. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống,
Ma hồn thần cung kiến trúc đang không ngừng sụp đổ trước, hắn không thời gian do dự, nếu như chỉ hoãn tiếp nữa, cùng ma hồn thần cung hoàn toàn sụp đổ, cấm địa bị chôn, luân hồi ma bia liền phải vĩnh viễn chôn trong lòng đất, lại cũng không có cơ hội khai thác. Vô số rồng thần, bảo vệ suối vàng, trấn áp vực sâu, bảo vệ ta chân linh. Diệp thần sải bước đi về trước chạy như điên, đồng thời sử dụng hoàng tuyền đồ, đem vần quanh ở quanh thân thời không vô số rồng thần, toàn bộ đánh tới hoàng tuyền đồ bên trong đi. Hống! Nhất thời, rồng thần bay vút lên tiến vào hoàng tuyền thế giới, ở trên trời bên trong phát ra lanh lảnh gầm thét. Diệp thần ấn quyết động một cái, chư thiên thần long, rối rít hóa thành như sao rơi xuống, rơi vào hoàng tuyền đồ thế giới địa mạch bên trong đi. Cái này vô số rồng thần, là thiên ma biến thành, linh khí đặc biệt dư thừa, tất cả rồng thần, máu thịt hài cốt, toàn bộ chôn ở hoàng tuyền thế giới lòng đất. Diệp thần hoàng tuyền thế giới, nguyên bổn đã trở thành phế tích, nhưng ở rồng thần máu thịt đắp hạ, dần dần đổi thành sức sống. Quanh quẩn ở hoàng tuyền thế giới bên trong vực sâu tai khí, giống như dưới ánh nắng chứa chan tuyết động, nhanh chóng bị long khí làm tan rã. Đã từng ngừng chảy hoàng tuyền thánh hà, lại khôi phục lưu chuyển. Trong nước sông, có vô số long hồn, ở qua lại đan vào. Hy sinh rồng thần, cũng hóa thành long hồn, thành hoàng tuyền đồ bảo vệ chân linh, mai phục ở hoàng tuyền thánh hà bên trong. Diệp thần hoàng tuyền thế giới rốt cuộc khôi phục sinh cơ, sơn xuyên con sông, hoa cỏ cây cối, đều nặng mới diễn hóa liền đi ra, còn có chim thú vật, trùng chim cá bơi, vậy dần dần xuất hiện, sức sống bừng bừng. Bất quá, hoàng tuyền thế giới khí vận căn cơ, còn không có khôi phục, những thứ này sơn xuyên con sông sinh mạng cảnh tượng, căn cơ đặc biệt nông cạn, tùy thời đều có bị tiêu diệt nguy hiểm. Rất tốt, ta hoàng tuyền thế giới khôi phục, nhưng ta khí vận căn cơ, còn không có lần nữa ngưng tụ. Trừ phi, ta có thể thu phục thái thượng trà thụ, đem bụi cây kia cổ thụ, di chuyển đến trong thế giới ta, như vậy thứ nhất, mượn thái thượng linh khí, ta khí vận căn cơ, liền có thể khôi phục. Diệp thần nghĩ ngợi, đối với hắn mà nói, hoàng tuyền đồ trọng yếu nhất, là khí vận căn cơ, đây là tự thân căn bản chỗ, không cho sơ thất. Muốn chiến thắng huyền cơ nguyệt, đế thích thiên loại cấp bậc này cao thủ, dựa hết vào sức chiến đấu là không được, một mạng hai vận ba phong thủy, thiếu một thứ cũng không được, khí vận căn cơ nhất là trọng yếu. Cho nên, hoàng tuyền đồ là phải chữa trị, không thể mặc cho này cùng chí bảo tiêu diệt. Hiện tại, Diệp thần mượn thái thượng thiên long nói. Độ hóa như vậy số lượng rồng thần, coi như là khôi phục hoàng tuyền đồ thế giới phong mạo, nhưng khí vận căn cơ, vẫn là phải dựa vào thái thượng trà thụ bồi bổ. Có tiêu thủy hàn và già thiên ma đế, bụi cây kia yêu, hẳn không dám phản kháng ta. Diệp thần lấy lại bình tĩnh, thu cất hoàng tuyền đồ. Tu bổ hoàng tuyền đồ sự việc, hẳn không có vấn đề, chỉ cần hàng phục thái thượng trà thụ, hết thảy vấn đề cũng có thể giải quyết dễ dàng. Dưới mắt đặt ở Diệp thần trước mặt, chỉ có một khó khăn, đó chính là ma bia. Nếu như cướp lấy ma bia thất bại, Diệp thần liền sống trở về có thể cũng không có. Một đường đi nhanh, Diệp thần rất nhanh đi tới ma hồn thần cung chỗ sâu, đúng tòa cung điện đã sụp đổ, chỉ có Diệp thần trước mắt một phiến cấm địa, còn duy trì hoàn hảo. Cái này phiến cấm địa, đứng sừng sững một tòa cửa, cái cửa lớn này, phơi bày đồng xanh màu sắc, không ngừng tản mát ra mênh mông. Cổ xưa, thái thượng, khoáng đạt, uy nghiêm hơi thở, không biết là làm bằng vật liệu gì đúc. Diệp thần sờ một cái cửa, nhất thời cảm thấy đúc cửa chất liệu, hẳn là từ thái thượng thế giới rớt xuống, là một loại đặc thù mỏ sắt, đặc biệt vững chắc. Diệp thần một sờ lên, cửa liền nổ lên nhất trọng trọng cấm chế, từng mảnh tia lửa, kinh khủng sấm sét xuyên thấu tới đây. Thật may Diệp thần thể chất đã là thiên yêu thánh thể, vô cùng mạnh mẽ, những cấm chế này không tổn thương được hắn. Nếu như đổi thành mấy ngày trước, Diệp thần sờ một tí cửa này đều phải bị cấm chế bị thương nặng. Có thể tưởng tượng được, cánh cửa này cấm chế hơi thở, có kinh khủng dường nào. Suối vàng thánh thủy, xua tan cấm chế. Diệp thần chấn định tâm thần, đem mới vừa khôi phục suối vàng thánh thủy, điều động ra, hung hăng xông lên xoát thanh đồng môn lên cấm chế. Rào. Ở nước suối vàng rội rửa, trên cửa cấm chế hơi thở, lập tức bị lọc sạch. Khôi phục như cũ suối vàng thánh thủy, lọc sạch hơi thở so ngày xưa còn cường hãn hơn, bởi vì Diệp thần lấy được rồi luân hồi đạo cốt, tự thân luân hồi quy luật tăng lên, liên quan hoàng tuyền đồ uy lực vậy tăng lên. Hoàng tuyền đồ món pháp bảo này, là cùng luân hồi chi chủ cộng sinh,
thuộc về thiên phú pháp bảo, chỉ có luân hồi huyết mạch người có, mới có thể sử dụng. Diệp thần luân hồi huyết mạch càng mạnh, hoàng tuyển độ uy lực vậy sẽ càng mạnh. Tinh hồn trảm, phá cho ta. Xua tan thanh đồng môn lên cấm chế sau đó, diệp thần hồn thể đổi thành, vung ra một kiếm, tinh hồn ánh sáng tách thả ra, kiếm khí bừng bừng, hung hăng bổ một cái. Rắc rắc. Nhất thời, đúng phiến thanh đồng môn bị diệp thần bổ ra một cái khe. Lấy diệp thần bây giờ thực lực, tinh hồn trảm kiếm khí mạnh, sợ là có thể chém tinh diệt tháng, nhưng lại có thể không thể phá hủy cái này phiến thanh đồng môn, chỉ là bổ ra một cái khe, có thể tưởng tượng được cánh cửa này có bao nhiêu kiên cố. Vèo. Bổ ra thanh đồng môn sau đó, diệp thần nhanh chóng chui vào, đồng thời tùy thời chuẩn bị hoàng tuyển đồ, lục đạo luân hồi sao 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 trả lời cốt, các loại nguyên phủ vân. Vân, bảo vệ tự thân. Thanh đồng môn sau đó, nhưng là một cái hắc ám vô thường thế giới, tản mát ra các loại ma khí, có vô số quỷ khóc sói chu thanh âm, không ngừng truyền tới. Diệp thần rợn cả tóc gáy, không có từ trước đến nay một hồi ra đầu tê dại. Hắn cảm giác được, mình trong cơ thể trần bia, phong bi, độc bia vân. Vân luân hồi huyền bi, hơi thở lại có thể cũng xa vào đi xuống, tựa như ở sợ hãi, đang rung động. Hiển nhiên, chôn giấu ở nơi này ma bia, sản sinh ra ý thức của chính mình, có cực mạnh uy thế, có thể áp chế cái khác luân hồi huyền bi, vô cùng mạnh mẽ. Diệp thần từng bước một đi sâu vào, tựa như đưa thân vào ma thế giới. Một phiến phiến ma khí, ở diệp thần trước mắt lưu chuyển, những thứ này ma khí sôi trào gian, diễn hóa ra một bức bức cổ xưa hình ảnh. Những hình ảnh này, tựa như đại biểu thái cổ đám người ma lịch sử. Diệp thần trong phảng phất, lại có thể thấy được vạn khư thần điện. Thái cổ đám người ma, biến dạng gầm thét, lại có thể ở đánh vào vạn khư thần điện, tựa hồ muốn dung chuyển cấp trên thế giới. Toàn bộ thái thượng thế giới, bởi vì thái cổ quần ma đánh vào, kịch liệt chấn động, tinh không sụp đổ, đại lộ phai mờ, vô số sinh linh đổ thán. Sau đó, Diệp thần thậm chí thấy được thái thượng thiên nữ bóng người. Thái thượng thiên nữ phong hoa tuyệt đại, ung dung tôn quý, cầm kiếm ở trên trời, chém chết quần ma. Thái thượng thiên nữ kiếm trong tay, có tất cả băng hoàng ở bay vút lên, lại là trong truyền thuyết băng hoàng thiên kiếm, tám đại cao nhất thiên kiếm một trong. Cái này tám đại thiên kiếm, có ba cây rớt xuống, một cái là thần la thiên kiếm, một cái là long uyên thiên kiếm, một cây khác không biết là cái gì. Băng hoàng thiên kiếm, lúc đầu ở thái thượng thiên nữ trên tay. Diệp thần trong lòng rung động, liền thấy thái thượng thiên nữ, tay cầm băng hoàng thiên kiếm, chém chết bốn phương, tất cả thái cổ thiên ma, bị thái thượng thiên nữ chém xuống, phát ra kêu thảm thiết, ma khí tiêu diệt, bị hoàn toàn nghiền nát, hóa thành hư không. Cái này cầm băng hoàng thiên kiếm, kiếm khí đặc biệt đáng sợ, tầng tầng băng hoàng tinh diễm lưu chuyển, vô luận là mạnh mẽ đi nữa thiên ma, dính liền một chút xíu. Cũng lập tức chết, không có chút nào sống sót có thể. Băng hoàng thiên kiếm, là thái thượng thiên nữ binh khí, thanh kiếm này cũng không có rớt xuống, ban đầu Hạ Nhược Tuyết ở tinh nguyệt mộ trong phủ lấy được băng hoàng tinh diễm, chỉ là thanh kiếm này phía trên rớt xuống một chút diễm hỏa kiếm khí, chân chính thiên kiếm bản thể, còn ở thái thượng thiên nữ trong tay. Trong truyền thuyết thái thượng thiên nữ, ta tới gặp ngươi. Thái cổ quần ma bên trong, một đạo thanh niên bóng người nguy nga lên. Cái này thanh niên bóng người, và diệp thần tướng mạo có chút tương tự, trên mình cũng có một chút luân hồi hơi thở, nhưng tuyệt không phải luân hồi chi chủ. Cái này người thanh niên là ai, như thế nào cùng luân hồi chi chủ như vậy tương tự? Diệp thần thất kinh, nhưng gặp cái này người thanh niên, bàn tay giết ra, sau lưng hiện ra một khối đá bia, trên bia đá in một cái to lớn chữ ma, lại là luân hồi ma bia. Cái này người thanh niên, là luân hồi ma bia hóa thân. Trong thoáng chốc, diệp thần con ngươi co rúm một cái, trong lòng một hồi rung động. Cái này tướng mạo và luân hồi chi chủ có chút tương tự thanh niên, lúc đầu chính là luân hồi ma bia hóa thân. Phong tinh vẫn trong miệng ma bi chi chủ. Ma bia hiển hóa, đại hoang giết hại. Ma bi chi chủ nhẹ giọng ngâm sướng, ma bia chấn động kịch liệt, cuồn cuộn ma khí hóa thành một cái giơ lên trời cự kiếm, tựa hồ đem bầu trời cũng tạo ra, một kiếm sen lẫn bạo diệt tinh không thần uy. Chém về phía thái thượng thiên nữ. Ha ha, ma bi chi chủ, ngươi không bắt được thiên võ ngọa long kinh, tu vi không có thể đột phá, ngươi cũng dám theo ta động thủ. Tự tìm cái chết. Thái thượng thiên nữ thần sắc lạnh lùng, băng hoàng thiên kiếm huy động, 3000 tóc xanh như suối vải,
mỗi một cái tóc xanh đều là trong truyền thuyết thái thượng tơ tình, ban đầu đưa tới thiên ngục thần đế, diệp thần, đế thích thiên cùng nhiều phương thế lực đấu võ tồn tại. Thái thượng thiên nữ một kiếm, mang vạn kiếp tơ tình triền miên khí thế, vạn cổ hướng ma bi chi chủ. Kiếm khí bén nhọn, mang vạn kiếp tơ tình triền miên, cương nhu gom lại, lực sát thương cực lớn. Ma bi chi chủ rất kiếm đón đỡ, nhưng là, hắn thực lực và thái thượng thiên nữ chênh lệch quá lớn, chỉ một kiếm, liền bị thái thượng thiên nữ chém thành trọng thương. Ma bi chi chủ thân thể đánh mất ra thái thượng thế giới. Tất cả thái cổ thiên ma, cũng bị vạn khư thần điện các cường giả, toàn bộ chém chết thành mảnh vỡ. Ô hu hu, ma phong nghẹn ngào, diệp thần hình ảnh trước mắt, hoàn toàn tiêu tản mát. Đây là luân hồi ma bia lịch sử. Ngày xưa ma bi chi chủ, bị thái thượng thiên nữ chém bị thương, cho nên đánh rơi đến vực ngoại thế giới. Diệp thần nội tâm rung động không dứt, không nghĩ tới đã từng là ma bi chi chủ, lại có thể đi qua thái thượng thế giới, cuối cùng bị thái thượng thiên nữ chém xuống. Năm đó ma bi chi chủ, lại và trong truyền thuyết thái thượng thiên nữ giao thủ qua, đây tuyệt đối là một đoạn kinh người nghe bí sử. Phải biết, thái thượng thiên nữ thân phận thần bí khó lường, cho dù là một sợi tóc, cũng có thể dẫn được hạ giới thiên địa náo động. Đây mới thực là trong thần thoại nhân vật, chí cao vô thượng tồn tại. Mà ma bi chi chủ, lại và người này bùng nổ qua chiến đấu, trở xuống phạt trên, không khác nào đi ngược chiều phạt trời, cho dù bị đánh bại dễ dàng, vậy có thể nói là hạng nhất hành động vĩ đại. Nghĩ tới đây, diệp thần chân mày cũng không khỏi được chặt nhíu lại, xem ra cái này ma bi chi chủ so mình tưởng tượng còn đáng sợ hơn, mạnh hơn. Ít nhất, phong tình vẫn như vậy ma hồn thần cung cung chủ, và chân chính ma bi chi chủ so ra, đơn giản là không đáng giá để ra. Bất quá thoáng qua, diệp thần liền bình thường trở lại. Lại đối thủ cường đại thì như thế nào, diệp thần tu hành nhiều năm, cái dạng gì đối thủ cường đại hắn chưa bao giờ gặp. Nhưng là, mỗi một lần diệp thần cũng có thể ở ngàn cân treo sợi tóc để gặp, nghịch chuyển chiến cuộc. Không người biết diệp thần trên mình cường đại nhất dựa vào, không phải hắn cả người pháp bảo và thần thông võ kỹ, mà là hắn viên kia không bao giờ nói bại đạo tâm. Hai đời làm người. Diệp thần một viên đạo tâm sớm đã đến bền bỉ không rút ra bước. Cho nên diệp thần đặc biệt khát vọng có thể cùng càng đối thủ cường đại đánh một trận. Người tới. Đang diệp thần suy tư để gặp, mờ mịt bên trong, một cái bể dâu chàng trai thanh âm vang lên. Đạo thanh âm này, phong cách cổ xưa thở mạnh, mênh mông cuồn cuộn, tựa như đến từ vô tận thanh minh. Diệp thần đảo mắt nhìn một vòng cảnh trí xung quanh, lại cũng không phát hiện người này tung tích. Thật giống như thanh âm là cùng lúc từ bốn phương tám hướng tản ra tới đây, làm cho không người nào tự phân biệt. Diệp thần dừng chân tại chỗ, thần sắc vô cùng nghiêm nghị, cười lạnh một tiếng, nói ta vốn cho là, ở nơi này ma hồn thần cung bên trong, ta địch nhân lớn nhất là hắn Phong Tinh Vẫn, lại không nghĩ rằng lại là ngươi, ma bi chi chủ. Trong hư không, vậy bao la thanh âm lần nữa vang lên. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu liền đã quyết định. Người tiến vào ma hồn thần cung chính là một cái lựa chọn sai lầm. Nguyên bản không cảm tình chút nào thanh âm bên trong, lần này lại xuất hiện một chút tâm trạng, chỉ là bá đạo cậy mạnh, tựa hồ không có bất kỳ vãn hồi chỗ trống, hắn không phải đang cùng diệp thần thương lượng, ngược lại càng giống như là một loại mệnh lệnh. Năm đó bị thái thượng thiên nữ đả thương sau đó, ma bi chi chủ liền đánh mất ra thái thượng thế giới, sau đó luân hồi ma bia bị Phong Tinh Vẫn bắt được. Hắn liền một mực ẩn núp ở nơi này ma hồn thần cung bên trong dưỡng thương, cho tới bây giờ đã không biết đi qua bao nhiêu năm tháng. Năm đó đánh một trận, không có bị thái thượng thiên nữ giết chết, là mạng hắn lớn, nhưng là hắn không cam lòng. Ngay cả là đối mặt thái thượng thiên nữ, hắn vậy không cam lòng như vậy sa sút, hắn một mực chờ đợi báo thù và rửa nhục trước cơ hội. Mà ma bia, chính là hắn lớn nhất cơ hội. Ma bia chính là thượng cổ vật. Năng lượng ẩn chứa trong đó vượt quá hắn tưởng tượng, cho dù hắn là ma bi chi chủ, hôm nay nơi hiểu thấu đáo bí mật trong đó cũng không quá 10-20% mà thôi. Hắn tin chắc, chỉ cần mình hoàn toàn làm rõ ràng ma bia trên bí mật, hắn sức chiến đấu tất nhiên sẽ chợt tăng, đến lúc đó coi như là lại đối mặt thái thượng thiên nữ thời điểm, hắn vậy chưa đến nỗi xem năm đó như nhau bị động. Diệp thần mặt không đổi sắc, chỉ có trong con ngươi một chút kiên nghị, càng ngày càng đậm nặng. Từ bước vào ma hồn thần cung một khắc đó trở đi, Diệp thần cũng chưa từng nghĩ tới phải rời khỏi, hôm nay hắn đã từ Phong Tinh Vẫn trong tay lấy về đời trước luân hồi chi chủ đạo cốt,
cái này ma bia tự nhiên cũng không thể rơi xuống. Diệp Thần thượng không nói chuyện, nhưng là vậy ẩn núp ở trong hư không ma bi chi chủ tựa hồ đã phát giác Diệp Thần thái độ, hắn thanh âm lại lần nữa đổi được lãnh đạm. Thằng nhóc ngươi nếu tự tìm cái chết, như vậy thì để cho cái này ma hồn thần cung làm đất chôn của ngươi đi. Trong thoáng chốc, bốn phương bên trong không gian, vô số ý định giết người đầy vải, tựa như vô số nhọn kim mang hướng Diệp Thần hung tràn lên. Diệp Thần cười nhạt, giơ tay lên chính là một đạo kinh khủng đạo vận kích động ra, trong nháy mắt hư không chôn vùi, vậy vô tận ý định giết người vậy tại khoảnh khắc tới giữa tiêu tán ở vô hình. Lần này, Diệp Thần nghe rất rõ, đây là một cái thanh âm quen thuộc, hắn lập tức cũng nhớ lại. Ngươi, ngươi là ban đầu cái đó thủ bia người. Theo Diệp Thần tiếng nói rơi xuống, phía trước hư không, một người thanh niên người bóng người cũng từ từ hiển hóa liền đi ra, bất ngờ như Diệp Thần theo dự đoán như nhau. Quả nhiên là ngươi. Diệp Thần trong con ngươi bùng nổ một món sạch bóng, chợt lại nói, ha ha, hiện tại ta nên gọi ngươi là Ma Bi Chi Chủ. Ma Bi Chi Chủ cười nhạt không dứt, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt bên trong tràn đầy nghiền ngẫm và khinh thường, tựa hồ ở hắn xem ra, Diệp Thần căn bản cũng không có tư cách làm đối thủ của mình, nhẹ giọng nói, không sai, ta chính là Ma Bi Chi Chủ. Diệp Thần thần sắc hơi đổi, đầy trời đạo vận ngay tức thì thu lại, bình tĩnh mở miệng nói, đem ma bia giao ra. Diệp Thần tới ma hồn thần cung mục đích chính là bắt được ma bia, nếu như Ma Bi Chi Chủ chịu cầm vật này giao ra, như vậy Diệp Thần cũng không phải thật nếu không phải là giao thủ với hắn không thể. Ma Bi Chi Chủ nhìn Diệp Thần, giễu cợt nói, ngươi không có tư cách theo ta nói chuyện. Hôm nay, ngươi nhất định phải vì mình lỗ mãng trả giá thật lớn. Ma Bi Chi Chủ thân hình bạo khởi, một đạo ý định giết người lóe lên, hướng Diệp Thần tấn công tới. Hôm nay Ma Bi Chi Chủ còn sống chỉ vì làm hai chuyện tình, một là hướng Thái Thượng Thiên Nữ báo thù. Mà quan trọng hơn một chuyện chính là muốn bảo vệ ma bia, đây là tánh mạng hắn bên trong lớn nhất tín niệm, bất kỳ muốn chấm mút ma bia người, đều phải chết. Dù là Diệp Thần nhất định là luân hồi ma bia người có. Có thể ma bia đối với Diệp Thần mà nói giống vậy cực kỳ trọng yếu. Ma bia là thập đại luân hồi huyền bi một trong, Diệp Thần muốn hoàn toàn thức tỉnh luân hồi huyết mạch. Đây là tất không thể thiếu đồ, bất kỳ muốn ngăn cản mình đạt được luân hồi huyền bi người cũng chỉ có một con đường chết. Cái này một trận đại chiến, là không thể tránh né. Ma Bi Chi Chủ không ra tay thì thôi, ra tay một cái kinh người, hắn thủ đoạn bằng bạc, có một cổ cuồng bạo khí thế chút xuống ra. Bỗng nhiên, Ma Bi Chi Chủ trong con ngươi thoáng qua một đạo khác thường thần quang, khóe miệng vậy hiện ra lau một cái nụ cười thản nhiên. Thái Thượng Thiên Yêu Thánh Thể. Mấu chốt đáng sợ như vậy sinh mệnh lực, tốt một bộ thân xác à. Giờ phút này, mà bia bên trong đã đối với Diệp Thần cái này thân xác động tâm mơ ước. Năm đó hắn và Thái Thượng Thiên Nữ đánh một trận, thật sự là quá thảm thiết, cũng chính bởi vì trận chiến ấy, để cho hắn thân xác đã băng hủy hơn nửa, hôm nay chỉ có thể núp ở cái này tối tăm không ánh mặt trời địa phương kéo dài hơi tàn. Mà nay Diệp Thần xuất hiện, cho Ma Bi Chi Chủ hy vọng. Bởi vì hắn ở Diệp Thần cái này thân xác trên thấy được vô tận năng lượng, ở bạo động, ở mãnh liệt. Giống như là một mực đói thật lâu mãnh thú thấy được ngon miệng thức ăn ngon vậy, hắn hiện tại chỉ muốn ăn muốn nghiến một phen. Cái này thân xác đơn giản là không thể có nhiều trí bảo à, nếu là có thể cho mình sử dụng, đem sẽ cho mình mang đến vô tận có thể. Ha ha ha, nghĩ tới đây, Ma Bi Chi Chủ lại phá lên cười, ngươi yên tâm. Sau khi ngươi chết, ta sẽ thật tốt đối xử tử tế cái này thân xác, ta sẽ dùng hắn ở Thái Thượng Thế Giới, thành lập vạn thế uy danh. Diệp Thần bực tức, cái này Ma Bi Chi Chủ đơn giản là quá cuồng vọng, lại dám động khởi như vậy nghiêng tâm tư. Diệp Thần khó đi nữa áp chế lửa giận trong lòng, quát lên, chết. Chỉ gặp Diệp Thần trong tay một chuôi thiên kiếm ra khỏi vỏ, nhất thời bộc phát ra vô cùng sáng chói kiếm mang, trong thoáng chốc như muốn chiếm đoạt cả thế giới. Kinh khủng kiếm khí hóa thành hàng dài, hướng Ma Bi Chi Chủ gào thét đi. Ma Bi Chi Chủ thần sắc hơi đổi, ánh mắt vậy rơi vào Diệp Thần kiếm trong tay trên, bỗng nhiên cười lạnh nói, ha ha, đây là Long Uyên Thiên Kiếm, không nghĩ tới ngươi vẫn còn có như vậy chí bảo bằng thân, mặc dù chỉ là mảnh vỡ, nhưng vậy thật là làm cho người ta không ngờ. Diệp Thần cười lạnh nói, ếch ngồi đáy giếng. Mãnh liệt kiếm khí xông lên đụng tới, kiếm ngân vang tiếng bên tai không dứt. Do như hổ gầm long ngâm. Mà lúc này,
mà Bì Chi Chủ trên mình vậy bộc phát ra một cổ nhiếp nhân tâm phách đáng sợ ma khí, nhất thời kích đống đi ra, rồi rào tại ở giữa thiên địa. Mà Bì Chi Chủ ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường, nếu như ngươi lấy là, bằng này Long Uyên Thiên Kiếm mảnh vỡ là có thể thắng ta mà nói, không khỏi liền quá buồn cười. Mà Bì Chi Chủ có chính hắn kiêu ngạo, hắn nhưng mà và Thái Thượng Thiên Nữ chiến đấu qua người, tầm thường kẻ địch, hắn há có thể nhìn thẳng coi. Bá đạo ma khí, ở khoảnh khắc tới giữa liền vỡ nát Diệp Thần thả ra đầy trời kiếm khí. Mà Bì Chi Chủ phát ra khặc khặc cười nhạt, nắm giữ kiếm pháp, thật rất tốt, xem ra người đối với kiếm đạo lĩnh ngộ đã đạt đến một loại cảnh giới cực cao, cùng cấp bậc bên trong, đã không có người là người đối thủ, chỉ tiếc, người hôm nay gặp ta. Bất quá, có thể chết ở tay ta bên trong, cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Diệp Thần thần sắc lãnh đạm, nhìn về phía Ma Bì Chi Chủ ánh mắt nhưng bình tĩnh lạ thường, trong miệng nỉ non duyên cớ huyền ảo thần chú. Thong thả chúng sanh, nhập ta suối vàng. Trong thoáng chốc, Diệp Thần cong ngón tay bắn ra, một đạo to lớn thần đồ bay ra, ngay tức thì liền bao phủ cái này phiến mặt đất. Tạm thời tới giữa, cái này cái thiên địa cũng đưa thân vào một tầng mông lung u ám thế giới bên trong. Tựa như đi tới thế giới cuối, thấy được mình nơi quy tụ. Cổ xưa mặt đất bên trên, chỉ có một loại chảy dài, thật giống như vạn cổ không thay đổi, đây cũng là Hoàng Tuyền Thánh Hà. Hoàng Tuyền đồ vừa ra, tự thành một khối thế giới, cũng là Diệp Thần trong tay mạnh nhất mấy đại sát chiêu một trong, uy không thể đỡ. Hôm nay, hắn đối với cái này mà bia chí ở tất được, dù là thủ đoạn dốc hết, cũng phải tương kỳ luyện hóa. Mà Bì Chi Chủ trong con ngươi thoáng qua một món vẻ kinh dị, rồi sau đó lại cười một tiếng nói, thằng nhóc, ta thật rất khó tin, ngươi lại có thể chỉ có càn khôn cảnh nhất tầng thiên thực lực, thật sự là để cho người mở rộng tầm mắt à. Bỗng nhiên, mà Bì Chi Chủ đổi câu chuyện, lại nói, bất quá ngươi cho dù có nhiều hơn nữa đè đáy dương thủ đoạn vừa có thể như thế nào. Ở ta ma chủ trước mặt, bất quá là vỗ lên thịt cá, cá trong chậu. Mà Bì Chi Chủ mười phần cuồng ngông. Cho dù Diệp Thần lần lượt ở cập nhật hắn nhận biết, nhưng hắn vẫn là hồn nhiên không sợ. Hoàng Tuyền Thánh Hà, đi! Diệp Thần gào to một tiếng, vậy trong Hoàng Tuyền đồ sông dài, bỗng nhiên hóa thành một đạo trường xà, phóng lên cao, hướng Ma Bì Chi Chủ lôi cuốn đi. Đại Ma Thiên Tay! Nhưng mà, một khắc sau, theo khắc Ma Bì Chi Chủ vậy thanh âm tang thương vang lên, trong hư không bỗng nhiên ngưng hiện ra một đạo kinh khủng bàn tay to ấn. Từ trên trời hạ xuống, cơ hồ bao phủ hơn nửa Hoàng Tuyền đồ. Hoàng Tuyền Thánh Hà bị to lớn giấu tay nắm chặt được gắt gao, chút nào vậy nhúc nhích không được. Thấy một màn này, Diệp Thần không khỏi được thần sắc đại biến. Không nghĩ tới cái này mà Bì Chi Chủ so hắn tưởng tượng bên trong mạnh hơn, lại liền mình Hoàng Tuyền đồ thần thông đều có thể dễ dàng hóa giải, xem ra mình vẫn là coi thường hắn. Mà Bì Chi Chủ điên cuồng phá lên cười, như người kỹ chỉ nơi này nói. Không bằng liền ngoan ngoãn chịu chết đi. Nhưng mà, ngay tại lúc này, lau một cái đỏ thắm, bỗng nhiên ở Diệp Thần con ngươi bên trong nổ bể ra, giống như là mở ra loại nào đó cấm chế vậy, Diệp Thần trên mình huyết tinh khí tức vậy càng ngày càng nồng đậm. Huyết nguyệt trên không, vạn ma thụ thủ. Diệp Thần một tiếng thanh khiếu, giống như cuồn cuộn trường ca, biến dạng thanh minh. Đây là, mà Bì Chi Chủ sắc mặt cũng thay đổi. Cảnh tượng trước mắt cực kỳ giống trong truyền thuyết đại thần thông huyết nguyệt đồ thiên trảm. Một chiêu này chính là Diệp Thần từ Nhâm Phi Phàm chỗ học được, lấy đồ sát thiên làm tên. Truyền thuyết luyện đến đại thành cảnh giới sau đó, kết nối với thiên cũng có thể đồ sát được. Có thể tưởng tượng được, uy lực có mãnh liệt dường nào bá đạo. Trong thoáng chốc, thiên địa đều bị vô tận đỏ tươi cắn nuốt, năm vòng tinh hồng huyết nguyệt chậm rãi bay lên, treo ở bao la trên bầu trời. Hôm nay Diệp Thần đã đem huyết nguyệt đồ thiên trảm luyện đến tháng 5 cảnh giới, uy lực dĩ nhiên là không phải chuyện đùa, nếu như tháng 5 đều xuất hiện, ngay tức thì có thể làm cho một khối thế giới hóa thành biển máu. Kinh khủng ánh trăng không chút kiêng kỵ đụng, chiếm đoạt trong trời đất này hết thảy. Tạm thời tới giữa, tựa như thiên địa đại kiếp đến, trong hư không truyền đến quỷ thần khóc lóc tiếng hí. Mà bia bên trong tâm thần suýt nữa thất thủ. Loại đáng sợ này dị tượng không khỏi phải nhường hắn nội tâm sinh ra đồng tình. Hồi tưởng lại mình những năm gần đây, ở chỗ này quá cái loại này tối tăm không ánh mặt trời sinh hoạt, hắn thì có tràn đầy oán khí muốn phát tiết ra ngoài. À, ta muốn ngươi chết. Phút chốc, một đạo cường đại ma khí từ trời xanh hạ xuống, rót vào trong cơ thể hắn. Ma Bì Chi Chủ xích phát loạn vũ,
Hoành Phách Nguyệt Không, giận dữ hét, ta là Ma Bi chi chủ. Ta là vạn cổ chân ma, phạm ta uy nghiêm người, làm ở chỗ này, vĩnh hằng năm tháng tụng ta tên. Gột rửa tội ác của ngươi. Giờ khắc này, Ma Bi chi chủ thật giống như thật nhập ma vậy, trong ánh mắt mất đi vốn là cảm tình, chỉ còn lại vô tận giết hại. Vừa nói, hắn xông lên hư không, cùng năm vòng huyết nguyệt tiến hành đánh giết. Hắn động tác đổi được không có chương pháp gì có thể nói, chỉ có thông thường quyền cước, nhưng là mỗi một quyền một cước đều tràn đầy vô tận uy năng, để cho tâm hồn người kích động. Bất quá rất nhanh, năm vòng huyết nguyệt thì trở nên được ảm đạm, hạ xuống bầu trời phương xa, mảnh thiên địa này thay vào đó là vô tận ma khí. Diệp Thần thần sắc khẽ biến, dẫu sao hiện tại hắn huyết nguyệt đồ thiên trảm chỉ là luyện đến tầng thứ 5 mà thôi, bộc phát ra uy lực dù sao cũng có hạn. Chỉ gặp Ma Bi chi chủ nhảy một cái, thật giống như mang theo tạp vạn quân lực đạo, vỡ nát Diệp Thần dưới chân mặt đất, con mắt mang máu nhìn chằm chằm Diệp Thần, vạn cổ thong thả, thiên địa độc ta một chân ma. Ngay cả là huyết nguyệt đồ thiên trảm thì như thế nào? Bất quá là đùa giỡn bả thức, cũng dám ở ta trước mặt phô trương. Ma Bi chi chủ, mười phần cuồng ngông, chút nào không đem cái này thái thượng thế giới thần thông coi ra gì, dẫu sao hắn cũng là và thái thượng thế giới trí cường giả đấu qua người. Bỗng nhiên, hắn ánh mắt đổi dỗi rãnh động, tựa hồ đang nhớ lại cái gì, thản nhiên nói. Xưa nay giữa trời đất, chỉ ta là chân ma. Như thiên không sinh ta, làm không biết vạn cổ năm tháng, mấy người gọi ma tôn, mấy người gọi ma đế. Ma Bi chi chủ ở lúc nói lời này, có thể nói là cuồng ngông phách tức tới cực điểm, tựa hồ ở trong thế giới của hắn, trừ hắn tự mình ra, thế gian lại cũng không có những thứ khác sinh mạng có thể gọi là ma một trong chữ. Dĩ nhiên, hắn tự phụ cũng không là huyệt chống tới gió, dẫu sao từ cổ chí kim tự xưng là ma người thật sự là quá nhiều, nhưng chân chính ma danh uy chấn thiên hạ người, nhưng ít chi lại càng ít, mà đây Ma Bi chi chủ chính là một cái trong số đó. Diệp Thần con người đông lại một cái, một mặt ngưng trọng nói, Ma Bi chi chủ, người quá cuồng vọng, lại dám coi xưa nay đám người ma tại không có gì. Coi là thật lấy vì mình vô địch thiên hạ sao? Chợt, Diệp Thần tựa hồ là nghĩ tới điều gì, lại cười khẽ một tiếng nói, như người thật vô địch, năm đó cũng sẽ không ở Thái Thượng Thiên Nữ trong tay bại được chật vật như vậy. Diệp Thần lời nói này không thể bảo là không giết tim à, chính giữa Ma Bi chi chủ hạ trong lòng. Ma Bi chi chủ đã ý thức được Diệp Thần tựa hồ biết rõ rất nhiều mình cũng không biết sự việc, không khỏi được sắc mặt ngay tức thì trở nên được khó coi, ngươi. Ngươi còn dám xách một câu chuyện năm đó, đừng trách ta đem ngươi xương nghiền thanh cho rắc. Ma Bi chi chủ giận dữ. Hắn là một cái tâm cao khí ngạo, cực kỳ tự phụ người. Mà người như vậy, thường thường không chịu đối mặt mình đã từng là thất bại. Dù là... cái đó từng để cho hắn thất bại người là chí cao vô thượng thái thượng thiên nữ cũng không được. Thất bại chính là thất bại, hắn biết, đây là mình trong cuộc đời vĩnh viễn cũng không cách nào xóa sỉ nhục. Hắn chỉ có thể tận lực để cho mình quên mất hết thảy các thứ này, dẫu sao cái này sẽ ảnh hưởng đến hắn vô địch đạo tâm, nhưng mà hiện tại Diệp Thần nhưng hết lần này tới lần khác chuyện xưa nặng sách, mặc dù hắn không biết, Diệp Thần là làm thế nào biết đây hết thảy. Nhưng cái này không thể nghi ngờ để cho hắn lửa giận đốt đốt tới cực điểm. Ma Bi chi chủ thần sắc đổi được dữ tợn, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt sát khí vậy nồng nặc hơn, ta muốn ngươi chết. Ma Bi chi chủ sát tâm nổi lên, tựa hồ chỉ muốn giết chết Diệp Thần, liền có thể tắm rửa hết một chút năm đó sỉ nhục. Diệp Thần trong lòng cười nhạt liền liền, hắn muốn làm chính là hoàn toàn đem Ma Bi chi chủ chọc giận, hắn cũng muốn xem, cái này Ma Bi chi chủ rốt cuộc có bao nhiêu lớn bản lãnh. Ma Bi chi chủ thân hình bạo động, hướng Diệp Thần nhào tới, mà Diệp Thần nhưng không sợ chút nào, bàn tay một chiêu, bầu trời nhất thời ảm đạm thất sắc, bỗng nhiên từ Diệp Thần trong cơ thể nổ bắn ra mấy đạo kỳ quang, xông lên bầu trời. Từng tia bổn nguyên lực lượng lan tràn ở cái thế giới này bên trong, tựa hồ ở không tiếng động tụng hát loại nào đó vô thượng quy tắc. Cùng lúc đó, Ma Bi chi chủ thần sắc cũng theo đó biến đổi, nhìn về phía vậy mấy đạo kỳ quang, líu díu lẩm bẩm. Lại là trong truyền thuyết nguyên phù, hơn nữa còn có như thế nhiều đạo. Phải biết, giữa trời đất tổng cộng cũng chỉ có thập đại nguyên phù, đây có thể đều là có thể gặp mà không thể cầu bí bảo à, lớn bình thường khí vận, đại cơ duyên người, có thể được một quả nguyên phù cũng đã là 8 đời đã tu luyện phúc khí, nhưng mà cái này Diệp Thần lại đồng thời có 6 nguyên phù, đây là hạng nghịch thiên khí vận à. Chỉ gặp lúc này bầu trời, một nửa hắc ám một nửa sáng minh,
giống như trong truyền thuyết cấm địa. Ma Bi Chi Chủ cười nhạt, đây chính là tất cả của ngươi bộ dựa vào sao. Diệp Thần sáu lớn nguyên phù đều xuất hiện, một lần nữa để cho Ma Bi Chi Chủ cảm thấy khiếp sợ, bất quá rất nhanh, hắn liền lại đổi được bình tĩnh lại. Những thứ này dựa vào, chỉ có thể nói là để cho Ma Bi Chi Chủ cảm thấy có chút ra ý liệu mà thôi, còn cũng không thể để cho Ma Bi Chi Chủ cảm thấy sợ hãi. Ha ha, như ngươi chỉ có những thứ này nguyên phù mà nói, không bằng hiện tại tự sát đi. Vậy miễn được bị ta hành hạ khổ. Ma Bi Chi Chủ một lần nữa ầm ĩ đứng lên, chút nào không đem Diệp Thần coi vào đâu, tựa hồ ở hắn trong mắt, Diệp Thần đã là dê con đợi làm thịt. Một giây kế tiếp, Ma Bi Chi Chủ thân thể khổng lồ bỗng nhiên phóng lên cao, lại có một loại tay cầm nhật nguyệt lấy ngôi sao vô địch khí phách. Hắn tốc độ nhanh tới cực điểm, giống như một đạo điện quang sét đánh, ở trong hư không di chuyển lén lút, như vào chỗ không người. Bất quá ngắn ngủi nửa nén hương thời gian, hắn chừng hai tay bên trong liền mỗi người nắm ba cái nguyên phù. Ma Bi Chi Chủ có thể rõ ràng cảm nhận được hai tay trên truyền tới bạo động hơi thở. Không hổ là nguyên phù à, danh bất hư truyền, nơi năng lượng ẩn chứa đơn giản là quá kinh khủng, suýt nữa tiêu diệt hắn thả ra ma khí. Bạo động năng lượng càng ngày càng yếu kém, sáu lớn nguyên phù vậy dần dần mất đi ánh sáng, ở Ma Bi Chi Chủ trong tay, tựa như biến thành mấy khối không khí trầm lặng đá vậy. So sáu lớn nguyên phù căn nguyên lực mãnh liệt hơn bá đạo ma khí chút xuống nhô lên, ngay tức thì bao phủ sáu lớn nguyên phù, phong tỏa toàn bộ căn nguyên lực. Nhìn ra được, cái này ma bia bên trong đã đem tự thân ma khí chui luyện đến không thể tưởng tượng nổi trình độ, cơ hồ có thể theo căn nguyên một trong chống lại, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém. Chỉ cần hắn ma khí cuồn cuộn không khô, cái này sáu lớn nguyên phù đừng hòng lại bộc phát ra một tia một hào chiến lực. Còn không bó tay bị chết, còn đợi lúc nào? Ma Bi Chi Chủ một tiếng quát lên, vang khắp ở giữa thiên địa. Đồng thời, trong tay một đạo cuồn cuộn ma khí, phun ra, trực công Diệp Thần mặt. Nguyên phù vào huyết nguyệt đồ thiên trảm là Diệp Thần trong tay cường đại nhất hai đại một trong những lá bài tẩy, mà hiện tại Diệp Thần hai đại lá bài tẩy đều xuất hiện, lại căn bản không cách nào làm sao cái này Ma Bi Chi Chủ. Trong chốc lát Diệp Thần thần sắc cũng thay đổi, hắn không thể không lần nữa nhìn kỹ trước mắt Ma Bi Chi Chủ. Nên cúi đầu chờ chết là ngươi mới đúng. Diệp Thần thân hình chợt lui, khó khăn lắm tránh ra cái này tàn phá bừa bãi ma khí, bất quá hắn nhưng một chút cũng không dám hết lấy xem nhẹ. Nhưng mà, để cho Diệp Thần không nghĩ tới phải, một món yếu ớt ma khí bỗng nhiên ở hắn chân sau theo sinh phát, lượn quanh lên hắn sau lưng. Một cổ chua ngứa khó nhịn cảm giác ngay tức thì liền xâm nhập hắn toàn thân. Thấy một màn này Ma Bi Chi Chủ đại hỉ, ha ha. Ngươi nếu như thừa dịp còn sớm cúi đầu xưng thần mà nói, cần gì phải bị cái này cùng thống khổ. Bây giờ hối hận cũng đã chậm. Giờ phút này, Diệp Thần trong lòng một phiến trong sạch, mặc dù ma khí đã xâm nhập hắn ngũ tạng lục phủ, nhưng là hắn ý thức vẫn là rất rõ ràng. Nháy mắt tức thì, một món huyền chỉ từ trong cơ thể hắn bạo phát ra, tám viên giống như Phật môn xá lợi tử viên thuốc, treo nặng ở Diệp Thần bên người, tựa như mãi mãi tới nay cứ như vậy một mực tồn tại. Bất quá khoảnh khắc tới giữa, Diệp Thần trong cơ thể ma khí liền tiêu tán không còn một mống, bị tẩy sạch sẽ. Đây cũng là Diệp Thần luyện tập tuyệt mạnh thần thông một trong bát quái thiên đan thuật. Đối với khu trừ Diệp Thần trong cơ thể cái loại này tà ma chọc khí, có cực kỳ rõ rệt công hiệu. Hơn nữa Diệp Thần đạt được trăm yêu luyện hồn đỉnh sau đó, lĩnh ngộ thái thượng thiên yêu đạo, một bộ thân xác cũng nhận được chất bay vọt, hôm nay thể chất lại là thế gian hiếm thấy thiên yêu thánh thể. Ma Bi Chi Chủ trong ánh mắt lộ ra hiếm thấy vẻ cổ quái. Cái loại này đáng sợ chữa thương thánh pháp, hắn vẫn là lần đầu gặp phải, cái này không do được một lần nữa đổi mới hắn nhận biết. Cho nên, trong tay hắn thế công lại đổi được càng thêm mãnh liệt bá đạo. Diệp Thần thi triển ra mạnh mẽ thủ đoạn, đã để cho hắn có từng tia bị uy hiếp được cảm giác. Trực giác nói cho hắn, nếu như lại không giải quyết Diệp Thần mà nói, có thể sẽ cho mình mang đến vô tận phiền toái. Cuồng bạo ma khí hóa thành ngút trời mãnh liệt sóng lớn, ngược lại thật có một loại mây đen đè thành muốn tồi khí thế. Cửu u quần ma, tụng ta ma danh, cuồn cuộn thiên địa, độc ta vô ma. Ta ma không chết, ta đạo không cô, chỉ ta chân ma. Vạn cổ dài minh. Giờ khắc này, ma bia bên trong tựa như thật hóa thân là thiên địa gian độc nhất vô nhị ma. Uy áp kinh khủng cơ hồ đem Diệp Thần thân xác xé nát, Diệp Thần vậy cảm nhận được liền nguy cơ trước đó chưa từng có.
Vô tận ma khí uy không thể đỡ, Diệp Thần chỉ có thể duy trì quanh thân thiên địa tấc vuông tới giữa không gian không bị ma khí xâm nhập. Nhưng là Diệp Thần chau mày liền đứng lên, bởi vì hắn biết, mình như vậy trạng thái căn bản duy trì không được bao lâu. Rất dài đối lập, kéo dài cực kỳ lâu. Ma Bi chi chủ một mực chiếm cứ thượng phong, cho đến trong thiên địa viên thứ nhất tinh thần từ từ bay lên trời. Nhưng mà lúc này Ma Bi chi chủ còn không có phát hiện một ngôi sao này, hắn cũng không biết, là ngôi sao này dâng lên thời điểm, trận đại chiến này vừa mới bắt đầu. Huyền tiên tử, cho ta lực lượng. 3000 đại thế giới, tất cả thuộc về ta Hồng Mông đại tinh không. Diệp Thần thét dài, giống như cổ xưa đại lộ âm, ở giữa thiên địa vang vọng, lại để cho cái này phiến mênh mông mặt đất run rẩy không nghỉ. Giờ khắc này, Diệp Thần coi như là sử dụng mình mạnh nhất thủ đoạn. Tinh thần càng ngày càng nhiều, bầu trời cũng thay đổi được càng ngày càng sáng. Làm Chu Thiên Tinh đấu cũng hội tụ tại cùng phiến trên tinh không thời điểm, tuy là đêm tối, nhưng thắng tựa như ban ngày. Ánh sao sáng chói, chiếu khắp mặt đất. Làm Ma Bi chi chủ phát hiện lúc tới đã không còn kịp rồi, giữa trời đất tràn đầy ánh sao đã sớm cầm hắn ma khí cướp lấy, chẳng biết tại sao, hắn một trái tim cũng theo đó run rẩy. Hắn đã rất lâu không có như vậy cảm giác, do nhớ năm đó và Thái Thượng Thiên Nữ thời điểm đại chiến, hắn thì có qua cảm giác tương tự. Có thể đó là Thái Thượng Thế Giới Thiên Nữ, mà người trước mắt, bất quá là chính là con kiến hôi mà thôi, chẳng lẽ hắn có thể sánh bằng Thái Thượng Thế Giới người sao? Không, không thể nào. Ma Bi chi chủ con người bộc phát kiên nghị, hôm nay phải giết người cái này con kiến hôi, chứng ta ma đạo uy danh. Mà lúc này Diệp Thần, nhưng đắm chìm trong một phiến ánh sao bên trong, tựa như biến thành tinh thần chi tử. Hồi lâu, hắn mới thong thả mở miệng nói. Ta có ánh sao một phiến, lâu bị Trần Lao quan khóa. Mà nay Trần hết sức quang sinh, chiếu phá núi sông vạn đoá. Giống như cổ xưa thần chú. Ở giữa trời đất nổ vang, tựa hồ, giữa trời đất hết thảy sinh vật đều ở đây nghe theo hắn ý chỉ. Đây cũng là Hồng Mông lớn tinh không trung cực nghĩa sâu xa. Tinh thần lưới lớn ùn ùn kéo đến bao phủ xuống, Ma Bi chi chủ kinh hãi tới cực điểm. Hắn nhảy lên một cái, cánh tay tráng kiện cua múa, ma khí cuồn cuộn, tựa hồ muốn cùng ông trời đánh giết một tràng. Đáng tiếc, cái này căn bản không làm nên chuyện gì. Hôm nay Diệp Thần thi triển ra Hồng Mông đại tinh không đã sớm xưa không bằng nay. Bởi vì, Diệp Thần ở kiến thức tất cả Hồng Mông chí bảo sau đó, đối với Hồng Mông đại đạo lĩnh ngộ vậy sâu hơn không thiếu, tự nhiên làm theo, cái này Hồng Mông lớn tinh không uy lực cũng chỉ cao hơn một tầng lầu. Đây là ngôi sao thế giới, ma hồn thần cung biến thành một mảnh tinh không. Ma Bi chi chủ đưa thân vào trong đó, đã không phân rõ trên dưới bát phương, vậy không phân rõ quá khứ vị lai. Cuối cùng, ánh sao bạo tăng, đem Ma Bi chi chủ hoàn toàn cắn nuốt. Thiên địa yên tĩnh như cũ, cái này mảnh không gian cũng thay đổi được vô cùng tinh khiết. Bởi vì, chỉ còn lại vô cùng ngân hà nước lũ phun trào không nghỉ, trước kia ma khí là một chút cũng không thấy được. Đã chết rồi sao? Diệp Thần nhìn trước mắt một phiến tinh bạo, trong mắt hơi rũ, mở miệng tự nói. Hồng Mông đại tinh không hiện tại hẳn coi như là Diệp Thần trong tay mạnh nhất sát chiêu một trong. Bị hắn huyết mạch áp chế mấy phần Ma Bi chi chủ cho dù chết ở cái này dưới một chiêu, cũng coi là đủ để tiếu ngạo, không uổng công cuộc đời này. Ánh sao tan hết, chỉ còn lại có hư không, Ma Bi chi chủ đã sớm không thấy bóng dáng. Diệp Thần vậy thở phào nhẹ nhõm, xem ra Ma Bi chi chủ đích xác là chết, ở mình tinh thần gió bão bên trong hóa là phấn vụn. Diệp Thần phất tay áo bao quát, ánh sao ảm đạm, nhưng mà ngay tại hắn dự định lúc chia tay, cái này mảnh không gian. Hồi sinh dị tượng. Từng luồng ma khí lại lần nữa xuất hiện, ngay tại Diệp Thần trước mặt, càng ngày càng nóng rực. Bất quá Ma Bi chi chủ đã không có phát hiện thân. Hiện ra ở Diệp Thần bên cạnh, là một tòa bia, ma bia. Ma khí quấn quanh trên đó, không bao giờ tắt. Ma bia chưa từng có từ trước đến nay, đụng hướng Diệp Thần bất ngờ không kịp đề phòng, ngực bị cái này ma bia đánh cái tránh, không nhịn được một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Tuy không gặp Ma Bi chi chủ bóng người, nhưng là Ma Bi chi chủ thanh âm một lần nữa vang lên. Con kiến hôi, nhục ngày hôm nay, ngày sau ta cần thiết ngươi trăm lần trả lại. Sơn hà không thay đổi, người ta chung sẽ có tạm biệt một ngày. Rất hiển nhiên, cho dù Diệp Thần sử xuất một chiêu mạnh nhất, Hồng Mông đại tinh không vậy đã giết không chết cái này Ma Bi chi chủ.
bởi vì chỉ cần có ma bia ở đây, hắn cũng sẽ không chết đi. Ma bia không hủy, ma chủ không chết. Đây cũng là năm đó, hắn có thể ở Thái Thượng Thiên Nữ dưới quyền mạng sống duyên cớ, đây cũng là hắn lớn nhất lá bài tẩy. Diệp Thần, là ma bi chi chủ cả đời này bên trong cái thứ hai để cho hắn thất bại người, trận chiến này, chỉ cần hắn không chết, nhất định sẽ nhớ cả đời. Thanh âm kia càng ngày càng nhỏ, đuổi tràn vào biến mất không thấy, theo ma bi chi chủ cùng nhau biến mất, còn có luân hồi ma bia, Diệp Thần lần này vẫn là không thể được đền bù mong muốn. Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là lần nữa thi triển bát quái thiên đan thuật, đem bị tổn thương thân xác tu bổ sau đó, liền vậy đứng dậy rời đi ma hồn thần cung. Luân hồi huyền bi ủng có ý chí chính là như vậy nghịch thiên. Vậy hoa hạ khối kia luân hồi huyền bi cũng là như vậy. Có chút khó giải quyết. Vốn định dùng thái thượng trà thụ khôi phục hoàng tuyền đồ khí vật, hiện tại ta trạng thái, căn bản không cách nào đem hai người kết hợp. Tạm thời liền bày trận pháp, lần sau lại để giải quyết thái thượng trà thụ và hoàng tuyền đồ sự việc đi. Kéo tổn thương thân thể, Diệp Thần hao phí dòng dã 3 ngày quang cảnh mới trở lại Nguyên Thiên Viện. Mưa thì đêm, Vĩnh Hằng Thánh Vương, Viêm Khôn, Già Thiên Ma Đế, Huyết Long, Hạ Nhược Tuyết, Tiêu Thủy Hàn các người, đã thật sớm đứng ở Nguyên Thiên Viện cửa chính, tựa hồ đã ở chỗ này chờ đã lâu. Hạ Nhược Tuyết thấy được Diệp Thần tình huống không đúng, cái đầu tiên liền vọt tới, thật chặt bắt được Diệp Thần cánh tay, một mặt vẻ lo âu. Chỉ có thể, Diệp Thần sắc mặt phát trắng, rất hiển nhiên là bị nội thương. Hạ Nhược Tuyết hốt hoảng mở miệng, hỏi, Diệp Thần, ngươi làm sao bị thương, là ai tổn thương được ngươi? Diệp Thần khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng sờ một cái Hạ Nhược Tuyết đầu, an ủi nói, Nhược Tuyết, không có chuyện gì, chỉ là một chút thương ngoài da mà thôi, ta điều dưỡng mấy ngày là tốt. Một bên Già Thiên Ma Đế sắc mặt vô cùng ngưng trọng, trầm ngâm nói, chẳng lẽ là Ma Bi Chi Chủ tổn thương ngươi? Bọn họ đều biết. Diệp Thần lần này một mình nhập ma hồn thần cung chỗ sâu thật sự là vì thu hồi ma bia, bốc lên này đại hiểm cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Cho nên Già Thiên Ma Đế rất nhanh liền nghĩ đến nguyên nhân hậu quả. Diệp Thần khẽ vuốt cằm, nói ừ, ma bia đã có tự mình ý thức, hình thành sinh mạng mới, lần này rất khó giải quyết. Nghe được Diệp Thần lời nói sau đó, đám người cũng đều sắc mặt đổi được khó coi. Bọn họ cũng rất hiểu Diệp Thần tính cách. Diệp Thần cho tới bây giờ đều không phải là như vậy sẽ để cho khổ người, nếu Diệp Thần nói hết rồi khó giải quyết, như vậy lần này nhất định là gặp phải phiền toái, nếu không, Diệp Thần sẽ không bị thương. Hạ Nhược Tuyết giờ phút này càng lo lắng, nhào vào Diệp Thần ôm trong ngực bên trong, lê hoa đái vũ ta gặp do liên. Diệp Thần là nàng sinh mạng bên trong duy nhất tình cảm chân thành người đàn ông, một khi Diệp Thần xảy ra điều gì chuyện không may nói, nàng khẳng định cũng chỉ sống không nổi nữa. Diệp Thần thấy vậy, đành phải hỏi đám người, cái này ma bia trên mình ma khí quá nặng, hơn nữa vật này trong lòng kiêu ngạo quá mạnh mẽ, tự xưng là xưa nay thứ nhất chân ma, ta cũng không biết nên như thế nào hàng phục nó. Đám người cũng đều mặt lộ sầu khổ, Viêm Khôn và Huyết Long chố mắt nhìn nhau một mắt, lần lượt bất đắc dĩ lắc lắc. Cuối cùng, Diệp Thần ánh mắt rơi vào Già Thiên Ma Đế trên mình, Già Thiên Ma Đế là bọn họ chỉ có nhất kiến thức rộng người. Có lẽ có thể biết khắc chế ma bia pháp môn vậy nói không chừng đây. Nhưng mà Già Thiên Ma Đế cũng là bất đắc dĩ nói, Diệp Thần, luân hồi huyền bi ra đời linh trí, diễn hóa sinh mạng sự việc thật sự là nghe nói quá kinh người, ta vẫn là lần đầu nghe nói đâu, còn như hàng phục biện pháp, ta tạm thời tới giữa cũng không nghĩ ra. Dừng một chút, Già Thiên Ma Đế lại nói, không quá chúng ta hiện tại hẳn phái người theo dõi cái này ma bi chi chủ, tuyệt không thể để cho hắn ở chọc xảy ra cái gì yêu con bướm. Diệp Thần trầm ngâm, gật đầu nhìn về phía Nguyên Thiên Viện viện trưởng Mưa Ti Đêm, nói, viện trưởng, ngươi lập tức phái ta bên trong sân tinh anh theo dõi ma bi chi chủ tung tích, một khi phát hiện tin tức gì, lập tức báo cùng ta biết. Vừa nói, Diệp Thần giơ tay lên thoáng một cái, đem một đạo ma khí đánh đi ra. Cái này ma khí là Diệp Thần lúc trước và ma bia bên trong giao thủ thời điểm cố ý giữ lại một cái lòng, bảo lưu lại. Giờ phút này giao cho Nguyên Thiên Viện người. Để cho bọn họ lấy này theo dõi ma bi chi chủ liền lại không quá thích hợp. Ngay tại lúc này, trầm mặc thật lâu Vĩnh Hằng Thánh Vương vậy cuối cùng mở miệng, cái này ma bia hóa hình chuyện xác thực kinh người nghe, có lẽ cũng chỉ có thượng giới người mới có thể biết bí mật trong đó. Thượng giới người, Diệp Thần suy tư một hồi, cũng đúng. Đảm nhiệm nhất định biết khắc chế ma bia pháp môn. Bất quá rất nhanh,
Diệp Thần liền lại lâm vào không biết làm sao bên trong. Ngược lại không phải là Diệp Thần hoài nghi Nhâm Phi Phàm bản lãnh, mà là cái này Nhâm Phi Phàm rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, chỉ sẽ ở thời điểm mấu chốt xuất hiện, nếu không phải Diệp Thần gặp nguy cơ sinh tử, nếu không hắn là tuyệt đối sẽ không xuất thủ, muốn gặp hắn, có thể nói là muôn vàn khó khăn. Thôi, ta trước chữa thương mấy ngày, sẽ đi định đoạt đi. Diệp Thần lắc đầu một cái nói. Lần này ma hồn thần cung chuyến đi, cũng là để cho Diệp Thần thân tim đều mỏi mệt, hắn vậy cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe. Chỉ như vậy, Diệp Thần ở Nguyên Thiên Viện bên trong bế quan dưỡng thương mấy ngày, đến đây, trong cơ thể hắn ma khí đã hoàn toàn bị đuổi sạch, lúc trước đại chiến lưu lại thương thế cũng đã không còn gì vô tồn. Dĩ nhiên, mấy ngày nay, Diệp Thần trừ chữa thương, còn làm một kiện càng có ý nghĩa sự việc, đó chính là đem mình và ma bi chi chủ đại chiến tiến hành cảm ngộ. Hắn khá có sở hoạch, tu vi cao hơn một tầng lầu, thậm chí đã mơ hồ mò tới đột phá những ràng buộc. Sau khi đi ra Diệp Thần thời gian đầu tiên thì gặp phải mưa ti đêm, hắn lộ vẻ được 10 phần tiêu lửa đốt. Diệp Thần xem hắn bộ dáng này, trong lòng cũng có một loại cảm giác bất an, không khỏi phải hỏi nói, đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta đã tìm được ma bi chi chủ tung tích. Diệp Thần nhướng mày một cái, nói, hắn hiện ở nơi nào? Hắn đã tới sát vực ngoại, chỗ đi qua là một phiến núi thây biển máu à, gặp người cũng giết, đã đưa tới công phẫn. Chúng ta bên trong viện phái truy lùng mấy vị tinh anh cũng thật bất hạnh chết ở trong tay hắn. Mưa ti đêm nói lời này lúc đó, mặt lộ vẻ thống khổ. Phải biết, những thứ này tinh anh nhưng mà hắn tiêu phí giá thật lớn và vô số năm tháng mới đào tạo ra được Nguyên Thiên Viện Trung Lưu chỉ trụ à, mai kia liền chết ở ma bi chi chủ trong tay, để cho hắn làm sao có thể không tức giận đâu. Nhưng mà không có biện pháp, ma bi chi chủ quá mạnh mẽ, lấy hắn tu vi, coi như là tới sát vực ngoại, vậy đủ để xông pha, căn bản không người là hắn đối thủ, hiện tại đã có rất nhiều vực ngoại người, nghe được ma bi chi chủ tên chữ liền nghe tiếng sợ vỡ mật. Diệp Thần siết chặt quả đấm, trong lòng giấy lên hừng hực lửa giận. Cái này ma bi chi chủ quá tàn nhẫn, cách làm so ma đầu còn hung ác hơn gấp 10.000 lần, lại liền hắn và hắn chút nào người không liên hệ. Hắn đều có thể thống hạ sát thủ, thật là xúc sinh không bằng. Trầm ngâm một hồi, mưa ti đêm lại nói, hắn hiện tại tự hào ma chủ, đã ở vực ngoại tập kết một khối thế lực thuộc về mình, tọa hạ tín đồ rất nhiều, tạm thời tới giữa, lòng người bàng hoàng. Diệp Thần nổi nóng, nhất định phải cầm cái này ma bia sớm thu phục, nếu không chỉ sợ sẽ có nhiều hơn vực ngoại người vô tội tiếp tục chết ở bên trong tay hắn. Diệp Thần đứng dậy, dự định rời đi. Luân hồi chi chủ. Ngài phải đi nơi nào? Mưa ti đêm không hiểu hỏi, hiện tại bọn họ có thể trông cậy vào cũng chỉ có Diệp Thần một người, nếu không Nguyên Thiên Viện chết đi những đệ tử này, đại thù ai có thể báo đâu? Đi tìm hàng phục ma chủ pháp môn. Diệp Thần tung người rời đi, trước khi đi trước chỉ để lại những lời này. Diệp Thần động linh cơ một cái, hắn muốn chủ động liên lạc đảm nhiệm là không thể nào, nhưng là hắn nhưng có thể tìm được Ngụy Dĩnh. Ngụy Dĩnh là Tô Mạch Hàn đệ tử quan môn. Mà Tô Mạch Hàn lại là đảm nhiệm hồng nhan chi kỷ, chỉ cần tìm được Ngụy Dĩnh, thì tương đương với là tìm được đảm nhiệm. Huống chi, coi như là không tìm được đảm nhiệm, lấy Tô Mạch Hàn kiến thức, có lẽ nàng vậy có biện pháp có thể đối phó ma bi chi chủ đâu. Mấy ngày sau, Diệp Thần đi tới Thiên Hàn bí cảnh. Diệp Thần một lúc đến nơi này, bế quan tu hành Ngụy Dĩnh liền phát giác Diệp Thần hơi thở, lúc này phá cửa ra, hóa thành một đạo hàn quang hạ xuống ở Diệp Thần bên người. Diệp Thần, ngươi làm sao tới? Diệp Thần thình lình xuất hiện, cũng để cho Ngụy Dĩnh cảm thấy một hồi ngạc nhiên mừng rỡ, nàng mở miệng hỏi nói. Diệp Thần đem mình ở ma hồn thần cung bên trong gặp gỡ đầu đuôi gốc ngọn nói ra hết, vậy nói ra mình khó xử, cần tìm kiếm Tô Mạch Hàn tiền bối trợ giúp. Nghe vậy, Ngụy Dĩnh nhíu mày một cái, Diệp Thần, sư phụ nàng vậy đều không ở bí cảnh, coi như ta vậy không có cách nào liên lạc nàng. Không bằng ngươi ở nơi này chờ hậu đi. Sư phụ cách mỗi một đoạn thời gian cũng sẽ trở về đốc thúc ta tu hành, có lẽ rất nhanh chúng ta là có thể thấy nàng. Ngụy Dĩnh khuyên. Ngụy Dĩnh nói không giả, nhưng nàng hồi nào chẳng muốn nhiều và Diệp Thần sống chung một chỗ đâu, cho dù là chốc lát cũng tốt. Mỗi cái người đều có tư lợi, nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo thanh âm hưởng dậy. Diệp Thần. Diệp Thần theo tiếng kêu nhìn lại. Người nói chuyện dĩ nhiên chính là Ngụy Dĩnh sư tôn Tô Mạch Hàn. Tô tiền bối.
thấy Tô Mạch Hàn sau đó, Diệp Thần cũng là rất khách khí chắp tay thi lễ. Bất quá Tô Mạch Hàn nhưng không có gấp đáp lại Diệp Thần, mà là nhìn về phía một bên Ngụy Dĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói, Dĩnh Nhi, ngươi lui xuống trước đi đi, ta có lời muốn đơn độc theo Diệp Thần tiểu hữu nói một chút. Ngụy Dĩnh chần chờ một chút, nhưng vẫn là rất thức thời lui xuống. Ngụy Dĩnh vậy không biết, Sư Tôn kết quả có lời gì muốn cùng Diệp Thần nói, còn không phải tránh mình không thể, nhưng nàng mơ hồ cảm thấy, có lẽ Sư Tôn muốn nói là cùng bản thân có liên quan, bất quá sư mệnh khó vi phạm. Đợi Ngụy Dĩnh rời đi sau đó, Tô Mạch Hàn lại hướng Diệp Thần nói, ta biết ngươi hôm nay đến tìm ta là chuyện gì, theo ta đi. Diệp Thần hội ý, cười một tiếng, liền đi theo Tô Mạch Hàn nhịp bước. Hắn biết, Tô Mạch Hàn thần thông quảng đại, cả người bản lãnh cơ hồ có thể cùng Nhâm Phi Phàm đứng ngang hàng, người như vậy có thể biết bấm đột, vậy chẳng có gì lạ. Đi tới một tòa bên trong động phủ, Tô Mạch Hàn trầm ngâm hồi lâu mới lên tiếng, Diệp Thần, ngươi là vì ma bia chuyện mà đến chứ? Ngươi muốn tìm kiếm Nhâm Phi Phàm trợ giúp? Diệp Thần khẽ vuốt cằm, nói, không tệ, vãn bối chính là vì chuyện này. Ngày đó ở ma hồn thần cung bên trong, ta tính sai để cho vậy ma bi chi chủ chạy đi, hiện tại đang vực ngoại làm sằng làm bậy, nếu như không thể kịp thời đem hắn hàng phục nói, chỉ sợ sẽ có càng nhiều vô tội sinh mạng sẽ chết ở bên trong tay hắn. Ta có thể để cho ngươi thấy Nhâm Phi Phàm, bất quá ở chỗ này trước, hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một cái yêu cầu. Tô Mạch Hàn ý vị sâu xa nhìn một cái Diệp Thần, còn cố ý bán một cái thắt hút. Diệp Thần chần chờ, nhưng vẫn là nói, không biết Tô tiền bối có yêu cầu gì, nếu như là vãn bối khả năng cho phép sự việc, vãn bối tuyệt sẽ không từ chối. Tô Mạch Hàn đi tới Diệp Thần bên cạnh, tựa hồ là đang nổi lên tâm trạng, hồi lâu mới mở miệng nói, Diệp Thần, ngươi là luân hồi chi chủ chuyển thế thân, ngày sau nhất định có thể một bước lên trời, trở thành mảnh thiên địa này gian chân chính nắm giữ. Diệp Thần không rõ ràng, khốn hoặc nhìn Tô Mạch Hàn, nói, không biết Tô tiền bối nói lời này là ý gì. Xem ngươi như vậy thiên chi kiêu tử, ngày sau bên người khẳng định không thiếu được hồng nhan chi kỷ, nhưng ta hy vọng ngươi không muốn cha Ngụy Dĩnh. Hôm nay Tô Mạch Hàn đã trở thành Ngụy Dĩnh sư tôn, thân vi sư tôn, dĩ nhiên là hy vọng mình đệ tử có thể đang tu hành trên con đường này đột nhiên tăng mạnh, nhưng mà theo mình theo Ngụy Dĩnh ở chung một chỗ thế gian càng dài, Tô Mạch Hàn liền phát hiện, Ngụy Dĩnh trên người có một cái chí mạng thiếu sót, mà sự thiếu sót này chính là Diệp Thần. Nếu thật là trong tu hành mặt gặp cái gì vấn đề khó khăn, Tô Mạch Hàn ngược lại là có biện pháp vì mình đệ tử khuyên bảo, nhưng mà một chữ tình, nhất là nan giải, cho dù Tô Mạch Hàn sống vô tận 5 tháng, cho tới bây giờ cũng không cách nào hiểu cái này một chữ. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần sắc mặt vậy hơi đỏ lên, hắn biết Ngụy Dĩnh đối với mình tình thâm nghĩa nặng, cho nên chuyện này, coi như Tô Mạch Hàn không tự nhủ, Diệp Thần cũng sẽ không thua Ngụy Dĩnh, đây là nguyên tắc tính vấn đề. Được. Tô tiền bối, ngươi yên tâm đi, cuộc đời này, ta quyết không phụ nàng. Diệp Thần lúc nói lời này, vang vang có lực, 10 phần kiên định. Tô Mạch Hàn vậy từ Diệp Thần ánh mắt bên trong thấy được chân thành, liền nói có ngươi những lời này ta an tâm. Bất quá ở ngươi đi gặp Nhâm Phi Phàm trước, có mấy câu nói ta vẫn là phải dặn dò ngươi. Tô Mạch Hàn thần sắc bỗng nhiên đổi được ngưng trọng, tựa hồ là nghĩ tới điều gì nghiêm trọng sự việc. Diệp Thần vậy cảm thấy kinh ngạc, liền hỏi nói, mời Tô tiền bối dạy bảo. Ngươi có thể biết, muốn hoàn toàn hàng phục luân hồi ma bia, thật ra thì chỉ có một pháp môn. Tô Mạch Hàn chậm rãi mở miệng nói. Diệp Thần ngưng mi, nói, không biết là cái gì. Ngươi chỉ có so luân hồi ma bia càng có ma tính, dĩ nhiên là có thể hàng phục ma bia, đây cũng là duy nhất đường. Tô Mạch Hàn tiếng nói không sợ hãi người chết không nghỉ. Cái gì? So luân hồi ma bia càng có ma tính. Diệp Thần cũng bị chấn động kinh động, cái này luân hồi ma bia ma tính Diệp Thần là lãnh giáo qua, cũng coi là khoáng cổ đệ nhất. Nếu không ma bi chi chủ vậy không dám nói ra vạn cổ chỉ ta là chân ma khùng như vậy ngông lời. Nhưng mà, ở chỗ này trước, Diệp Thần mặc dù tiếp xúc qua ma đạo, nhưng đặt ở vực ngoại, không hề coi là mạnh, cho nên con đường này đối với Diệp Thần mà nói, nhất định là vô cùng khó khăn. Vậy Tô Mạch Hàn tại sao phải như thế nói? Nhất định là có lý do. Tô Mạch Hàn tựa hồ là đoán được Diệp Thần ý nghĩ trong lòng, cười một tiếng nói, Diệp Thần, nếu như ngươi nhất định phải đi con đường này mà nói, ta ngược lại là có thể cho ngươi chỉ một phương hướng. Vãn bối tâm ý đã quyết, mời Tô tiền bối chỉ điểm.
Diệp Thần hướng Tô Mạch Hàn chắp tay, thần sắc vô cùng trịnh trọng nói. Chuyện này, hắn đã không có nơi lựa chọn, hắn nhất định phải hàng phục luân hồi ma bia, vì hoàn toàn thức tỉnh mình luân hồi huyết mạch, cũng vì lại nữa để cho cái này ma bi chi chủ tiếp tục giết hại. Ban đầu hắn và ma bi chi chủ đối kháng, sụp đổ ma bi chi chủ cấm chế trên người, cái này cũng cho hắn trốn ra được thời cơ. Hôm nay, vực ngoại vô số sinh mạng gặp thảm tàn sát, tuy nói là chết ở ma bia bên trong tay, nhưng Diệp Thần nhiều hơn thiếu thiếu vậy dính liền một chút nhân quả. Người tu hành, nhất không đụng được chính là nhân quả, cho nên vô luận như thế nào, Diệp Thần cũng muốn kết đoạn này nhân quả, cho dù là làm nhập ma. Hắn cũng ở đây không tiếc. Ngươi chỉ cần luyện thành Thái Thượng Thiên Ma Thể, để cho mình tu luyện tới nắm giữ nhập ma, ngươi liền có thể trở thành cái này thế gian chân chính ma. Vượt qua ma bi chi chủ ma. Tô Mạch Hàn những lời này, một lần nữa chấn động kinh động Diệp Thần. Bất quá Diệp Thần trong con ngươi lóe lên một chút vẻ kiên nghị, nói, đã như vậy, vậy ta nhập ma lại ngại gì? Diệp Thần trong con ngươi thần quang nghiêm nghị, giờ khắc này hắn đã quyết định liền quyết tâm. Thật ra thì, liên quan tới Thái Thượng Thiên Ma Thể truyền thuyết, hắn là nghe nói qua. Cửa này chí cao vô thượng ma đạo thần thông, vẫn luôn chỉ tồn tại ở truyền thuyết thần thoại bên trong. Tin đồn ở năm tháng vô tận cuối, có một tôn ma đạo võ giả lấy được Thái Thượng Thế Giới cơ duyên, học biết liền Thái Thượng Thiên Ma Thể thần thông, vậy như ma bi chi chủ như vậy, tự xưng mình là thật ma. Nhưng mà hắn cuối cùng cả đời năm tháng, cũng không có thể đem cái này Thái Thượng Thiên Ma Thể tu luyện tới cảnh giới tối cao.